Thật may tòa đại điện này đi qua đặc thù lực lượng cường hóa, gia trì, vì vậy mới có thể sừng sững không ngã. May là như vậy, vậy mấy cây thông thiên trên cột đá vậy xuất hiện đạo đạo vết thương. Ba cái huyết long đều xuất hiện, cũng không cách nào chiếm được thượng phong. Vạn tướng thiên thư tuy nhiên đối với ám dạ lực lượng có lực áp chế, thế nhưng cũng chỉ là ở đại khái thực lực trong phạm vi. Nếu như thực lực vượt qua quá nhiều, vạn tướng thiên thư hư ảnh pháp tôn vậy sẽ hiệu quả hao tổn nửa. Bất quá để cho người nghi ngờ phải, Diệp Thần vì sao đứng tại chỗ, chậm chạp không có động tĩnh. Mà đang ở bọn họ ý niệm trong lòng mới vừa nhô ra, không bao lâu, Diệp Thần liền thông suốt mở hai mắt ra, trong mắt sạch bóng phun trào, lóe lên khác thường hào quang. Ngươi ngày này kiếm có chút hại người, ta đều đưa ngươi cho thu phục, lại có thể liền một quyển bí tịch nhắc nhở cũng không có. Bất quá theo Tiêu Áo Vải nói, luân hồi thiên kiếm kiếm khí, tự thành cấm chế, muốn phá vỡ cấm chế, chỉ có thể dựa vào binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, cũng chính là bạo thiên binh. Nhưng hiện tại để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Đã như vậy, vậy ngươi liền kết hợp ta công pháp tới đi, xem ngươi ở cấm chế dưới trạng thái rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Diệp Thần đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu, người ở bên ngoài xem ra, rất có một bộ phong độ cao nhân. Nhưng chính hắn nhưng có chút buồn bực, cái này luân hồi thiên kiếm thu phục sau đó, liền phương pháp sử dụng đều không nói một chút không. Chẳng lẽ lại muốn hắn bước lên mình lục lọi đường? Diệp Thần thở dài, chợt thu hồi tâm thần, đem tinh lực đưa vào chiến trường, dấy lên sôi sục chiến ý. Đấu chữ quyết, đấu phá thương khung. Hắn triệu hoán ra Phạm Thiên Thần Công, giống như là một tôn chiến thần, thả ra lực lượng cuồng bạo. Chín tầng trời thần thuật uy lực, giờ phút này hiện ra hết ra, huyết sắc kia luân hồi lực lượng, thay đổi là màu vàng cuồng chiều, sáng chói vô cùng, ầm ầm rơi xuống. Một kiếm này, có thể quét sạch thiên địa, có thể đạp bằng sơn hà. Vô số đấu khí rối rít chấn động, đưa tới không gian chảy loạn đồng tình. Cái này phiến đồng xanh đại điện, tựa như cũng phải làm sụp đổ, căn bản không cách nào chịu đựng như vậy lực lượng. Một kiếm quang hàn mười cửu châu, biển cả giàn giụa. Long dọn ra gầm thét, huyết quang như xương, cường đại lực tàn phá, đụng vào nơi này hư không cấm chế, phù văn tiếp liền lóe lên, toàn bộ đồng xanh đại điện cũng đi theo lảo đảo muốn rơi xuống. Khí thế khoáng đạt, ánh sáng trời chói chang. Làm cái này cổ đấu khí hòa lẫn luân hồi huyết quang, xông vào chiến trường lúc đó, thiên sát ma lang vậy cảm nhận được liền áp lực. Luân hồi thiên kiếm dù chưa tách thả ra sáng chói kim quang, nhưng chỉ bằng vào vậy một đạo nặng nề kiếm uy, cũng đủ để cho người sợ hãi. Khá lắm, đây cũng là luân hồi thiên kiếm mang đến uy áp sao. Không hổ là tám đại thiên kiếm đứng đầu. Cho dù thiên sát ma lang cuồng vọng tự lớn, có thể không thừa nhận cũng không được, luân hồi thiên kiếm quả thật ánh sáng chói mắt. Vậy thì để cho bổn vương xem, người rốt cuộc có thể thi triển ra cái này luân hồi thiên kiếm mấy phần lực lượng. Thiên sát ma lang ngửa mặt lên trời cười to, hắn cao giọng gào thét, vui mừng không sợ. Mà trên người hắn vậy sinh ra biến hóa nào đó, vậy đầy trời hắc vụ ngưng tụ tới đây, mà lại ở hắn sau lưng hình thành cái đuôi, mỗi một cây cũng thẳng tắp đứng, ngất trời nổi lên bốn phía. Hắn lại tiến hóa ra chín đuôi chó sói hình thái. Nếu như nói cửu vĩ hồ đại biểu cực hạn mị hoặc lực lượng, đủ để cho người xa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, từ đó mất tánh mạng. Vậy chín đuôi chó sói, chính là đại biểu cực hạn giết hại cùng hắc ám. Một khi bị vậy đạo hắc ám khí tức để mắt tới, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Chín cái đuôi, bốn tản ra, giống như ma đích thân tới, vòng qua vậy từng cây một thông thiên thạch trụ, đình trệ một lát sau, hướng Diệp Thần mãnh bắn tới. Trong một cái chớp mắt này, liền mang theo bạo liệt sức lực gió, gào thét tới. Diệp Thần dậm chân đi về trước, ánh mắt trong trẻo, đối với như vậy thế công, hắn không có phân nửa tránh để cho, trực tiếp đón đầu chém kiếm. Luân hồi thiên kiếm không hổ là thiên hạ hàng đầu thần binh lợi khí, hoành tảo thiên quân, chưa từng có từ trước đến nay. Khua kiếm chém xuống, xé vậy vô tận hư không, vậy chặt đứt ma sói ba cái đuôi. Còn dư lại sáu cái đuôi, đồng loạt vọt tới, trận thế kinh người. Diệp Thần và huyết long phân biệt đứng hàng trên dưới, thiên kiếm vung chém, đuôi rồng càn quét, trong phút chốc phối hợp, đủ để ngăn lại tất cả công kích. Khi bọn hắn cầm những chó sói kia đuôi toàn bộ chém hết sau đó, cũng không lâu lắm, liền có thể thấy tiêu tán sương mù lần nữa ngưng tụ, chó sói đuôi khôi phục như lúc ban đầu, hoàn hảo không tổn hao gì.
Diệp Thần nhất thời ánh mắt trầm xuống. Hắn rõ ràng tên này có cực mạnh năng lực sống lại, vô luận lại chém bao nhiêu lần cái đuôi, cũng không có biện pháp làm bị thương hắn chút nào. Chỉ gặp vậy gãy mất bộ phận, hắc phụ chậm rãi xoay tròn, liền lại lần nữa ngưng kết. Thiên sát ma lang đã thoát khỏi mượn dùng tinh thần lực lượng mới bắt đầu phạm vi, tiến hóa đến giai đoạn thứ hai, có thể nói bất tử bất diệt. Ha ha, như thế nào? Cho dù ngươi lấy được rồi luân hồi thiên kiếm thì như thế nào? Vẫn là không cách nào làm bị thương ta chút nào. Thiên sát ma lang nhìn Diệp Thần, lạnh nở nụ cười lạnh. Vậy cùng tiếng cười trong đó, ẩn chứa một chút nhàn nhạt khinh thường. Diệp Thần mặc dù kinh ngạc, nhưng vậy ở trong ý liệu. Cái này thiên sát ma lang chính là ma tổ vô thiên dưới quyền tinh thú trong đó người xuất sắc, hơn nữa đã đột phá tinh thú phạm vi, hiện tại tiếp xúc đến bất tử bất diệt vũ trụ lực lượng, thực lực tương đối cường hãn. Tên này đã sắp đột phá thiên quân sơ cấp những ràng buộc, tiến vào cảnh giới toàn mới. Có thể nói Diệp Thần đang đột phá quá chân cảnh giới sau đó, chân chính đối mặt kẻ địch trong đó, thiên sát ma lang đủ để đứng vào trước ba. Nếu như nói đây chính là ngươi lá bài tẩy, như vậy tiếp theo ngươi liền có thể chết đi. Thiên sát ma lang thu hồi nụ cười âm trầm, đổi được mặt không cảm giác, lãnh khốc hờ hững. Còn có một lời hắn không có nói ra, sau khi ngươi chết, cái này cầm luân hồi thiên kiếm chính là của ta. Nghĩ đến đây, thiên sát ma lang trở nên có chút kích động, như thật có thể thành công đánh chết luân hồi chi chủ, hơn nữa đem luân hồi thiên kiếm đoạt trở lại, vậy hắn sẽ là cựu Nhật Minh từ trước tới nay đệ nhất công thần. Chủ nhân, ngươi mang luân hồi thiên kiếm đi trước, ta đi đối phó hắn. Huyết Long vậy cảm nhận được liền thiên sát ma lang mạnh mẽ cùng khủng bố, vì vậy lén lút cho Diệp Thần truyền âm. Bọn họ cùng thiên sát ma lang tới giữa thực lực sai biệt, quả thật so với là rõ ràng. Nhưng ngày hôm nay muốn trở lui toàn thân, cũng không dễ dàng. Diệp Thần nhìn một cái đồng xanh cửa đại điện miệng, vậy hai người vạn khư thần điện thiên kiêu, đang cùng hỗn độn phong đế lực lượng kịch chiến, bọn họ thực lực đồng dạng không kém. Mà hỗn độn lôi đế chính là ngăn cản Triệu Thanh Huyền, hai người tốc độ không phân cao thấp. Hỗn độn viêm đế và ám ảnh quân đoàn thủ lãnh bộc phát kịch chiến. Ba tên hỗn độn thần đế, đều rung động dùng mình lá bài tẩy lực lượng, hết sức trì hoãn thời gian. Chỉ cần Diệp Thần có thể thành công rút đi, vậy bọn họ liền có thể theo tới, phe địch cũng không thể lưu lại bọn họ. Không được, tên này thực lực quá mạnh mẽ, lưu ngươi một người đối phó, chỉ sợ không phải đối thủ của nó. Diệp Thần lắc đầu một cái, mở miệng nói. Hắn trong mắt thiêu đốt trong suốt thần hỏa, im hơi lặng tiếng, dường như muốn cháy hết thảy. Mà đây chính là hắn vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn điềm báo trước. Nếu đấu chữ quyết không cách nào cùng luân hồi thiên kiếm dung hợp, vậy thì đi thử một chút một chiêu này đi. Diệp Thần ngẩng đầu lên, trực diện thiên sát ma lang. Đối phương vậy tôn to lớn ma ảnh, đã tới bên cạnh, tản ra lăn lăn ma uy. Luân hồi chi chủ, ngươi không sống qua ngày hôm nay, tự thu xếp ổn thỏa đi. Thiên sát ma lang nâng lên hai tay, giống như đế hoàng hạ xuống, mà sau lưng hắn chín đạo chó sói đuôi đồng loạt xông ra, yêu khí uy nghiêm, cuộn sạch bầu trời. Chỗ tòa này cung điện đồng xanh rốt cục thì không nhịn được, mái vòm trên bị mặc mở một cái lỗ thủng to. Nhất thời thì có ám dạ khí tức uy nghiêm rót ngược vào, tràn ngập ở trong đại điện, để cho Diệp Thần trước mắt đổi được mơ hồ. Chú ý, tên này triệu hoán sương mù có chút quỷ dị. Diệp Thần nhắm mắt lại, băng vào cảm giác, lùi lại một khoảng cách. Hắn thúc giục hỗn độn thần lôi, còn kèm theo hỗn độn viêm đế lưu lại dị hỏa, một cổ khai thiên ích địa hồng mông hơi thở, đi bên ngoài lan truyền. Đấu chữ quyết, binh tự quyết, trận tự quyết, mở. Diệp Thần hai tay giống như vậy mau tốc nhẹ nhàng bay múa con bướm, qua lại không ngừng, phân phồn biến hóa, kết ra một đạo lại một đạo pháp ấn. Diệp Thần đang làm đánh một trận cuối cùng. Hắn đồng thời vận dụng ba đại tự quyết, cơ hồ là đem Phạm Thiên Thần công thúc đẩy đến trình độ cao nhất. Trong cơ thể luân hồi huyết mạch hết sức cháy, chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy bung ra qua, thật giống như sắp núi lửa bộc phát. Vậy cổ cường đại lực lượng hội tụ thành dao nhọn, ào ào, dọc theo luân hồi thiên kiếm thả ra ngoài. Nhọn khí thế giống như thiên quân vạn mã, hành quân đặt song song, xé viễn không khung vũ. Cái này một đạo kiếm khí, chặn lại vậy mấy cái u ám cái đuôi. Chín tầng trời thần thuật thì như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy thần thông cũng chỉ là gà vườn chó đất thôi,
căn bản không đáng giá để ra. Thiên sát ma lang trong mơ hồ, mặt lộ khinh thường, hắn hơi ra trong tay cổ thương. Phịch! Hai đạo hơi thở cuồng bạo, ầm ầm nổ tung. Bất quá lại cũng không xuất hiện tưởng tượng như vậy một bên đổ. Cho dù Diệp Thần đã vận dụng ba đạo cường hãn tự quyết, thiên sát ma lang vẫn không có gặp phải phân nửa tổn thương, hắn vòng ngực đứng, dẫm ở trong hư không, mặt đầy ung dung cùng khinh thường. Mà là ngưng tụ một đoàn lực lượng thần bí. Mênh mông linh khí, năng lượng cuồn cuộn, bơm vào đến thiên sát ma lang trên mình. Tên này thân xác rốt cuộc là làm gì? Vì sao cường hãn như vậy? Diệp Thần không khỏi được buồn bực. Nhưng thiên sát ma lang không hề định cho hắn phản ứng lại cơ hội. Một khắc sau hắc quang bắn ra bốn phía, phân quang hóa ảnh, vậy từng cái nhọn chó sói đuôi, giống như là xuyên vân kiếm, hướng Diệp Thần cùng huyết long từng giết tới. Cùng lúc đó, một tấm ma khí lưới lớn từ trên trời hạ xuống, đem nơi này bao phủ. Vô hình uy áp ngang nhiên rơi xuống, hình thành khí thế áp chế. Tạm thời tới giữa, Diệp Thần chỉ cảm thấy di động khó khăn. Huyết long hóa là một cái bóng, bảo vệ ở Diệp Thần trước mặt. Hai tròng mắt của nó bên trong, tràn đầy kiên quyết vẻ. Coi như hắn sẽ thân bại chết, vậy tuyệt không cho phép kẻ địch thương tổn tới chủ nhân. Nhưng là, hắn thân thể cũng bị định trụ, cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Diệp Thần mang kiếm tay, giờ đến một nửa liền dừng lại, không cách nào tiến thêm nửa bước. Đáng chết! Thiên sát ma lang vận dụng cửu u lực lượng, hiển lộ ra chân chính thực lực, để cho bọn họ liền liên tục đánh bại lui, căn bản không thể chống đỡ được. Bên ngoài đại điện vây, định đánh vào pháp trận các yêu thú chính là rối rít giơ lên vũ khí, vui vẻ cười to. Mấy thế lực lớn khác người, cũng là chậm lại tấn công tiết tấu, nhìn nơi này, tràn đầy xem kịch hay dáng vẻ. Hỗn độn ba thần đế vậy phát giác nơi này dị thường, liền muốn thu hồi trận pháp đuổi tới cứu viện. Nhưng là Triệu Thanh Huyền, bóng tối thống lĩnh các người chính là đổi khách thành chủ, kéo lại bọn họ bước chân. Mới vừa rồi còn đang đối với ta ra tay, hiện tại liền muốn chạy trốn. Sợ rằng không chuyện tốt như vậy. Hỗn độn ba thần đế vậy lâm vào vòng vây, chỉ có thể đối kháng địch nhân trước mắt, mà không cách nào phân ra thân tới tiếp viện Diệp Thần. Chiến cuộc trong đó, thiên sát ma lang đã gây ra một kích tối hậu. Lúc này hắn rất rõ ràng, Diệp Thần cũng chưa hoàn toàn nắm trong tay luân hồi thiên kiếm lực lượng, thậm chí liền hai thành tinh túy cũng không có hấp thu. Nếu không nhúc nhích không được người, chỉ sợ sẽ là hắn. Khí vận mạnh hơn nữa thì như thế nào? Thực lực không đủ, cuối cùng vẫn là sẽ nộp mạng. Thiên sát ma lang lắc đầu một cái, con người bên trong không có phân nửa thương hại. Hôm nay liền để cho hắn tới kết thúc cái này tội ác hết thảy. Cái gì chó má lục đạo luân hồi chi chủ, bất tử bất diệt. Vậy cũng là cười nhạo. Ngay tại thiên sát ma lang chém ra hắc mang trong nháy mắt kia. Phịch, 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 hư không chỗ sâu, truyền đến kịch liệt nổ vang. Đạo thanh âm kia không phải tới từ nơi khác, chính là từ Diệp Thần trong cơ thể tản ra. Liền Diệp Thần đều sững sốt sững sờ. Bất quá làm hắn nhận ra được trận kia kim quang hơi thở lúc đó, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Một hồi hào hùng lực lượng, đang chiếm cứ hắn thân thể. Diệp Thần suy tư chốc lát, liền chủ động buông tha đối thân thể nắm quyền trong tay, mặc cho vậy đạo linh lực như nước triều vậy tấn công tới, tràn ngập ở hắn toàn thân. Rất nhanh, một đạo mênh mông, mạnh mẽ khí thế, chậm rãi phát ra mở ra, giống như đế hoàng quân lâm, uy trấn hoàn vũ. Đó là thần bí nam tử, cũng là đệ tam thế luân hồi chi chủ. Luân hồi thiên kiếm tạm thời có chút không lành lặn, người cửa ải khó ta tới giúp ngươi độ. Thanh âm quen thuộc chậm rãi vang khắp ở Diệp Thần bên tai. Hắn vậy cuối cùng là rõ ràng. Ở hư vô không gian trong đó, thần bí nam tử tản đi sau đó, nhưng muốn hóa thành điểm điểm ánh sáng tụ vào mình trong cơ thể, chính là vì bây giờ hậu thủ. Luân hồi chi chủ, thần cơ diệu toán, cân nhắc chu toàn. Quả nhiên là cái này thế gian nhất đẳng một. Cơ hồ mỗi một đời luân hồi chi chủ, linh trí đều vượt xa người khác. Nhất là đời trước luân hồi chi chủ, lấy tự thân làm chất dẫn, hiến tế tử vong, cũng không phải là gặp kẻ gian làm hại, ngược lại hết thảy các thứ này đều là hắn thiết kế. Hết thảy, cũng là vì luân hồi lực lượng thống nhất sáu nói, du ngoạn chư thiên, lần nữa mở chư thiên vạn giới kỷ nguyên mới. Thần bí nam tử chiếm cứ Diệp Thần thân thể sau đó, con người dần dần từ đen nhánh thay đổi là mịt mờ màu vàng,
để cho người xem một chút, liền cảm giác thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hắn cảm thụ một phen luân hồi thiên kiếm, con người híp lại, lẩm bẩm nói, vẫn là đã từng là luân hồi thiên kiếm đời trước tốt hơn xem một ít, bất quá bị đổi sau đó, có nhiều chỗ tựa hồ mạnh hơn. Có ý tứ. Hắn đem vung tay lên, đầy trời kim quang bỗng nhiên bắn ra, lập tức liền vỡ vụn đối phương mấy cái chó sói đuôi. Mà vậy cổ kinh người ngút trời uy áp, cũng ở đây thần bí chàng trai nhìn chăm chú dưới bị phản chấn vỡ vụn, hóa là bụi bặm. Lần này thực lực, khủng bố như vậy. Diệp Thần không khỏi đến hít một hơi khí lạnh. Cái này đệ tam thế luân hồi chi chủ, lúc còn sống thực lực rốt cuộc đạt tới như thế nào cảnh giới. Lại có thể như vậy hời hợt. Thiên sát ma lang cũng ở đây thời gian đầu tiên ý thức được chuyện nghiêm trọng, hắn nhanh chóng cắt đứt cùng vậy mấy đạo công kích tới giữa liên lạc, lùi tới xa xa, lấy bảo toàn tánh mạng. Hắn tuy trốn nhanh hơn, nhưng vẫn là được chấn động. Bởi vì thần bí chàng trai tốc độ so hắn nhanh hơn. Oanh! Thiên sát ma lang lần đầu tiên bị thương, phun ra mấy ngụm máu tươi, lần nữa lúc ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ. Ngươi là ai? Thiên sát ma lang nhìn Diệp Thần, thần sắc rung động. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, Diệp Thần trên mình tán phát uy áp, liền để cho hắn cảm thấy vô cùng bộ dạng sợ hãi. Hắn có thể kết luận, lúc này người trước mặt tuyệt không phải Diệp Thần, mà là ẩn giấu ở trong cơ thể hắn một cái khác linh hồn. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn hắn một mắt, không chút nào đem hắn coi ra gì. Lan! Diệp Thần chỉ phun ra nhàn nhạt một chữ. Thiên sát ma lang, nhất thời khí được ngứa răng. Nhưng phản bác, đến mép lại bị hắn nuốt xuống. Bởi vì người này trước mặt uy áp chân thực quá mức mạnh mẽ. Hắn tựa như thấy được một tôn không thể vượt qua đại sơn, linh hồn đều run rẩy. Một khắc kia, hắn cảm giác được mình chính là trên mặt đất nhỏ yếu con kiến hôi, căn bản không cách nào ở trước mặt đối phương ngẩng đầu lên. Một đầu nho nhỏ sói yêu mà thôi, cũng dám tổn thương hắn. Chán sống sao? Đạo thanh âm này chừng mực, nhưng như sấm bên tai, chấn động được thiên sát ma lang nhất thời hai lỗ tai bão tố máu. Hắn che lỗ tai, nhưng là lăn lăn ma khí, nhưng không cách nào ngăn lại đạo thanh âm kia. Dưới con mắt mọi người, cường đại tinh thú thống lĩnh lại bởi vì một giọng nói, mà hai lỗ tai chảy máu, thật là làm người không thể tưởng tượng nổi. Thần bí nam tử liệu sự như thần, liền Diệp Thần cũng không thể không thán phục. Mà chính là cái này một tí công kích mãnh liệt, để cho thiên sát ma lang hộc máu lui về phía sau, nguyên vốn chỉ là hai lỗ tai bên trong máu tươi giàn giụa, hiện tại lại trở thành thất khiếu chảy máu. Đáng ghét, đáng ghét. Thiên sát ma lang thân hình chợt lui, trong miệng còn hung tợn thì thầm. Nhưng hắn cũng không dám có nửa khắc dừng lại, trực tiếp hóa là một đạo gió xoáy, hướng bên ngoài chạy đi. Thời khắc tối hậu, tất cả hắc quang sương mù mang, đều ở đây hắn đỉnh đầu hội tụ thành một cây to lớn sừng, thoát khỏi thân thể, hướng Diệp Thần bắn tới. Một cái nho nhỏ sói yêu mà thôi, ai cho ngươi tư cách đối luân hồi người thừa kế động thủ. Thần bí nam tử phụ ở Diệp Thần trên mình, mang tới khác thường bá đạo khí thế, ở nơi này đồng xanh trong đại điện, hắn chính là xứng đáng không thẹn vương. Đối mặt vậy ngưng tụ điên cuồng một kích hắc mang, thần bí nam tử lộ vẻ được 10 phần ổn định, hắn giơ bàn tay lên, chợt nhẹ nhàng đi xuống đè một cái. Phịch! Hai người đụng vào nhau, đè ép không gian, phát ra tí tách tiếng vang. Lực lượng vô hình nhanh chóng nghiền ép, mất đi ở hư không trong đó. Thấy một màn này người, nội tâm cũng cảm thấy rung động. Thiên sát ma lang nhưng mà thiên quân lão tổ cấp cường giả khác à, cho dù là ở cựu Nhật Minh trong đó, cũng là vô cùng là cường hãn tồn tại. Nhưng là cho tới bây giờ Diệp Thần trước mặt, nhưng như gà vườn chó đất vậy, không chịu nổi một kích. Tên này rốt cuộc là triệu hoán liền dạng gì tồn tại, đổi được cường hãn như vậy. Cái này căn bản không hẳn à. Bên ngoài một đám cựu Nhật Minh, lần này lại chậm rãi lui về phía sau, không lựa chọn nữa công kích đại trận. Cho dù đại trận này không lâu sau nữa sẽ bị phá. Các ngươi coi như là thứ gì, mà lại ở này phách lối, chẳng lẽ không biết đây là luân hồi thiên kiếm ngủ ly bì chi địa sao? Thần bí người đàn ông ánh mắt quét sạch bốn phía, phàm là tiếp xúc người, đều là gan mật đều run, không dám lời nói. Thiên sát ma lang càng bị một chỉ điểm ra, điên cuồng chợt lui, trực tiếp nện ở cửa đồng xanh trên. Tờ này cửa đồng xanh bình yên vô sự, nhưng là thiên sát ma lang lại gặp phải đòn nghiêm trọng, trong cơ thể khí huyết điên cuồng kích động,
căn bản không cách nào dừng lại. Thiên sát ma lang nhất thời mặt xám như cho tàn, hắn cả người trên dưới gặp phải luân hồi khí thế nghiền ép, ngũ tạng lục phủ sấp xỉ lệch vị trí, cũng mà còn có nhiều chỗ hư hại. Tên này thực lực, quá mạnh mẽ. Rốt cuộc là từ đâu tới như thế cái quái vật? Thiên sát ma lang, vừa sợ vừa nghi. Chẳng lẽ nói đây là luân hồi thiên kiếm kiếm linh? Hắn mới vừa nói, chính là cảm thấy tiến vào nơi đây người, mạo phạm luân hồi thiên kiếm uy nghiêm. Chắc hẳn sự thật nhất định là như vậy. Thiên sát ma lang cắn răng nghiến lợi, nhưng ánh mắt lại sợ hãi không thôi. Vậy cổ luân hồi uy áp, thật sự là quá mức khủng bố. Không chỉ là hắn, liền xa xa ngưng chiến đấu Triệu Thanh Huyền và ám ảnh thủ lĩnh, cũng là rối rít lui về phía sau, thần sắc ngưng trọng. Bọn họ cảm nhận được liền cổ khí tức kia, vậy đánh hơi được không giống tầm thường uy hiếp. Hai phe khí thế đối với so, chênh lệch liếc qua thấy ngay. Thần bí người đàn ông giống như cao cao tại thượng đế hoàng, mắt nhìn xuống chúng sanh, trên cao nhìn xuống, ở trước mặt, cho dù là đối diện mấy đại cao thủ liên hiệp, đều không cách nào chống lại. Ngươi! Thiên sát ma lang thần sắc kinh hãi. Hắn mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng chậm một bước. Bởi vì hắn cổ họng bị một cổ lực lượng vô hình khóa lại. Cường đại lực áp bách, hạ xuống xuống, ùn ùn kéo đến, làm cho không người nào từ né tránh. Hiện tại bọn họ biết thần bí nam tử muốn là cái gì. Thần phục, thiên sát ma lang bị cường đại lực lượng đè, trừng mắt sắp nứt, cả người run rẩy kịch liệt. Phốc thông, hắn cuối cùng là không có thể chịu đựng ở đây vậy cường lực uy áp, hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng, quỳ xuống. Cái quỷ này, làm tại chỗ vô số cường giả cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Bao gồm hỗn độn ba thần đế. Bọn họ đứng ở xa xa, duy trì trận pháp, đem nơi này chế tạo được phòng thủ kiên cố. Có thể nói không có bọn họ trấn thủ, cũng không có Diệp Thần các người thở dốc cơ hội. May là lấy ánh mắt của bọn họ, thấy trước mặt thần bí nam tử lúc đó, cũng không khỏi kinh ngạc không dứt. Người này thực lực thập phần cường đại, hơn nữa nói riêng về uy nghiêm. Chỉ sợ là thời kỳ viễn cổ để lại đại thần. Ngay tại thiên sát ma lang quỳ xuống không bao lâu, những cái kia đứng ở ngoài cửa các thế lực lớn người, cũng không cách nào ngăn chặn sợ hãi trong lòng, rối rít quỳ xuống. Đối mặt này cùng uy áp, bọn họ không dám chút nào phản kháng. Triệu Thanh Huyền và bóng tối thống lĩnh, dự định lần nữa cách xa, bọn họ và cái này thanh đồng thần điện kéo ra vô cùng khoảng cách xa. Nếu như lại không rời đi nơi này, bọn họ vậy sẽ phải chịu như vậy thần uy ảnh hưởng từ đó quỳ xuống, mặt mũi này là tuyệt đối không ném nổi. Nhưng ngay tại mấy tên cao cấp cường giả đang muốn lúc rời đi, vậy đạo uy áp bỗng nhiên xuyên phá liền đồng xanh đại điện cấm chế lan tràn đến toàn bộ trong hư không. Khí tức viễn cổ, khoáng đạt bàng bạc, làm vô số sinh linh, chủng tộc cúi đầu xưng thần. Vạn vật ở trước mặt, đều là con kiến hôi. Như vậy vĩ đại độc hành thiên địa oai, vậy để cho Triệu Thanh Huyền. Bóng tối thống lĩnh các người không khống chế được, giống vậy ùm một tiếng quỳ xuống. Chớ nói chi là những cái kia thực lực trên không được mặt bàn tạp binh, uyển như khôi lỗi như vậy, không dám không nghe theo. Luân hồi lực lượng, quá mức đáng sợ. Thần bí nam tử chiếm cứ Diệp Thần thân xác, chậm rãi bay lên không. Bất quá nhưng vào lúc này, đã bị chen đến ý thức hải thâm sử Diệp Thần, bỗng nhiên lúc này tiếp nhận được liền ý niệm. Thừa dịp bọn họ dừng lại thời điểm. Đuổi mau dẫn mấy người rời đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Diệp Thần ngay tức thì liền rõ ràng, đây là thần bí người đàn ông lực lượng, mau dùng hết. Này chỉ có thể hù dọa một số người. Nhưng thời gian một lúc lâu, liền sẽ hoàn toàn bại lộ. Được. Diệp Thần chợt không do dự nữa, mở ra bầu trời hoàng tuyển đồ, đem hai cô gái thu đi vào. Hôm nay hắn liền phải chuẩn bị chạy trốn. Mượn thần bí chàng trai lực lượng còn ở. Xé ra hư không giới hạn, vận dụng hư bia lực lượng. Trong chốc lát thần lực tràn ngập, luân hồi lực lượng hóa là tí ti sương mù, quấn quanh cánh tay tới giữa. Thần thể oai, không người nào có thể ngăn cản. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Diệp Thần liền tiến vào vậy mảnh hư vô không gian. Hắn đang đợi luân hồi, khí vận hạ xuống, một lần hành động đánh vỡ nơi này cấm lực, phi thăng đi ra ngoài, ngút trời khí vận, nhô lên. Ba vị tiền bối. Xin mau trở về. Diệp Thần lập tức truyền âm, cho biết hỗn độn ba thần đế. Bọn họ trải qua rất lâu năm tháng, ánh mắt cay độc, cảm giác bén nhạy, ngay tức thì liền có thể đoán được Diệp Thần trong lời nói ý.
ba đạo lưu quang nhất thời qua lại tới, chỉ bất quá trong thời gian ngắn, vậy phiến hư không còn lưu lại tàn ảnh. Bọn họ đã rút lui, trở lại luân hồi mộ địa trong đó. Mà Diệp Thần đang động dùng luân hồi lực lượng, lớn diện tích càn quét lúc đó, cũng chia ra ba đạo kim quang, đem thân Đỗ Uyển Nhi, Tôn Giả Dung cùng với Diệp Lạc Nhi cũng kéo đi vào, tạm thời an trí ở bầu trời trong Hoàng Tuyền Đồ. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong nháy mắt. Chốc lát sau, bóng tối thống lĩnh dẫn đầu kịp phản ứng. Không đúng, hắn một vòng này tấn công, căn bản cũng không phải là vì giết hại, mà là vì che giấu. Ngập trời thế công, dần dần tan đi, mà bọn họ nhưng cũng không có cùng tới vòng kế tiếp bạo kích. Ngược lại trong hư không, không thấy Diệp Thần bóng dáng. Cái gì, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không thiếu cường giả rối rít hơi khiếp sợ. Mà mấy tên cường giả đứng đầu đã sớm kịp phản ứng. Lại có thể để cho tên kia chạy mất, là chúng ta khinh thường. Triệu Thanh Huyền cắn răng nghiến lợi, giọng căm hận nói. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ nơi nào còn không đoán được, Diệp Thần mới vừa vận dụng phô trương thanh thế thủ đoạn. Cái gọi là trung cực công kích, bất quá là che giấu mà thôi. Tên này hẳn là triệu hoán ra luân hồi thiên kiếm kiếm linh. Mới biết ở ngay tức thì ngưng tụ ra lực lượng lớn mạnh như vậy. Thiên sát ma lang cố nén cả thân đau đớn, đứng lên. Một con bướm ở sau lưng hắn nhẹ nhàng múa lên, ánh sáng bảy màu tản ra, hóa là lưu quang, tiến vào trong cơ thể hắn, bị hắn hấp thu. Chính là ở là hắn khôi phục thương thế. Bất quá lần này, thiên sát ma lang bị thương quá nặng, con bướm ma thú tạm thời chỉ có thể thay hắn ổn định thương thế, mà không có thể trị khỏi bệnh. Hừ, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không dự định cùng chúng ta lấy mạng đổi mạng, lưỡng bại câu thương. Mà là một mực ở tính toán. Triệu Thanh Huyền cảm giác được mình chỉ số thông minh được làm nhục. Lần này đi hạ giới, nàng không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn để cho địch nhân đem Diệp Lạc Nhi mang đi. Sợ rằng trở lại thái thượng thế giới sau đó, thiên nữ đại nhân sẽ không cho nàng trái cây ngon ăn. Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Huyền tâm tình 10 phần gay gâu. Thiên sát ma lang cũng là buồn rầu cực kỳ. Ở Diệp Thần thuộc hạ bị trọng thương không nói, còn không thể hấp thu, tiền mất tật mang. Mắt tím thanh niên cùng thanh niên tóc vàng vết thương chồng chất, hai người thần sắc lại là vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì. Bất quá cho tới nay thói quen tại trầm mặc bóng tối thống lĩnh, lúc này lại là lên tiếng. Yên tâm đi, cho dù hắn từ trong tay chúng ta chạy khỏi, cũng không cách nào tránh được xuống một tầng phong tỏa. Bóng tối thống lĩnh nói, nhất thời để cho hắn mấy người thần sắc biến đổi, rất nhanh, bọn họ liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Ý ngươi là nói, phía trên còn phái những người khác tới tiến hành chặn đánh. Triệu Thanh Huyền cân nhắc chỉ chốc lát sau, mở miệng hỏi nói. Đêm tối thống lĩnh nhớ lại đi tới hạ giới trước, mà tổ vô thiên vậy nghiêm túc giọng, hơn nữa hắn mới vừa ẩn ở hư không lúc đó, phát hiện trong hư không di động tung tích, ẩn núp 10 phần hoàn mỹ. Nhất định là do cường giả đứng đầu một đường ẩn núp, xem xét tình huống chiến đấu, nếu như bọn họ thất bại, còn sẽ có đến tiếp sau này thủ đoạn. Đã như vậy, vậy chúng ta vậy đuổi theo đi xem một chút đi. Vừa nói, mấy người bọn họ liền dẫn lính quân đội ra cái này đồng xanh đại điện, chạy tới hư không bên ngoài. Trống không không gian chỗ sâu, truyền ra ủng ủng tiếng vang, một đạo thân ảnh đúng như sao rơi mau lẹ đi tới trước, chỗ đi qua, lưu lại một lăn tăn rung động. Người này chính là Diệp Thần. Hắn mượn thần bí chàng trai cuối cùng một phần lực lượng, phá vỡ hư không hạn chế, từ hư bia qua lại ra. Tốc độ như vậy, cần phải có thể bỏ rơi truy binh phía sau. Diệp Thần nghĩ thầm. Ngay tại lúc này, Diệp Thần thân thể chợt ngẩn ra. Hai con người tản ra lạnh như băng máu tanh ý. Mặt hắn bàng cực độ dữ tợn. Tựa như cực kỳ thống khổ. Lại lúc này lại xuất hiện. Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, hắn cảm nhận được liền cái gì. Đột nhiên biến dạng trên mình quần áo. Sau lưng phù văn phun trào. Đó cùng khí thế tuyệt cảnh có liên quan sau lưng đồng xanh hắc quan hiện lên, trên đó đường vân bộc phát rõ ràng, âm lãnh hơi thở tản ra. Đoạn thời gian này, hắn phát hiện vậy cái gọi là khí thế tuyệt cảnh nguyền rủa cũng không có đối tự mình ra tay. Hắn liền không có để ý. Bây giờ nhìn lại, nên tới vẫn phải tới. Ban đầu hắn và khí thế tuyệt cảnh dính nhân quả, liền nhất định phải nhúng tay chuyện này. Hắn đầu óc lần nữa nhớ tới vậy khí thế tuyệt cảnh khéo léo lời nói.
Người bớt thì giờ liền thủ hộ giả truyền thừa lực dung nhập vào 8 sợi thông thiên liên trấn áp thần quan, tích trữ tại thân mình vốn là yếu ớt thủ hộ giả kim ấn lực vậy theo lúc trước cùng vậy sát thí đại đế đánh một trận một số gần như khô kiệt. Cho nên ta mới biết tỉnh lại ý thức. Khí thế tuyệt cảnh như xảy ra vấn đề, ta liền sẽ hoàn toàn táng diệt khí thế tuyệt cảnh, ta vốn là một viên bom hẹn giờ, dùng để diệt tuyệt thần quan, thủ hộ giả nhất mạch truyền thừa vết nứt, chính là ta xuất thế lúc. Qua đoạn thời gian, như là người thủ hộ kim ấn lần nữa sáng lên, tuyệt cảnh có thể tích trữ tức, ngược lại, người cùng tuyệt cảnh sẽ chung nhau vẫn diệt. Lúc trước đánh một trận, sát thí đại đế đoạt người bộ phận thủ hộ giả kim ấn lực, đem hoàn toàn trấn áp, này cục có thể rõ ràng. Cho nên, người nếu không trấn áp vậy sát thí đại đế, người sẽ chết. Diệp thần có thể cảm nhận được vậy khí thế tuyệt cảnh thủ hộ giả kim ấn đang lóe lên một chút yếu ớt quang. Như mình tiếp theo lại không trấn áp vậy từ khí thế tuyệt cảnh chạy trốn sát thí đại đế, hắn sẽ chết. Hắn luân hồi bố trí, sẽ lúc này kết thúc. Cái này sát thí đại đế lai lịch, hắn không tính là quá rõ, nhưng đối phương thực lực rất mạnh. Thậm chí và thiên sát ma lang so với, vậy sẽ mạnh hơn. Mình đối kháng thiên sát ma lang cũng cực kỳ khó khăn, đối phó cái loại này từ khí thế tuyệt cảnh trốn ra được tồn tại, càng không cần phải nói. Ngay tại lúc này, Hoàng lão lên tiếng. Thằng nhóc, khí thế tuyệt cảnh vật này, lai lịch rất treo. Từ trước mắt tới xem, hắn đích xác là đang hại ngươi. Nhưng ta cảm giác khí thế tuyệt cảnh sau lưng người bầy bố là giúp ngươi. Cái này cái gọi là sát thí đại đế mặc dù là từ khí thế tuyệt cảnh chạy ra khỏi, năm đó thiên đạo không cách nào chém chết, nhưng hắn cuối cùng bị khí thế tuyệt cảnh nhân quả hạn chế, mà hôm nay ngươi là khí thế tuyệt cảnh thủ hộ giả, có lẽ không có khó khăn như vậy. Huống chi, người hiện tại chấp trưởng luân hồi thiên kiếm, cố nhiên không cách nào phát huy luân hồi thiên kiếm lực lượng cường đại nhất, nhưng vậy so với trước đó cường đại rất nhiều. Luân hồi chi đạo, vốn là nghịch thiên mà đi. Diệp thần nghe được Hoang lão lời nói, con người đông lại một cái, tựa hồ trong lòng xác định cái gì, nói cảm ơn tiền bối. Cái này khí thế tuyệt cảnh và luân hồi tới giữa, có liên quan nào đó tính, hôm nay ta nếu không có lựa chọn. Vậy thì gặp một lát cái này cái gọi là sát thí đại đế. Nhưng dưới mắt, ta cần phải mau sớm chạy khỏi nơi này. Những người đó cũng không sẽ để cho ta như thế dễ dàng rời đi. Diệp thần ổn định lại, ngồi xếp bằng, hơi vận chuyển công pháp, mới đưa vậy sau lưng đổ lại trấn áp trở về. Nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài. Cùng trạng thái khôi phục sau đó, Diệp thần liền đứng lên, từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra một bộ quần áo mặc vào. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mang luân hồi thiên kiếm rời đi nơi này. Rất nhanh hắn liền đi tới tinh không này xuất xứ, chỉ cần ra mảnh địa phương này, hắn liền tới một nơi đại thế giới, có thể từ nơi đó trực tiếp trở lại Bắc Mãng tổ địa. Nhưng vào lúc này, Diệp thần phát giác một đạo nguy hiểm hơi thở, nhất thời, hắc khí cuốn tới, âm phong không ngừng gào thét. Ở đó tinh không xa xôi bên trên, tinh thần sáng chói, không ngừng lóe lên. Giống như có muôn vàn đại lộ ở trong đó chìm nổi. Diệp thần dừng bước lại, không phải là không muốn tiến về trước, mà là xuất hiện trước mặt vô hình bình phong che chở, đem hắn ngăn trở ở chỗ này. Đó là vật gì? Diệp thần nhất thời có một ít nghi ngờ. Bất quá tiếp theo, hắn lúc này liền biết rõ. Một đạo uy nghiêm ma khí nổi lên, hư không bắt đầu làm vặn vẹo. Vậy đạo ma khí chậm rãi biến ảo. Lại ngưng tụ thành một tấm phong cách cổ xưa thêm uy nghiêm gương mặt. Ma tổ vô thiên. Hắn rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Chỉ bất quá gương mặt này cũng không phải là ma tổ vô thiên bản thể, mà là một đạo thần hồn. Hắc phiêm bốc hơi lên lên, ngay sau đó ngưng tụ ra một đạo bóng người màu đen. Người quả nhiên còn chưa hết hy vọng. Diệp thần nhìn vậy đạo bóng dáng, ánh mắt híp lại, nhất thời mở miệng nói. Ma tổ vô thiên nhất định là âm thầm thao túng loại nào đó phương pháp, mới để cho mình bóng dáng phụ đi ra. Mà đang ở Diệp thần suy nghĩ như thế nào tránh lúc đó, từ vậy thọc sâu không gian trong đó, một đạo sát khí nổi lên. Diệp thần nhất thời làm chấn động một cái, không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lui về phía sau. Mà lần này, lại là xuất hiện một tên tóc bạc hoa dâm ông già. Vậy bất ngờ là Vũ Hoàng cổ đế hình dáng. Một trước một sau. Hai đạo hư ảnh, chặn lại Diệp thần đường. Luân hồi chi chủ, luân hồi thiên kiếm cũng không thuộc về ngươi, vẫn là giao ra đi, miễn được chờ một chút bị thương. Uy nghiêm thanh âm mờ ảo từ hư không chỗ sâu truyền tới,
ầm lan tràn, để cho người không che giấu. Mà Diệp Thần chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn về bên kia, đồng thời nhíu mày. Hắn cũng biết, lần này đuổi giết không có đơn giản như vậy. Phái ra nhiều thiên kiêu như vậy đối tự mình ra tay, lại còn không đủ, lén lút còn có hư ảnh cùng theo. Những người này không khỏi đối mình quá mức coi trọng. Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên bóng người, một trước một sau, như núi bất động. Diệp Thần nếu như muốn từ nơi này chạy trốn, thì nhất định phải được đi thông phía trước. Đối với hắn mà nói, đây chính là hạng nhất độ khó khiêu chiến không nhỏ. Nhất là ở thần bí chàng trai linh hồn đã tiêu tán dưới tình huống. Diệp Thần nhíu mày. Mà đang ở hắn hơi suy tư trong một cái chớp mắt này, trước mắt thương khung kịch liệt rung chuyển. Ma Tổ Vô Thiên nơi huyễn hóa ra vậy phần ý thức, căn bản chẳng muốn cho hắn chạy trốn cơ hội. Một hồi u hắc ma khí lăn lăn tới, bỗng nhiên bùng nổ. Vũ Hoàng Cổ Đế hai tay kết ấn, trong mắt hơi chăm chú. Ngay sau đó, vô số dị tượng ầm ầm hạ xuống. Lăn lăn ma khí, hỗn loạn không dứt. Diệp Thần chỉ là có chút tiếp xúc, liền bị mãnh liệt ma khí ăn mòn, trước mắt đột nhiên đung đưa. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, cách xa lần này ma khí. Cái này một tia khí tức, mang theo mê muội tính, là ma đạo bản nguyên, sát tính dày vô cùng. Ma Tổ Vô Thiên mặt không cảm giác, hắn hai tròng mắt cũng biến ảo thành nóng bỏng ma đồng, tóe ra vô cùng hắc khí, núi thây biển máu, quả quyết thành hình. Địa ngục ma quỷ, tu la dạ xoa, không đầu A Tị, đều là biến ảo ra, vô cùng kinh khủng dữ tợn. Xuyên thấu qua này cùng hắc khí, Diệp Thần ý thức tựa như xuyên thấu cái này một loại phiến vô tận hư không, đến hắc ám chỗ sâu. Nơi đó chính là cửu u tồn tại. Xem ra Ma Tổ Vô Thiên vì đối phó hắn, cũng là xuống vốn gốc. Cách đó không xa còn có một cái yên tĩnh xem cuộc chiến Vũ Hoàng Cổ Đế. Trận chiến này, lâm nguy. Diệp Thần đứng ở trong hư không, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng suy nghĩ nên làm thế nào cho phải. Thân Độ Uyển Nhi cùng Tôn Dạ Dung hai người, ở bầu trời trong hoàng tuyền đồ nghỉ ngơi chốc lát, hơn nữa hấp thu trúc xanh ao bổn nguyên lực lượng, khôi phục tốc độ cực nhanh. Các nàng hai người vậy cảm nhận được liền ngoại giới khí tức nguy hiểm, vì vậy rối rít từ bầu trời trong hoàng tuyền đồ đi ra. Diệp Lạc Nhi vốn định vậy đi ra, nhưng thiên nữ cấm chế quá lớn, nàng căn bản không giúp được gì. Giờ phút này, Thanh Liên Thần Kiếm bên trái, Võ Uy Thiên Kiếm Cư bên phải. Hai cổ khí thế nhất thời phóng lên cao, bảo vệ ở Diệp Thần quanh thân. Vậy hai cái tuyệt đẹp bóng người, giờ phút này vậy hóa thân là thần quang minh dùng, xua tan hư không chung quanh sương mù màu đen. Nhưng Ma Tổ Vô Thiên nơi huyễn hóa ra tới cửu u thế giới, sau đó một khắc đổi được vô cùng là mơ hồ. Mơ hồ tới giữa, ma khí đoạn tuyệt. Cho dù hai cây mạnh mẽ đến mức tận cùng kiếm nơi tay, cũng không cách nào ngăn trở như vậy ma khí. Vậy ngập trời ma khí ngưng tụ thành một đoàn u hỏa, phảng phất là từ cửu u suối vàng mà đến ngọn lửa. Luân hồi chi chủ, hôm nay ngươi là không trốn thoát được. Ma Tổ Vô Thiên cái này cái phân thân, thần sắc vô cùng là lạnh lùng. Cửu u lửa, rực cháy thiên diễm. Ma Tổ Vô Thiên nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Diệp Thần còn có chút nghi ngờ, đây rốt cuộc là chiêu thức gì, nhưng là làm thân Độ Uyển Nhi nghe đến lời này lúc đó, thần sắc không khỏi được đột nhiên biến đổi. Lại là, rực cháy thiên viêm. Thân Độ Uyển Nhi lẩm bẩm thất thanh, ánh mắt trong đó, rất có vẻ khiếp sợ. Diệp Thần biết cái này đoàn ngọn lửa cực kỳ lợi hại, nhưng cũng không biết hắn lai lịch cụ thể. Thân Độ Uyển Nhi hít sâu một hơi, cái này mới chậm rãi nói. Cửu U Tâm Kinh trong đó có hạng nhất tâm pháp, có thể đem căn nguyên ma lực ngưng tụ là hỏa diễm. Chỉ cần đem cái này tia ma diễm thả ra ngoài, toàn bộ cửu U Hoàng Tuyền lực lượng cũng tập trung vào này. Tức sẽ sinh ra đáng sợ uy lực. Căn cứ Thân Độ Uyển Nhi mà nói, Ma Tổ Vô Thiên nơi cho gọi ra rực cháy thiên viêm, chính là cửu U Tâm Kinh bên trong kinh khủng nhất hủy diệt tính công pháp. Căn cứ trong cổ tịch ghi lại tin đồn, cái này một món ma diễm là cả cửu U Tâm Kinh truyền thừa phát nguyên chi địa, phía sau tất cả cửu U lực lượng, đều là do nó diễn biến mà đến. Thân Độ Uyển Nhi thần sắc đổi được vô cùng là ngưng trọng. Trong hư không vậy đoàn U hỏa càng đốt càng vượt, nhưng người ở tại tràng nhưng không có cảm giác được bất kỳ nhiệt độ. Ngược lại cảm thấy một hồi giá rét, từ lòng bàn chân thăng lên tới, thẳng tới toàn thân. Ngọn lửa bọc tựa như tạo thành một phiến vô gian địa ngục, vĩnh hằng hắc ám,
đối với bọn họ thần hồn, sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Hơi lơ là, chỉ sợ cũng sẽ bị vậy đoàn địa ngục u hỏa ăn mòn thần trí, từ đó biến thành cái xác biết đi. Ổn định tâm thần, không thể trước liền hắn đạo. Thân đồ Uyển Nhi ở thân đồ gia tộc bên trong, thấy qua không thiếu cổ tịch, trong đó liền ghi lại ngày cũ thời đại một ít ma công tâm pháp. Thân đồ gia tộc cũng là đản sanh vu cũ mới thời đại thay nhau gia tộc, trải qua năm đó vậy trận vô biên đại chiến, trong tộc nơi tích trữ lưu lại cổ tịch, nhất định so hạ giới muốn hơn. Vì vậy nàng cũng biết một ít phương pháp, như thế nào né tránh những thứ này u hỏa ăn mòn. Nhưng bọn họ hiện tại đã lâm vào như vậy cũi, nếu như muốn tránh thoát, liền muốn để cho mình tâm thần để chống, rửa hết trì hoa, trở lại nguyên trạng, mới có thể thoát khỏi cái này u hỏa trói buộc. Diệp thần nắm chặt trong tay luân hồi thiên kiếm, trong lòng hơi có chút tức giận. Luân hồi thiên kiếm vốn có thể phá cuộc mới đúng, nhưng là ở chỗ này lúc mấu chốt, nhưng bởi vì kiếm hồn thiếu sót, mà không cách nào phát huy ra hoàn chỉnh uy lực. Đây là một lớn tiếc nuối. Mấu chốt mới vừa rồi sau lưng quan hệ đến khí thế tuyệt cảnh xăm gài bẫy hắn một cái. Tốt vào lúc này không có tụt dây xích. Nếu không định trước bị ma tổ vô thiên và vũ hoàng cổ đế bố trí nơi chém chết. Bất quá, coi như vậy, thì như thế nào? Đời người bản thì không thể khắp nơi thuận cảnh. Nếu như nghịch cảnh đều không cách nào chịu đựng, hắn lại có cái gì tư cách trở thành luân hồi chi chủ? Có thể chấp trưởng lục đạo luân hồi người, nhất định phải ăn vạn người không thể chịu đựng khổ. Ôm trước cái này cùng tiếc nuối, Diệp thần thi triển ra chỉ nước một kiếm, hắn thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Xa xa, vũ hoàng cổ đế một chút phân thân, thấy như vậy làm việc, ánh mắt lóe lên không chừng. Vũ hoàng cổ đế bản thể chủ ở thái thượng thế giới, hơn nữa được thiên đạo quy tắc hạn chế, không cách nào rơi xuống ý chí, tùy ý tàn sát người hạ giới. Cho dù là cưỡng ép để cho cái này một phần ý chí đột phá phong tỏa, đến nơi này, uy lực vậy giảm bớt nhiều. Nhưng ma tổ vô thiên cũng không cùng, hắn vốn là cư tại hắc ám cấm hải, thực lực cường đại, tùy ý biến ảo một món phân thân đến đây, nắm giữ thiên đạo quy tắc, pháp thuật thần thông. Vậy so hắn ảo ảnh lợi hại hơn được hơn. Vũ hoàng cổ đế suy tính chốc lát, liền dự định không xuất thủ nữa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Như thì không cách nào đoạt được luân hồi thiên kiếm, vậy cũng phải đem hắn đánh vào hư không, đợi đến hạ nhất thế luân hồi xuất hiện, mới vừa ra đời. Dù sao vô luận như thế nào, đều không thể rơi vào luân hồi chi chủ trong tay. Mà tổ vô thiên hư ảnh suy tính lúc đó, vậy tia u hỏa đã thả ra lực lượng cắn nuốt. Một khi cái này tia cửu u quỷ hỏa phóng thích đến mức tận cùng, là được sinh ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù là không không xuất thế, cũng không cách nào chặt đứt hắn nhân quả. Diệp thần có thể chắc chắn, vô luận là nguyện vọng thiên tinh vẫn là hồng mông đại tinh không, đều không cách nào ngăn trở cái này một món cửu u quỷ hỏa. Cái này tia cửu u quỷ hỏa, một khi tu luyện tới chí cao đỉnh cấp cảnh giới, thậm chí có thể từ cửu u suối vàng đưa tới địa phủ lực. Đỉnh cấp quỷ hỏa. Quá mức khủng bố, đáng sợ, cơ hồ không người có thể địch. Khá tốt lúc này, chỉ tới một đạo ảo ảnh, cũng không có những thứ khác bổn nguyên lực lượng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể thử nghiệm vận dụng trong cơ thể cực đạo lực lượng, tới chảm phá cái này vô tận thất vọng. Hắn cùng hai cô gái tâm ý tương thông, ba người không hẹn mà cùng, thúc giục mạnh nhất chiêu thức. Oanh! Trong hư không, tam sắc quang hoa tách thả ra mở ra, đem cái này nửa đêm xé một vết thương. Chỉ nước một kiếm bên trên, phụ thần bí xa xưa không không hơi thở, đạo nghịch càn khôn, chảm phá thiên giới. Chung quanh không gian bị đè ép được không còn hình dáng, tựa như giấy phiến vậy xé nát, vô tận gió bão ngang nhiên thành hình. Nhưng một đôi này kháng, chỉ kéo dài trong nháy mắt. Vậy đoàn chiếm cứ trên không trung khó hiểu u hỏa, giống như là chiếm đoạt vạn vật cự thú, ngay tức thì dương ra miệng to, đem Diệp thần nơi hơi ra chỉ nước một kiếm nuốt vào trong đó. Không không hơi thở, thời gian đảo mắt sụp đổ làm tan rã, không còn tồn tại, mà Diệp thần vậy gặp phải vết thương. Ngực hắn xem bị hung hăng quơ một chùy, nhất thời sụp xuống, cả người thân hình không ở lui về phía sau, đụng nát tầng tầng hư không quy luật. U hỏa phủ xuống một khắc cuối cùng, hắn chủ động tiến lên, chĩa vào phần lớn lực lượng xâm nhập, vì vậy thân đồ Uyển Nhi cùng tôn giả rong đụng phải, bất quá là phần nhỏ công kích mà thôi. Diệp thần. Hai nàng thân hình bay rớt ra ngoài, thấy Diệp thần ở mất đi bên trong gặp gỡ tổn thương nặng, không khỏi được mất tiếng hô to.
mà Diệp Thần chính là cắn răng, mạnh chống tới cùng. Hắn khóe miệng lại là máu tươi. Thương thế cực kỳ nặng. Cho dù hắn có luân hồi thần thân thể, cho dù hắn thân xác thành thánh, đối mặt loại cấp bậc này tồn tại, cũng là hữu tâm vô lực. Đáng ghét. Hắn cùng đối phương tới giữa thực lực chênh lệch quá xa, cho dù hiện tại chỉ là một đạo phân thân, vậy đủ đem hắn áp chế được gắt gao, căn bản không cách nào nhúc nhích. Chư thiên vạn giới cao cấp cường giả, chỉ là một đạo ảnh phân chia thân, vậy đủ sinh ra kinh khủng lực uy hiếp. Hắn thề, bất kể như thế nào giá phải trả, vậy phải đứng ở cái này thế gian đỉnh phong, mắt nhìn xuống đã từng đối tự mình ra tay cường giả. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Luân hồi chi chủ, không muốn làm tiếp phí công vùng vẫy, nếu ngươi phải ra mặt cướp lấy luân hồi kiếm, vậy thì được làm xong bỏ mạng dự định. Ma tổ vô thiên thanh âm, dị thường lạnh như băng. Hắn phải hoàn thành thiên cổ nghiệp lớn, thì nhất định phải được trước diệt luân hồi chi chủ, bỏ đi phục hưng trên đường chướng ngại vật. Ở về điểm này, hắn cùng Vũ Hoàng cổ để ý kiến thống nhất. Địch nhân kẻ địch, ở một ít thời điểm, là có thể ngắn ngủi trở thành bạn. Vì vậy đối mặt cảnh này, Vũ Hoàng cổ đế chỉ là yên tĩnh đứng ở phía sau, tùy thời chuẩn bị ra tay. Dẫu sao luân hồi chi chủ, thân trong lòng thiên đại khí vận, tầm thường thủ đoạn không cách nào xóa bỏ. Nhưng hắn và vô thiên cũng là lớn khí vận người, cũng không biết lần này hai đại khí vận liên hiệp, có thể hay không vượt qua cái này cái gọi là luân hồi chi chủ. Hôm nay hắn liền cùng ma tổ vô thiên liên thủ một lần, hoàn toàn kết cái này mối họa. Để mạng lại. Ma tổ vô thiên trong mắt hắc quang phun trào, tựa như vậy cao cao tại thượng chí tôn ma hoàng, chân đạp thiên địa, khí thôn sơn hà. Cho dù là đại biểu cao nhất lực lượng không không chi đạo, cũng không cách nào chống lại như vậy tồn tại, dẫu sao giữa hai người thực lực chênh lệch quá xa. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ võ học cảm ngộ đều là phí công, âm mưu quỷ kế đều là giả ngông. Diệp Thần cắn răng khổ khổ chống đỡ, hắn có thể nghe được mình cả thân xương rát băng vang dội. Rất nhanh liền sẽ vỡ vụn. Diệp Thần cho gọi ra ba cây thiên kiếm, vắt ngang ở trước người, hơn nữa luân hồi thiên kiếm, chừng 4 cây, có thể như cũng không cách nào ngăn cản như vậy uy áp. Bành! Hắn thân thể bị hung hăng đánh văng ra, thiếu chút nữa bị hư không nước lũ cuốn vào trong đó, không cách nào thoát khỏi. Đầy trời hắc khí, giống như ác ma hạ xuống, đập vào mặt. Diệp Thần trong lòng có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình lần này thật phải chết ở chỗ này sao? Hắn một đường tới nay, đều là vượt cấp khiêu chiến, vượt qua trùng trùng hiểm trở, cũng không thể chết ở cửa ải cuối cùng. Ngay tại lúc này, trong cơ thể hắn ẩn núp luân hồi mộ địa, sau đó mở ra. Một cái thân ảnh to lớn tiếp liền hiện lên, hóa thành từng đạo ánh sáng ngăn cản ở trước người, thay hắn hóa giải như vậy vực sâu uy áp. Diệp Thần làm sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Lại là ba tên hỗn độn thần đế đứng trước mặt của hắn. Thằng nhóc, ngươi khá tốt, dậy được tới sao? Hỗn độn viêm đế cả người thiêu đốt hừng hực lửa cháy bừng bừng, liền con ngươi trong đó, cũng là thần hỏa sáng chói. Bất quá hắn thanh âm bên trong, còn mang có một nụ cười châm biếm. Lại xem bên cạnh, hỗn độn lôi đế vậy cơ hồ thay đổi hình dáng, hóa là chiến thần, cả người sấm sét vờn quanh, ánh sáng nhức mắt. Hỗn độn phong đế trên mình. Bao quanh từng đạo đao gió, vô cùng là sắc bén, cắt vỡ tầng tầng hư không. Ba tên hỗn độn thần đế cử động, để cho Diệp Thần thần sắc lộ vẻ xúc động. Không cần quá mức quấn quýt, ngươi nếu như chết ở chỗ này, kết quả của chúng ta, vậy là theo chân cùng chết. Đối diện tuy mạnh, nhưng lúc này lại không phải tử cục. Hỗn độn lôi đế chậm rãi mở miệng nói. Diệp Thần tâm niệm vừa động, chẳng lẽ nói hỗn độn lôi đế còn có biện pháp gì tốt sao? Trước mặt cái này hai người tuy mạnh, nhưng như cũng chỉ là một đạo phân thân ảo ảnh, không cách nào vận dụng bản thể đại lộ lực, chỉ cần cho gọi ra cái này hai đạo phân thân không cách nào địch nổi đại lộ thần lực, là được đem phá. Hỗn độn ba thần đế trải qua lâu đời năm tháng, tu hành kinh nghiệm vô cùng là phong phú. Đối với bọn họ nói, Diệp Thần lựa chọn tin tưởng. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Diệp Thần nhanh chóng hỏi. Hỗn độn lôi đế sâu đậm nhìn Diệp Thần một mắt, bọn họ hai người sẽ thay ngươi ngăn lại đối phương một đoạn thời gian, bất quá sẽ không quá lâu, mà ở chỗ này trong quá trình, ngươi muốn vận dụng hỗn độn thần lôi, cảm ứng tan mất tuyệt đối năm tháng thiên đạo sấm sét, đem đưa ra, mới có thoát khốn cơ hội. Đây cũng là ngươi tìm được lôi bia, thức tỉnh thần mạch lực lượng. Nghe lời nói này,
Diệp Thần nhất thời nhíu mày. Bởi vì cái này hạng nhiệm vụ độ khó, chân thực quá lớn. Hỗn độn thần lôi là cùng thiên địa sơ khai, hồng mông khai hóa cùng nhau sinh ra nguyên thủy sấm sét, hàm chứa vô cùng cường đại đạo vận lực. Từ xưa đến nay, đã biến mất vô số vạn năm, hiện tại căn bản không biết hắn tung. Rốt cuộc có ở đó hay không chư thiên vạn giới thế giới hiện thật, còn là một ẩn số. Vì vậy đối với Diệp Thần mà nói, đây là hạng nhất độ khó cực cao khiêu chiến. Nhưng đây cũng là trước mắt duy nhất phương pháp phá cuộc. Tầm thường thủ đoạn, căn bản vô dụng. Chỉ có đột phá cực hạn, mới có thể ở mọi thứ ngăn trở trong đó, mịch được một chút sức sống. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hỗn độn viêm đế và hỗn độn phong đế đã ngang nhiên ra tay, hai người đại biểu cái này thế gian căn nguyên lửa lực cùng phong chi lực. Lửa cháy bừng bừng cuộn sạch, gió lớn gào thét. Thiên địa đánh rách, nhật nguyệt lệch vị trí. Đây cũng là thời kỳ thượng cổ, hỗn độn thần đế lợi hại. Mà tổ vô thiên cũng không khỏi không tạm thời thu tay lại, lui về phía sau mấy bước, đánh giá đột nhiên này nhô ra hai đạo hồn phách. Âu, không nghĩ tới luân hồi chi chủ bên người, còn có cao thủ như thế hộ thể, chỉ bất quá các ngươi hai người bây giờ là hồn thể trạng thái, căn bản không cách nào cùng ta đối kháng, quay đầu lại vẫn là một con đường chết. Mà tổ vô thiên đánh giá một phen sau đó, lắc đầu một cái. Cái này hai người thần hồn mài mòn nghiêm trọng, chỉ còn lại cuối cùng một tia linh khí. Cho dù là lấy cháy thần hồn làm giá, thì triển ra thủ đoạn nghịch thiên thì như thế nào? Cuối cùng kết quả, cuối cùng là tan thành mây khói. Vũ Hoàng cổ đế cũng là cười lạnh một tiếng, hắn tùy ý vẫy tay, chân trời đầu xa thì có vạn nắng mây đen bao trùm xuống, biến ảo thành từng cái kinh khủng dữ tợn con rơi. Hỗn độn lôi đế chính là bay lên trời. Trôi lơ lửng ở Diệp Thần quanh thân, hắn chắp tay hành lễ, sấm sét lực lượng bỗng nhiên tóe ra. Ung ung, một mảng lớn chấn động thanh âm bên tai không dứt, phải đem người chìm ngập. Mà Diệp Thần lúc này điều động trong cơ thể vậy đạo hỗn độn thần lôi. Cái này đứa nhỏ đã có chút ý thức của chính mình, lúc mới bắt đầu nhất nghịch ngợm không dứt, bất quá đi qua Diệp Thần một phen chăm sóc huấn luyện sau đó, ngược lại là đổi được ngoan rất nhiều. Hỗn độn lôi đế ở Diệp Thần trước mặt thi triển ra từng đạo thật nhỏ sấm sét, giống như sợi tơ lan tràn ra, nhất thời nổ tung. Mà hắn khí thế bá đạo vô cùng, tựa như chấp chưởng vạn đạo sấm sét thần chỉ. Trong hư không lôi quang, rối rít hội tụ đến đây. Một đạo tiếp một đạo, dưới vào Diệp Thần trong cơ thể, thanh thế cuồn cuộn, trùng điệp không ngừng. Những cái kia sấm sét, giống như chư thiên tinh thần, ánh sáng lóe lên, nổi lên. Oanh thanh âm ùng ùng để cho người điếc tai nhức óc. Đây là hỗn độn lôi đế lôi đạo, đản sanh vô thiên đạo căn nguyên, giờ phút này bộc phát ra, tiếng sấm lăn lăn. Nhưng hỗn độn lôi đế làm hết thảy, cũng là vì đem những thứ này sấm sét hạt giống dẫn nhập Diệp Thần trong cơ thể, cứ như vậy, mới có thể cùng hỗn độn thần lôi dung hợp, tìm được tán tại chư thiên vạn giới trong đó thiên đạo thần lôi. Thiên đạo thần lôi, mới là hỗn độn lôi pháp hình thái cuối cùng. Diệp Thần ý thức trong đó, dưới vào liền sấm sét. Kế tiếp, hắn chính là muốn mượn cái này tia hỗn độn thần lôi lực lượng, tìm được truyền thuyết kia ở giữa thiên đạo thần lôi. Diệp Thần ý thức, đã không lại giới hạn tại cái này phiến hư không, hắn tự như trở thành chấp chưởng vạn giới thiên thần, bồng bềnh ở trên bầu trời, cùng tinh thần đồng tình. Diệp Thần ấn đường có một đạo sấm sét ánh sáng, hơi lóe lên, làm hắn lợi dụng ý thức thúc dục lúc đó, liền sẽ hóa là một đạo lưu quang. Mà trước mắt nguyên phiến bầu trời, thì đổi được một phiến xanh thẳm. Dõi mắt nhìn lại, mờ mịt vô tận. Hỗn độn thiên lôi, người rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Thần tự lẩm bẩm. Trong thoáng chốc, sấm sét ngưng tụ thành pháp tướng bóng dáng, nổi lên, bay lên không phiêu lập. Ở sấm sét rót thể trợ giúp dưới, Diệp Thần khí thế đổi được vô cùng là bàng bạc. Hắn chiếm cứ ý thức, tiêu hao cực lớn. Nếu như không thể nhanh lên một chút tìm được hỗn độn thiên lôi chỗ, sợ rằng đem sẽ không có cách nào tiếp tục. Diệp Thần trong lòng thoáng qua vẻ bối rối. Nhưng càng đến cái này cùng thời khắc, càng là không thể cuống cuồng. Hắn cưỡng bách mình tĩnh hạ tâm lai. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nếu không thần thức không cách nào mở ra tìm kiếm. Hắn hít sâu một hơi, tự thân ý thức giống như nước thủy triều chậm rãi tản ra. Chư thiên vạn giới biết bao bát ngát. Muốn tìm được thiên đạo thần lôi, sợ rằng thời gian là lấy năm làm đơn vị tới tính toán. Hiện tại nguy cấp như vậy thời khắc,
lại làm sao có thể được. Đây là, hỗn độn lôi đế thanh âm truyền vào hắn trong tai. Vận dụng ngươi thiên lôi thần mạch tìm đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được, cõi đời này chỉ ngươi một người có này thiên phú. Theo như lời hắn nói, để cho Diệp Thần trong lòng có xúc động. Diệp Thần không có xen vào nữa bên ngoài huyên náo, mà là tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Loại cảm giác này nói đến kỳ quái. Trước mặt hắn tựa như xuất hiện từng ngọn đại sơn. Mà đường đèo trong đó hội tụ nham thạch, lại đổi được sáng trưng thấu triệt, liếc nhìn lại, rõ ràng có thể gặp. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần bên tai, bỗng nhiên truyền đến nho nhỏ dòng điện chập chờn. Diệp Thần cảm giác vô cùng là bén nhạy, hắn có thể phát hiện cái này tơ dòng điện tuyệt đối không đơn giản. Hắn ở nơi này trong hư không qua lại mà qua, muốn phân biệt vô số sấm sét tiếng vang, cùng với vô số điện quang lóe lên. Sau đó mới có thể từ trong phân biệt ra được ẩn núp thiên đạo thần lôi. Này cùng độ khó, có thể tưởng tượng được. Nhưng Diệp Thần vẫn là bắt được một chút nhỏ xíu dị thường, hắn quyết định thật nhanh, liền men theo cái này một tiểu ti tầm thường dòng điện, đi tới một phiến hoang vô tinh vực. Nơi này hoang phế nhiều năm, tàn phá tinh cầu ngang trời đứng thẳng, còn có một chồng đống không biết tên nguy hiểm sinh vật, chiếm cứ nơi này. Bất quá chúng cũng không thể phát hiện Diệp Thần tồn tại. Diệp Thần là lấy ý thức hình thái tới chỗ này, làm hắn xuyên qua trùng trùng hoang vu không gian lúc đó, rốt cuộc tìm được vậy một chút dòng điện ngọn nguồn. Nơi đó phảng phất có một từ trường, bài xích tất cả từ bên ngoài đến vật thể. Viên này hoang vu tinh vực vô cùng ảm đạm, ánh sao âm trầm, luôn luôn có hai đạo lôi quang nổ lên. Nhưng Diệp Thần cơ hồ là thời gian đầu tiên liền xác định, thiên đạo thần lôi liền ở chỗ này. Hỗn độn lôi đế bộ phận ý thức. Vậy đi theo hắn cùng đi tới nơi này. Chắc là nơi này. Hỗn độn lôi đế mở miệng nói. Diệp Thần trước mặt, mình mông bao la bầu trời phơi bày ra chiều tà hoàng hôn đường vân, tầng tầng bầy, bí ẩn lôi quang một đường thổi phồng, thẳng tới không gian chỗ sâu. Hưu. Diệp Thần ý thức hóa là một đạo ảo ảnh, tiến vào nơi này. Nhưng nguyên phiến sấm sét, phảng phất như là gặp phải xâm lược như vậy, sinh ra kịch liệt phản ứng. Từng đạo sấm. Do như cuồng long sôi trào lên, so thông thiên trụ còn lớn hơn tráng. Oanh! Yên tĩnh hoang vô tinh vực, giờ phút này đổi được sôi trào, vô số sấm sét bạo sông lên lên, để cho nơi đây phơi bày ra chưa bao giờ có hoảng sợ cảnh tượng. Diệp Thần nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng ngầm nói không ổn, hắn tựa hồ là chọc giận cái này một phiến lôi vực tồn tại. Trong hư không sấm sét tia chớp, tựa như có ý thức của chính mình, rối rít nhắm ngay Diệp Thần ở địa phương đó. Đảo mắt tới giữa, liền hình thành sóng lớn sóng thần, hướng hắn tập kích bất ngờ tới đây. Diệp Thần khóe miệng không khỏi quất rút ra. Giờ phút này, vậy đạo sóng thần khoảng cách hắn chưa đủ ngàn trượng. Sấm sét phun trào, nổ vang thanh âm bên tai không dứt, vô cùng là đáng sợ. Còn chưa cùng Diệp Thần làm ra phản ứng, bọn họ cũng đã có bao vây thế, mang theo khỏa nhào tới. Theo tới còn có vùng lân cận lẻ tẻ vẫn thạch, cùng không khí kịch liệt va chạm. Làm bắn ra bạo liệt tia lửa. Đáng chết. Diệp Thần không nghĩ tới đi cái này tới một chuyến, lại còn chọc tới lưu tinh vẫn thạch nhóm. Hơn nữa cái này một phiến đá lửa tốc độ cực kỳ nhanh mạnh, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn có thể không dám tùy ý tiếp chiêu, nhanh chóng lui về phía sau, hơn nữa cả người hơi thở bạo tăng. Hắn tản mát ra hàng ngàn hàng vạn đạo lôi đình, giống như đầy trời thần lưới, nhanh chóng bày. Lần này hắn muốn mình luyện hóa cái này thiên đạo thần lôi, mà không phải là để cho những người khác tới trợ giúp. Hỗn độn thần lôi theo hắn ý thức, cùng tới chỗ này. Ngươi sợ không? Diệp Thần cúi đầu, nhìn về phía vậy như tiểu long vậy vẫy đuôi hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần lôi nhanh chóng lắc lư mấy cái, đi về sau rụt một cái. Đúng là có chút sợ hãi. Liền ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Đừng quên ngươi nhưng mà đản xanh vu hỗn độn bên trong hỗn độn thần lôi, trời xanh chính là vương giả. Mà ta là luân hồi chi chủ, siêu thoát tại sáu đạo gia, xanh gia liền muốn quân lâm thiên hạ, người ta liên thủ, chẳng lẽ liền một đạo nho nhỏ thiên đạo thần lôi cũng không thu thập được sao? Diệp Thần giọng vô cùng kiên định, trong mơ hồ hàm chứa cuồng ngạo nhìn bằng nửa con mắt ý. Hỗn độn thần lôi như cũ xem tiểu long vậy đung đưa thân thể, chỉ bất quá lần này nó ngang đứng lên. Nhìn về phía trước mặt tinh vực. Tựa hồ là ở hướng Diệp Thần xác nhận, người nói đứa nhỏ,
thật sự là trước mặt đạo này càn quét nửa tinh vực sấm sét sóng lớn sao? Đúng, không cần phải sợ, cứ việc đi về trước. Diệp Thần đôi mắt động nhược ánh nến, dâng lên một phần vô cùng là cuồng bạo khí thế. Mà theo phần khí thế này dâng lên, nguy nga vĩ đại ác liệt đấu khí, tràn ngập ở nơi này trong hư không. Hỗn độn thần lôi tựa như vậy được khích lệ, không ngừng giãy giụa, một khắc cuối cùng lại phóng lên cao, cùng Diệp Thần nơi phun ra huyết khí ánh sáng hòa làm một thể. Lúc này Diệp Thần cũng sẽ không nhún nhường, trực tiếp triệu hoán ra bổn nguyên lực lượng, hóa là đạo đạo linh lực, bảo vệ ở bên người. Trán hắn trên nổi gân xanh, hiển nhiên là đang chịu đựng rất lớn áp lực. Trận chiến này là nhằm vào ta, coi như đánh không thắng, vậy cũng được đánh, dù là chỉ có một chút hy vọng. Cùng trong chốc lát, màu vàng nhạt luân hồi lực lượng chậm rãi bao phủ người. Lôi bia, trần bia bảo vệ, thiên lôi thần mạch, cho ta mở ra. Thiên lôi bảo. Diệp Thần thấp giọng quát một tiếng, hắn bề mặt bắt đầu hiện lên tầng tầng lôi quang khôi giáp. Mà hỗn độn thần lôi chính là mượn này cơ hội, một bước bước vào, cùng Diệp Thần trên mình khôi giáp hòa làm một thể. Chốc lát thời gian sau đó, làm Diệp Thần lần nữa mở ra hai tròng mắt lúc đó. Khí thế đã đổi được rất nhiều không cùng. Lưu tinh vẫn thạch nước lũ đã tới Diệp Thần bên cạnh, làm hắn không thể tránh né, mà hỗn độn thần lôi cũng ở đây thời khắc tối hậu cùng Diệp Thần thành công dung hợp. Ta lấy ta huyết tế trời. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, vui mừng không sợ. Hắn hai ngón tay khép lại, hình thành một đạo chỉ kiếm, tại nháy mắt tới giữa, hướng vậy vô tận lôi quang điểm tới. Nhìn như im hơi lặng tiếng, nhưng ở ngay tức thì nổ tung. Màu vàng kim kiếm quang bọc ở sấm sét trong đó, thời gian đảo mắt hóa hơi lớn trận, thiêu đốt lên từng đạo sấm sét ánh sáng. Mà chính là cái này lôi quang đốt thương khung, vậy để cho lần này nguy cơ, chuyển nguy thành an. Làm hắn bước vào nơi này, cũng đã là đụng phải nguy hiểm. Long Uyên Thiên Kiếm, mặt trời xích hoàng chém. Diệp Thần dứt khoát cho gọi ra Long Uyên Thiên Kiếm, huyết quang cùng lôi quang xen lẫn lên, ngưng tụ thành vô cùng cường đại lực lượng. Vậy một vòng như mặt trời gay gắt vậy ánh sáng, hết sức tách thả ra, trong thoáng chốc, chưa từng có từ trước đến nay. Vô số sấm sét theo Diệp Thần ý thức trở về tới cái này mảnh hư vô không gian. Đang đối chiến mấy người toàn đều ngẩng đầu lên, nhìn về giữa không trung. Nơi đó có lôi quang lóe lên, cuồn cuộn vô tận sấm sét hóa thành một cái nước lũ, dâng trào gầm thét, che giấu cái này phiến hư không. Mà Diệp Thần tránh sự ở hư không nước lũ phía trên, giống như kêu động lực lượng cuồng bạo sấm sét thần. Hắn trong mắt lôi quang lóe lên, lộ vẻ được vô cùng là thần bí thâm thúy. Hỗn độn lôi đế phát giác cái này đạo hơi thở sau đó, cả người chấn động một cái, trong mắt nổi lên không giấu được kinh ngạc thần sắc. Cái này đứa nhỏ, lại có thể ngắn như vậy thời gian thành công. Hỗn độn lôi đế lúc trước chỉ là mạo hiểm thử một lần, cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Lại không nghĩ rằng Diệp Thần lại như vậy dị bẩm thiên phú. Có lẽ trước đoạt được lôi bia là mấu chốt. Mà đang cùng hai người cường giả đối chiến hỗn độn phong đế cùng hỗn độn viêm đế, vậy nhanh chóng lui ra, bọn họ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao lúc này, bọn họ nhưng mà lấy hao phí thần hồn, thiêu đốt sinh mệnh giá phải trả tới ngăn cản hai người kia. Bầu trời phía trên, mênh mông thiên đạo lực ầm ầm hạ xuống, cho dù là vũ hoàng cổ đế và ma tổ vô thiên liên thủ. Cũng không cách nào ngừng cường đại như vậy thế công. Trong chốc lát lôi quang lóng lánh, thiên địa nổ ầm. Thiên đạo thần lôi, khủng bố như vậy. Cái này đạo thần lôi hạ xuống lúc đó, tất cả mọi người là rung động, nhất là vũ hoàng cổ đế và ma tổ vô thiên, trong lòng sinh ra rung động, tột đỉnh. Bởi vì cái này đạo lôi đỉnh uy áp, toàn bộ đi tới trước mặt bọn họ. Cái này cùng thiên đạo sấm sét, đại biểu thiên đạo chí cao ý chí. Tầm thường người tu luyện, căn bản không cách nào chạm đến. Cho dù là bọn họ, cũng là tu luyện đến vô lượng cảnh, trải qua hơn mấy chục triệu năm thời gian, mới có thể lột xác thành thần. Nhưng hôm nay, trước mặt tiểu tử này thời gian tu luyện liền trăm năm cũng chưa tới, liền có thể triệu hoán vũ trụ căn nguyên lực. Như vậy thiên phú, có thể nói nghịch thiên. Một tiếng thét dài chấn triệt cả thế giới, sau đó, chỉ gặp trong hư không vẩy ra liền bể tan tành sấm sét. Lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức lần nữa ngưng tụ, huy hoàng nguy nga, vô cùng vĩ đại. Hừ, cho dù ngươi đưa tới cái này đạo lôi đình, thì như thế nào? Bổn hoàng như cũ có thể đem ngươi tiêu diệt.
Vũ Hoàng Cổ Đế cười lạnh một tiếng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, tự tin liều lĩnh. Đây là thành tựu đời này người thứ nhất tự tin. Cố nhiên hắn phủ xuống bất quá là một đạo hư ảnh, không đạt tới hắn một phần vạn lực lượng. Nhưng lực lượng này đủ để nghiền chết cái này còn chưa lớn lên con kiến hôi. Hắn là đế hoàng, hắn muốn giết người, không có ai có thể chạy khỏi. Hắn chìa tay ra, nhẹ nhàng cầm động vậy trong hư không bất động hắc khí, giống như là phát điên vậy. Bất quá những cái kia sấm sét tựa hồ là sinh ra ý thức, cũng không cùng ngay mặt đối kháng, ngược lại đi vòng qua phía sau ngay sau đó quấn quanh đi lên. Nhất thời những cái kia hắc khí liền dừng lại, giống như là được loại nào đó kinh ngạc như vậy. Vũ Hoàng Cổ Đế thần sắc hơi có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó, vậy mấy đạo sấm sét, giống như là từng cái di động nhỏ long, lấy tốc độ thật nhanh lần nữa quấn quanh trở về. Cái này một quấn, chính là để cho tê liệt lực lượng phóng thích mở, lại ngăn cản vậy mấy đạo hắc khí. Sau đó, cái này đạo tê liệt xúc cảm, lại truyền đến Vũ Hoàng Cổ Đế hồn phách trong đó. Vũ Hoàng Cổ Đế thân thể lúc này nhúc nhích không được, hắn bộ dạng sợ hãi cả kinh, ngước mắt lên, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi thật lấy là những thứ này đối ngươi không hiệu quả sao? Không, sai hoàn toàn. Diệp Thần lăng không đứng, cười nhạt. Mà ở một bên khác, thiên đạo thần lôi giống như một cái lưới lớn, ầm ầm lúc rơi xuống, đem ma tổ vô thiên ma ảnh đứng yên tại chỗ, giống như một bức tượng điêu khắc. Thình lình sấm sét lực lượng, tạm thời trói buộc ở hai người cao cấp cường giả hành động. Bọn họ hai người, trong lòng cũng là đồng thời cả kinh. Bởi vì từ ngọn nguồn đi lên nói, vây khốn bọn họ cũng không phải là cái này đạo lôi đình, mà là sấm sét trong đó ẩn chứa đạo lực, vô hình không màu, không thể đoán. Nhưng hết lần này tới lần khác nhưng hóa thành từng đạo kiên cố dây thừng, xuyên phá hư không, trói tới, làm người ta khó lòng phòng bị. Diệp Thần muốn chính là thứ hiệu quả này. Lôi bia lực lượng quả nhiên mạnh mẽ, bất quá tựa hồ đối với ta thân thể vậy sinh ra một chút cắn trả. Diệp Thần khí huyết chập chờn, cực kỳ khó chịu. Nhưng còn ở có thể tiếp nhận phạm vi. Hắn phải mau sớm giải quyết vấn đề trước mắt. Hư bia, mở. Đang đánh mở hư bia đồng thời, Diệp Thần còn vận dụng cao nhất sát phạt binh tự quyết. Binh tự quyết chính là Phạm Thiên Thần Công bên trong một, thuộc về 9 tầng trời thần thuật bên trong cao cấp nguyên tố, đại biểu thế gian thần trí cao thông. Hư bia cộng thêm binh tự quyết, hai người sinh ra lực bộc phát, đủ để biến dạng cái này phiến bị củng cố hư không cấm địa. Hào hùng huyết khí, theo kinh mạch, biến ảo thành to lớn sóng trùng kích. Cơ hồ chính là ở ngắn ngủi ngay tức thì, giống như là muốn giết thần diệt Phật như vậy, uy vũ bất phàm, cực kỳ hung hãn. Diệp Thần dẫn động cuối cùng một chút thiên đạo thần lôi lực lượng. Phịch! Cái này một phiến hư không bị xé ra một kẽ hở, mặc dù không lớn, nhưng đủ chứa Diệp Thần thông qua. Hắn đã tới kẽ hở bên cạnh, hoàn toàn không thấy giết hại quy tắc cùng hắc ám quy luật, cả người thiêu đốt thần thánh ngọn lửa, giống như thần minh. Bị kẹt cư trú hai người cổ đế, trong lòng kinh ngạc. Đây chính là bọn họ bày ra trận pháp, có thể nói tường đồng vách sắt, không người có thể phá. Lại có thể bị thằng nhóc này phá sạch. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà Diệp Thần ở lọt vào cái khe kia trong nháy mắt, mở ra luân hồi mộ địa. Cường đại sức hấp dẫn nhất thời bung ra, cuồn cuộn không ngừng, gió bão chấn động, sấm sét đột ngột. Xin lỗi, sợ rằng ta được đi trước một bước. Hỗn độn viêm đế vui vẻ cười to, giang hai cánh tay ra bị một cổ hấp lực kỳ dị lôi đi, ngay tức thì hóa là lưu quang, biến mất không gặp. Còn lại hai người hỗn độn thần đế cũng bị hút vào luân hồi mộ địa. Từ thiên đạo sấm sét hạ xuống, vây khốn hai người lúc đó, bất quá là mấy hơi thở thời gian mà thôi. Nhưng chính là ở ngắn ngủi này hô hấp ngay tức thì, Diệp Thần nhưng bắt được cơ hội, thành công xé ra một kẽ hở. Thiên đạo thần lôi phong tỏa, chỉ có thể kéo dài quá ngắn thời khắc, vì vậy Diệp Thần phải mau sớm thoát đi. Nghỉ muốn chạy trốn, ta sẽ không cho ngươi cái này cơ hội. Ma tổ vô thiên không nói hai lời, trực tiếp vận dụng hồng quân thất bảo một trong ma la kinh tràng. Đây cũng là ma tổ vô thiên một trong thủ đoạn. Ma khí vần quanh, ngang dọc vạn giới, có thể bình chư thiên. Vậy từng tia ma khí xuyên thấu tới, giống như là một cái lại một cái là máu ác ma, từ cửu địa ngục thăng lên tới, tràn đầy đối máu tươi khát vọng. Mà Vũ Hoàng Cổ Đế thoát khốn ở một chớp mắt kia, cũng sẽ không nương tay. Như thế nào đi nữa,
trước đem Diệp Thần lưu lại. Ở giữa đất trời này mạnh nhất hai người cổ đế hư ảnh trước sau ra tay, như vậy cao cách thức đãi ngộ, chỉ sợ cũng chỉ có luân hồi chi chủ có thể hưởng dụng. Mái vòm trên chân trời, mây đen tản ra, kim quang từng cơn. Một cái giơ lên trời cự kiếm, bỗng nhiên xuất hiện, mang đến kinh thiên thay đổi. Cự kiếm còn chưa khai phong, lại có khai thiên thế, khí thế vô cùng là bằng bạc, thật là phải đem cái này phiến hư không tấc tấc nghiền ép. Mà lúc này, khoảng cách cái này phiến hư không còn có một đoạn đất hoang vu, bóng tối thống lĩnh cùng thiên sát ma lang các người đang cấp tốc tiến về trước. Bọn họ vậy cảm nhận được liền cái này hai cổ động trời hơi thở, không phân cao thấp, giống vậy mênh mông uy nghiêm. Ma la kinh tràng, vũ hoàng giết thần kiếm. Thiên sát ma lang cùng bóng tối thống lĩnh hai miệng đồng thanh, phân biệt ra cái này khác biệt hơi thở ngọn nguồn. Người còn lại rối rít làm đại chấn. Hai thứ bảo vật này, hạng nhất là vũ hoàng cổ đế cầm chấn tộc bảo, hội tụ vũ hoàng thế gia huyết thống lực, vô cùng là mạnh mẽ. Mặc dù lần này không phải bản thể, nhưng ẩn chứa võ đạo lực lượng, vậy không thể khinh thường. Mà ngoài ra như nhau, lại là vang dội toàn bộ hắc ám cấm hải. Cũng là ma tổ vô thiên thuộc hạ cường đại nhất đồ sắc bén một trong. Hôm nay, cái này khác biệt thiên địa thần khí đều xuất hiện, chắc là gặp phải đặc biệt chặt gấp tình huống. Cái này luân hồi chi chủ, lại có thể để cho ma tổ vô thiên và vũ hoàng cổ đế ra tay đến đây, bản lãnh không nhỏ à. Một người cô gái tay trắng nâng mềm tai, ánh mắt híp lại, trên gương mặt tươi cười hàm chứa ý vị sâu xa nụ cười. Lại xem, ta đặc biệt muốn kiến thức một tí. Lão tổ là như thế nào bạo trùy thằng nhóc kia? Mắt tím thanh niên nhất thời đã tới rồi sức lực, lên đường chạy tới chiến đấu mới phát. Mà thanh niên tóc vàng giơ tay lên, đụng một cái trên người mình vậy nhìn thấy mà giật mình vết thương, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đáng chết, nếu không phải vậy tiểu tử đùa bỡn âm chiêu, hắn thì như thế nào sẽ bị cuốn vào hư không nước lũ, gặp gỡ toàn thân tổn thương. Hôm nay thù, hắn nhất định phải nhìn tận mắt lão tổ thay mình báo. Mấy người thật nhanh lên đường đi, mà ở đó phiến trong hư không, Diệp Thần vậy cảm nhận được liền cái này hai đạo cổ xưa mênh mông uy áp. Ma nhãn uy nghiêm, cự kiếm ngút trời. Ngày cũ hơi thở lộ ra ra, tựa như xây dựng ra liền một tòa địa ngục nhân gian, quỷ khóc sói chu, núi thây biển máu. Hào hùng ma khí, nhất thời xuyên ra, muốn phải phong tỏa Diệp Thần lui về phía sau đường. Mà ở mái vòm bên trên, vậy cầm giết thần kiếm trôi lơ lửng ở trên trời. Trên đó có thần bí đồ đằng lóe lên di động, lúc sáng lúc tối tới giữa, giống vậy phong tỏa Diệp Thần đường đi. Đây cũng không phải là ban đầu vậy đạo từ thái thượng thế giới bay tới, đối tự mình ra tay giết thần kiếm. Mà là kiếm hư ảnh. Trong đó bao hàm vũ hoàng cổ đế đối võ đạo cảm ngộ. Cái này cực hạn võ đạo, đại biểu mạnh mẽ, đại biểu uy nghiêm, đại biểu diệt thế. Vạn khư ý chí, hiển lộ ra. Một màn này. Hủy thiên diệt địa, chư thiên rung động. Ai có thể nghĩ đến cho tới nay cũng là đối thủ một mất một còn vũ hoàng cổ đế cùng ma tổ vô thiên, lại sẽ đồng thời ra tay, chỉ đối phó một người. Cho dù chỉ là thả ra một đạo không đáng kể phân thân, vậy đủ để cho người trợn mắt hốc mồm, thế giới quan bị đánh vào được tan tành. Nhưng là đối mặt cái này hai đạo như sóng chiều vậy hung mãnh công kích, Diệp Thần không loạn chút nào, hắn trong mắt lộ ra một vẻ kiên định vẻ. Đó là vì đối thực lực bản thân tự tin, cùng với đối thời thế phán đoán. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại trong nháy mắt. Đinh! Nhỏ nhẹ tiếng vang chậm rãi truyền ra, giống như là một cục đá rơi vào mặt hồ trong đó, đung đưa nhàn nhạt gợn sóng. Bỗng nhiên một khắc, sáng chói như lửa. Diệp Thần đôi mắt động nhược ánh nến, lại là thả ra hai đạo nóng bỏng sấm sét. Cái này hai đạo sấm sét trực tiếp để ở vậy cái sắp hợp lại khe hở, theo Diệp Thần thân hình như tật phong chớp mắt, liền thuận lợi xuyên qua nơi này không gian. Hai đại cổ đế nhất thời thần sắc biến đổi, bọn họ là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần có thể từ bọn họ bao kẹp dưới đột xuất vòng vây. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc đó, là lúc đã chậm, Diệp Thần bóng người hoàn toàn tiêu tán, cơ hồ không thấy dấu vết có thể tìm ra. Ma tổ vô thiên sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể để cho Diệp Thần ở hắn phía dưới mí mắt lưu. Giống như hắn đang muốn đối phó một con kiến hôi, vốn cho là nắm chắc phần thắng, ai ngờ vậy con kiến hôi lại có thể khoan thủng vậy một cái lỗ nhỏ, chạy trốn tới khác một phiến thế giới.
Vũ Hoàng Cổ Đế thần sắc giống vậy không được tốt xem. Hắn tu luyện tới vô lượng cảnh giới, khoảng cách đỉnh thế giới, vậy chỉ thiếu một chân bước vào cửa. Theo lý mà nói, tâm tính vô cùng là dửng dưng, cần phải là không nổi sóng gió. Nhưng là mỗi một lần, đều là luân hồi chi chủ chuyện mà sinh ra tâm trạng chập chờn. Mà nay lại để cho hắn tại mình mí mắt phía dưới chạy đi, thật sự là hết sức buồn bực. Mà Tổ Vô Thiên cùng Vũ Hoàng Cổ Đế hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấu dị thường ngưng trọng thần sắc. Người này, không thể bất diệt. Mà Tổ Vô Thiên dẫn đầu mở miệng trước nói. Vũ Hoàng Cổ Đế không có lập tức trả lời, mà là đảo mắt nhìn xem cái này tàn phá hư không chiến trường, trong đó còn có một chút thiên lôi lực lượng, còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Bổn Hoàng đồng ý ngươi giải thích. Vũ Hoàng Cổ Đế gật đầu một cái, mặt không thay đổi nói. Luân hồi chi chủ đã 5 lần 7 lượt từ hắn thuộc hạ chạy đi, trốn đại cát, giờ phút này, hắn độ nhẫn nại vậy đến cực hạn. Bổn Hoàng cũng ở nghĩ lại, vì sao luôn là để cho hắn thừa cơ chui. Mà nay ta có lẽ rõ ràng, thiên địa này lớn, luôn có chạy trốn chỗ. Hắn giống như vậy khắp nơi chui động lưu chuột hạng người, chỉ biết đông tránh xét, hết lần này tới lần khác lại có khí vận thêm thân, nhiều lần xuống làm tất cả mọi người đều không thể làm gì. Vũ Hoàng Cổ Đế lần này miêu tả, ngược lại là để cho Ma Tổ Vô Thiên thần sắc hơi có biến hóa. Mặc dù nghe vào có đạo lý, nhưng tổng cảm thấy nơi đó có chút kỳ quái. Ma Tổ Vô Thiên, ta ngươi hai người ở vào đối lập trận doanh, thủy hỏa bất dung, coi là ngày sau, một ngày nào đó sẽ bùng nổ quyết chiến, nhưng ở này trước, không ngại liên thủ một lần, tiêu diệt người này, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Hoàng Cổ Đế vừa nói, lộ ra nụ cười thản nhiên. Bất quá hắn từ trước đến giờ mặt mũi hung ác, ánh mắt thâm trầm, bỗng nhiên cười một tiếng, ngược lại là làm người ta khá không có thói quen. Ma Tổ Vô Thiên nghe vậy, rơi vào trầm tư. Nếu như để cho Diệp Thần tiếp tục yên ổn còn sống, sợ rằng biết nhúc nhích đong đưa đồ chứa tồn tại. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, trợ giúp Già Thiên Ma Đế phá hoại hồn loại. Hồn loại nếu như xảy ra vấn đề, hắn những năm gần đây bố trí, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Luân hồi chi chủ khí vận thêm thân, trong thiên hạ cơ hồ không người có thể so sánh. Cho dù là hắn, cũng không cách nào bảo đảm luân hồi chi chủ khí vận sẽ không ảnh hưởng đến đồ đựng. Nếu như để cho luân hồi chi chủ quấy rối thành công, vậy hắn nơi chuẩn bị ngàn năm kế hoạch lâu dài liền bị lỡ. Được, đã như vậy, không ngại thử một lần. Ma Tổ Vô Thiên trầm tư sau này, gật đầu gật đầu. Nếu là có người ngây ngô ở chỗ này, nghe lời nói này, định sẽ bừng tỉnh cả kinh, khuôn mặt thất sắc. Trong trời đất này hai đại chủ tể, lại nhấc lên liên thủ cách, mà nơi nhằm vào người, chỉ là cái thái chân cảnh giới tiểu tử mà thôi. Nếu như đem tin tức này truyền đi, sợ rằng chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng. Nhưng một giấy chót miệng minh ước, nhưng là như vậy lặng lẽ kết, tại trong hư không hỗn loạn chớp mắt, chỉ đợi ngày sau kết minh, liền sẽ lần nữa nổi lên. Hai người mang đến cái này cách biến hóa, trừ bọn họ ra, ở giữa thiên địa chỉ có hai người có thể cảm thụ được. Một chính là lưu lại ở nguyện vọng thần giáo, chuyên tâm đột phá thái thượng thiên nữ. Nàng ngồi xếp bằng ở một đóa thánh khiết hoa sen bên trên, quanh thân ánh sáng vần quanh, liên tục không ngừng lực lượng hóa thành từng cây một sợi tơ. Vậy hai ông già tới giữa là chuyện gì xảy ra, lại có thể sẽ xuất hiện này cùng lời thề, xem ra thật sự là tức giận. Bị một cái thái chân cảnh tiểu tử chọc giận, có ý tứ. Xem ra, ta không có nhìn lầm luân hồi chi chủ, bất quá. Thái thượng thiên nữ tự nhiên có thể cảm ứng được này cách biến hóa, tâm thần có chút lộ vẻ xúc động. Cùng lúc đó, xa tại hạ giới một nơi yên tĩnh động phủ, Nhâm Phi Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Rất nhanh, hắn thần sắc liền biến. Đứa nhỏ, xem ra ngươi phiền toái không nhỏ à. Cái này mấu chốt trong đó nhân tố, Nhâm Phi Phàm suy nghĩ một chút liền thông. Trong thoáng chốc, không biết là lo âu vẫn là vui vẻ yên tâm. Hình ảnh quay về. Cái này phiến tàn phá hư không dần dần mất đi động tĩnh. Hai người nơi phân hóa ra cái này đạo ảo ảnh vậy dần dần biến mất, theo gió phiêu tán, phảng phất từ tương lai qua vậy. Cùng càng về sau người lúc chạy đến, chỉ thấy được mình đầy thương tích cổ chiến trường, phế tích hoành lập, bất quá nhưng không có bao nhiêu mùi máu tanh. Vô Thiên và Vũ Hoàng Cổ Đế đi nơi nào? Bọn họ có chút nghi ngờ, theo lý mà nói,
không nên sinh ra lớn mạnh như vậy phá hoại quỹ tích mới đúng. Bóng tối thống lĩnh đi tới to lớn kia hồng câu trước, cẩn thận xem xét, ngay sau đó ở bên vách đá duyên phát hiện một chút lưu lại rất nhỏ sấm sét. Hắn nhớ Diệp Thần tựa hồ là sở trường sử dụng lôi pháp. Chẳng lẽ nói, bóng tối thống lĩnh con ngươi, bỗng nhiên co rúm một cái. Những người khác cũng đều không ngu, rất nhanh liền suy đoán được cái gì. Đám người chố mắt nhìn nhau, tạm thời tới giữa, lại không lời chống đỡ. Luân hồi chi chủ từ trên tay bọn họ chạy khỏi, còn về tình thì có thể lượng thứ, dẫu sao lục đạo luân hồi, áp đảo chư thiên bên trên, không phải người thường lực nơi có thể đụng. Hơn nữa luân hồi chi chủ còn mượn bên ngoài lực lượng cường đại. Nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Ma Tổ Vô Thiên là người phương nào? Diệp Thần có thể từ thủ hạ bọn hắn chạy khỏi, chuyện này như truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ chư thiên vạn giới. Mọi người cũng nhớ kỹ chuyện hôm nay, chỉ có thể chôn ở đáy lòng, không được lại hướng những người khác tiết lộ, nếu không, các ngươi biết hậu quả. Thiên Sát Ma Lang, không khỏi mở miệng nói. Những người còn lại không làm đáp lại, trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng. Mà vào giờ phút này, không biết có nhiều rất xa một cái hải vực trên, bỗng nhiên toát ra một cái đầu. Ngay sau đó, chính là một bóng người, như bay cá vậy qua lại ra. Cùng hắn hạ xuống ở một tòa đảo nhỏ lúc đó, rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Người này chính là Diệp Thần, hắn thành công chạy khỏi sau đó, liền truyền đến cái hải vực này. Đột nhiên, Diệp Thần con người đông lại một cái, lẩm bẩm nói, vì sao ta cảm giác hồn thể ở sao động. Tựa hồ là hồn đạo hơi thở. Không đúng à, nơi này cách mới vừa rồi vậy khu vực cực kỳ xa xôi, lời đồn đãi đánh mất ở luân hồi thiên kiếm thiên thần hồn nói, chẳng lẽ ở nơi này? Không đúng. Hắn cảm thụ nơi này linh lực hơi thở, trong lòng có chút nghi ngờ. Hòn đảo này diện tích khá lớn, dõi mắt nhìn lại không tìm được cuối, Diệp Thần lăng không lên, chậm chạp phi hành, đánh giá trên đảo địa thế. Cái này vừa thấy, liền diệu thú hoành xanh. Hòn đảo phân làm phân biệt rõ ràng hai đoạn. Bên trái sơn xuyên đầy vải, con sông ngang dọc, nguyên thủy rừng cây một phiến tiếp theo một phiến mênh mông bao la. Mà một bên khác thì hoang vu sâm vắng vẻ, chỉ có thể thấy trơ trụi sa mạc. Như vậy lưỡng cực phân hóa tình cảnh, sinh ra vô cùng là rung động đánh vào thị giác lực. Diệp Thần tiếp tục đi tới trước, hắn muốn xem điều này phân giới tuyến cuối ở đâu. Mà lúc này, đường chân trời bỉ đoan. Một đạo chói mắt kim quang phóng lên cao. Diệp Thần thấy vậy, thần sắc lúc này hoảng sợ. Bởi vì đạo kim quang kia xông lên tới vân tiêu sau đó, sinh ra kinh người biến hóa, do toàn thân màu vàng, biến đổi là quỷ khí dày đặc hắc mang. Vậy đạo từ địa ngục tới tu la hơi thở, ngay tức thì lan tràn toàn bộ chân trời, trên đảo không, từ ban ngày tiến vào nửa đêm, chỉ qua ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian. Diệp Thần vung tay lên một cái. Điểm điểm tinh mang nổi lên. Hắn triệu hoán ra nguyện vọng thiên tinh, trôi lơ lửng quanh thân chừng. Sau đó hắn liền tăng nhanh tốc độ di động, hướng vậy đạo hắc mang ở địa phương đó chạy đi. Vậy một đạo hắc mang, tản ra cùng luân hồi thánh hồn thiên hòa luân hồi thiên kiếm vô cùng tương tự hơi thở. Thay đổi ý nghĩ tới giữa, hắn trong lòng đã có suy đoán. Đến khi đạt lúc đó, Diệp Thần phát hiện một cái sâu không thấy đáy nứt ra cốc. Mà vậy u hắc đến gần như tỏa sáng ánh sáng, chính là từ cái này nứt ra cốc phía dưới xuyên thấu ra. Diệp Thần nhìn chằm chằm nứt ra cốc, trầm tư hồi lâu. Bỗng nhiên lúc này, thần sắc đột nhiên chấn động một cái. Mà chính là vào lúc này, hồn thể cậu hắn có một chút chập chờn, mà trên lưng cõng vậy cầm luân hồi thiên kiếm, vậy sinh ra loại nào đó vô hình cảm ứng, chợt thoát khỏi vỏ kiếm, bay lên trời, hưu một tí liền tới đến vậy nứt ra cốc phía trên. Diệp Thần mới vừa muốn ra tay ngăn lại, nhưng một khắc sau, nhưng hoảng sợ phát hiện luân hồi thiên kiếm chậm rãi xoay tròn, lại là cùng vậy hắc mang đồng bộ. Tốt một cổ lực lượng bá đạo. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Thần sinh lòng cảm ứng, mang mục nhìn ra xa, ánh mắt xuyên thấu đi, cùng vậy luân hồi thiên kiếm, xa xa nhìn nhau. Hắn từ luân hồi thiên kiếm rộng rãi kiếm trên lưng gặp được chúng sanh chìm nổi, vậy gặp được vạn quỷ tề hống. Mà cuối cùng định cách ở hắn trong mắt, nhưng là một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Một cái rắn chắc như núi cao ác quỷ, tránh hành đi ở thiên địa cuối. Địa ngục tu la, cơ hồ là ở ngắn ngủi ngay tức thì, Diệp Thần liền xác định cái này ác quỷ thân phận. Lại là tu la hồn đạo.
Luân hồi thiên kiếm bên trong, lực lượng vô danh, lần nữa xông ra, lại có mấy đạo cực kỳ khủng bố, chấn nhiếp linh hồn hơi thở. Một cái bóng đen qua lại tới, tụ vào trong đó. Mơ hồ trở thành 6 đạo kiếm hồn. Luân hồi thiên kiếm đứng một mình tại chư thiên gia, tự thành hệ thống, vì vậy có kinh người 6 đạo kiếm hồn. Thậm chí vậy 6 đạo hơi thở có thể còn vượt qua kiếm hồn phạm vi. Mỗi một đạo đều là đủ để trở thành vạn kiếm đứng đầu. Có thể gặp luân hồi thiên kiếm cùng người khác không cùng. Hơn nữa, Diệp Thần phát hiện, luân hồi thiên kiếm và luân hồi thánh hồn trời, có cực lớn liên lạc. Luân hồi thánh hồn thiên mạnh mẽ, cũng có thể để cho luân hồi thiên kiếm đổi được mạnh hơn. Hai người tới giữa phảng phất có một loại trong sâu thẳm liên lạc. Luân hồi thánh hồn trời, có 6 đạo mảnh vỡ, theo thứ tự là thiên thần hồn nói, diệt quỷ hồn nói, nhân gian hồn nói, vạn thú hồn nói, tu la hồn nói, địa ngục hồn nói. Như một khi hoàn toàn luyện hóa luân hồi thánh hồn trời, là được thức tỉnh luân hồi hồn thể, linh hồn lực lượng, đủ để đạt tới thế giới hiện thật đỉnh cấp. Trong đó mấy đạo, Diệp Thần đã đạt được, hơn nữa hấp thu, trước mắt còn dư lại tu la hồn đạo và địa ngục hồn nói, cùng với đánh mất ở luân hồi thiên kiếm vùng lân cận thiên thần hồn nói. Tu la hồn đạo có thể và thân đồ gia tộc có liên quan, nhưng thân đồ Uyển Nhi không hề biết cụ thể. Địa ngục hồn đạo hôm nay cũng là rơi xuống không rõ. Hắn vốn cho là lần này, nhất có tự tin đạt được thiên thần hồn đạo mảnh vỡ, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra Vũ Hoàng Cổ Đế và Vô Thiên. Bất quá chỉ cần có luân hồi thiên kiếm nơi tay, sợ rằng thiên thần kia hồn đạo cũng là cực kỳ dễ dàng đạt được. Nhưng lần này, để cho hắn bất ngờ phải, vậy hư không lực lại đem hắn truyền tống đến đây, thành công tìm được một khối hồn đạo mảnh vỡ. Bàng lớn như núi hắc ám hình bóng, chính là tu la mảnh vỡ biến thành. Chẳng lẽ nơi đây và thân đồ gia tộc có liên hệ gì? Cũng hoặc là nói, tu la hồn đạo cũng không phải là và thân đồ gia tộc có liên quan. Những thứ này quá phức tạp, Diệp Thần không muốn để ý xem. Tu la hồn đạo đại biểu tới từ địa ngục trình độ cao nhất sát phạt, lãnh huyết vô tình, thẩm phán chúng sanh. Diệp Thần hít sâu một hơi, sau đó bước lên trước, chỉ bất quá hắn tại gần vậy đạo thông trời tối mang lúc đó, nhưng gặp phải giam cầm bảo vệ. Hôm nay liền để cho ta phá vỡ ngươi hư không vật. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lấy lại bình tĩnh, không có phủ không đứng, cũng không có một bước lên trời, mà là dọc theo vậy cái thông thiên thần thang, từng bước bước lên nơi này. Ba cây thiên kiếm lần lượt xuất hiện, trôi lơ lửng ở hắn hai vai chỗ, lấy kiếm làm chất dẫn, lại giấy lên tí ti ngọn lửa. Làm hắn đi tới bên vách đá duyên lúc đó, một cái bóng sáng đường chậm rãi trích ra, cũng không biết là từ đâu tới. Viễn cổ trong thời kỳ từng có tin đồn, nếu như muốn đi vào à cái mũi địa ngục, nhất định phải thông qua phong tỏa. Ở trong đó chỗ ở đồ, nhưng mà tu la hồn đạo. Diệp Thần dương mắt nhìn về phía luân hồi thiên kiếm. Cho tới nay cũng không động tĩnh gì luân hồi thiên kiếm, giờ phút này hiếm thấy vòng vo hai vòng, đem một nơi không trọn vẹn chỗ rách hiện ra. Hắn xuyên thấu qua chỗ kia kiếm trên lưng ô, gặp được một khối như ẩn như hiện màu đen mảnh vỡ, thần bí thâm thúy. Mười phần bất phàm. Hắn một mực phải tìm hồn đạo mảnh vỡ, giờ phút này là mèo mù bính thượng tử háo tử, được tới toàn không uổng thời gian. Luân hồi thánh hồn thiên tổng cộng chia là 6 lớn mảnh vỡ, hắn đã được trong đó một phần chia, còn dư lại mấy chỗ hồn nói, cho tới nay không gặp bóng dáng. Hôm nay hắn ở chỗ này phát hiện tu la hồn đạo tung tích, lại sao sẽ dễ dàng buông tha. Diệp Thần tâm niệm vừa động, thu hồi luân hồi thiên kiếm. Nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, trùng trùng thở dài. Cường đại pháp bảo, thường thường cần phải hao phí càng nhiều hơn tâm huyết mới có thể thúc dục. Luân hồi thiên kiếm cố nhiên mạnh mẽ, nhưng khởi động vốn hao phí quá lớn chút. Làm kiếm ngươi mang hoàn toàn tách thả ra lúc đó, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Diệp Thần bắt trong tay một cái kiếm, đi về trước nhảy một cái, nhảy vào cái này phiến vách đá trong đó. Hắn dưới sự khống chế rơi tốc độ. Cùng lúc đó và suối vàng bầu trời trên đường thân đồ Uyển Nhi mở ra trò chuyện. Uyển Nhi, Giang Trần Tử đã từng cùng ta nói qua, cái này tu la hồn đạo cùng ngươi thân đồ gia tộc có liên quan, ngươi có thể biết hiểu. Rất nhanh, hắn bên tai liền truyền đến thân đồ Uyển Nhi thanh âm. Tu la hồn đạo, thân đồ Uyển Nhi có chút nghi ngờ, nàng trầm tư hồi lâu, sau đó nói, không có ấn tượng gì, như nếu như ở trong gia tộc lưu có đầu mối. Đó chính là đặt ở chỗ sâu nhất cấm kỵ tầng,
cho dù là ta cũng không cách nào tiến vào trong đó, chỉ có mẹ ta mới có thể vào. Diệp Thần nghe vậy, chỉ có thể lúc trước hướng nơi này, đi một bước xem một bước. Càng đi sâu vào, trong tay hắn luân hồi thiên kiếm, chấn động càng rõ ràng hơn. Trong chốc lát, đều đang đến sắp rời tay trình độ. Diệp Thần cảm nhận được liền luân hồi thiên kiếm chiếm đoạt dục vọng, không khỏi được đánh nó một tí. Không nên lộn xộn, bây giờ còn chưa có thấy Tu La Hồn nói, nếu như cầm nó bị hù chạy, đó chính là công dã tràng. Nghe đến lời này, luân hồi thiên kiếm nhất thời liền không nhúc nhích, khôn khéo giống như đứa bé. Diệp Thần chậm rãi hạ xuống, đi tới cái này phía nứt ra cốc chỗ sâu, mà vậy u tịch tử vong lực lượng, vậy càng ngày càng rõ ràng. Hồn đạo mảnh vỡ, cũng không có cố định hình thức. Duy nhất điểm giống nhau, có thể nói là nhẹ bóng, giống như tinh thể, cũng không có bao nhiêu sức nặng, chỉ có chứa linh hồn uy năng. Vì vậy, hồn đạo mảnh vỡ có thể ẩn nấp hậu thế gian các nơi, mà sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Rốt cuộc, Diệp Thần ở một nơi ngừng lại. Nơi này, u hắc vô cùng, làm người sợ hãi. Luân hồi thánh hồn thiên chính là Diệp Thần nơi dựa vào căn bản bàn, tuy nói cũng không có đứng hàng 33 thiên thái thượng thần thuật nhóm, nhưng ẩn chứa uy lực thập phần cường đại. Hắn đi tới cái này phiến đất hoang vu, trước mắt là như mực giống vậy đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa Diệp Thần trong mơ hồ, cảm giác vậy đậm đặc bóng đêm giống như là canh dịch, phụ ở ra hắn bề mặt, làm người ta cảm giác chừng mực thoải mái. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nghi ngờ trong lòng. Bất quá nhưng vào lúc này, bầu trời hoàng tuyền đồ bỗng nhiên lúc này động một tí, ngay sau đó, thân đồ uyển nhi thân hình hiện lên. Tôn Dạ Dung cùng Diệp Lạc Nhi theo sát phía sau. Ba phụ nữ, tụ ở một đường, cho dù là ở bóng đêm mịt mờ bên trong, vậy lộ vẻ được phá lệ mắt sáng. Cái này ba người vóc người xinh đẹp không phân cao thấp, mỗi người mỗi vẻ, thật sự là để cho người xúc động, đẹp thay. Nơi này bầu không khí, để cho ta cảm giác có chút kỳ quái. Thân độ Uyển Nhi yên lặng hồi lâu, rồi sau đó nói. Bởi vì sinh lòng này cảm, nàng mới biết từ đất nương thân đi ra. Quái ở nơi nào? Diệp Thần không khỏi hỏi. Thân độ Uyển Nhi nhìn chằm chằm trước mặt bóng đêm, trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ở trong đó luôn có ta một cổ chấn động hơi thở, gọi về ta đi tới trước, ta khi còn bé, tựa hồ gặp được. Nàng lời này vừa ra, ngược lại là để cho Diệp Thần rơi vào trầm tư. Ninh Ba Tử đã từng cùng hắn nói qua, Tu La Hồn đạo bí mật liền che giấu ở thân đồ gia tộc, cần chính hắn đi trước khai thác. Mà hiện tại, thân đồ Uyển Nhi nhưng cùng cái này Tu La Hồn đạo hữu nơi liên lạc, rất khó để cho người không liên tưởng. Nếu như muốn bổ sung trong cơ thể luân hồi thánh hồn trời, tìm luân hồi hồn chi đạo, là con đường phải đi qua. Thân đồ Uyển Nhi tựa hồ lòng có cảm giác, nàng ánh mắt quét sạch sau này, cuối cùng dừng lại ở một nơi trong bóng tối. Khi còn bé nương thân đã từng nói cho ta biết một loại mời quỷ thần phương pháp, có thể ở bảo vệ tánh mạng thời điểm dùng được, nhưng ta còn không có chân chính thực hành qua. Hiện tại nơi cảm nhận được như vậy hơi thở, cùng mời quỷ thần thời điểm giống nhau như đúc. Thân độ Uyển Nhi chậm rãi nói. Thời kỳ thiếu niên, nương thân đã từng đặc biệt đem thân độ Uyển Nhi kéo đến qua một nơi rừng rậm bóng tối. Nơi đó quỷ khí lượn lờ, mười phần kinh người, hơn nữa khắp nơi đều là xương khô. Mùi hôi thối rất nồng, thật là muốn để người nghẹt thở. Uyển Nhi, người phải nhớ kỹ, nếu không phải sống chết trước mắt, tuyệt đối không nên sử dụng phương pháp này. Nếu như người ở trong gia tộc gặp phải nguy hiểm, liền đi phía sau núi cấm địa chỗ sâu thi triển phương pháp này, nhớ làm phép lúc đó, nhất định phải nhắm hai mắt lại, cho đến bên tai tiếng gió biến mất, mới khá mở mắt. Người nhất định phải nặng ở tim, không nên bị ngoại giới quấy nhiễu. Mẹ nhìn chăm chú, còn rành rành trong mắt. Thời điểm đó thân độ Uyển Nhi, ham chơi liều lĩnh, ở rừng rậm bóng tối học được phương pháp này sau đó, toại sinh lòng tò mò, tới một mình đến cấm địa bên bờ, len lén thi triển phương pháp này. Lúc đó nàng, nhắm hai mắt lại mặc niệm thần chú, rất nhanh bên tai liền vang lên một hồi tiếng gió gào thét, giống như quỷ khóc sói tru, mười phần thê lương chói tai. Thân độ Uyển Nhi mạnh cắn răng, tiếp tục làm phép. Nàng vốn định thi hoàn pháp sau đó, xem thấy để sẽ xuất hiện thứ gì. Nhưng bỗng nhiên lúc này, nhớ lại mẹ dặn dò. Lúc đó nàng còn trẻ khí thịnh, trưởng bối càng nói gì, nàng càng muốn ngược tới.
vì vậy nàng vi phạm mẫu thân dặn dò, mở mắt ra, muốn tìm tòi kết quả. Có thể nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ở nàng mở mắt ở một chớp mắt kia, tựa như bị bén nhọn gì vật thể cho đâm trúng, trước mắt tối sầm, đau đớn kịch liệt từ coi lưới thần kinh truyền tới óc, làm người ta cả người run rẩy. Nàng phát ra vô cùng là thê thảm tiếng thét chói tai, từ đó té xỉu rồi. Đến khi tỉnh lại lần nữa lúc đó, nàng bên tai vang lên mẹ thanh âm. Thế nhưng thời điểm, nàng đã không thấy được, cặp mắt bị vải che, còn có một chồng dính như keo chất lỏng chảy vào, làm nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nương thân hỏi tình huống cụ thể, hắn vừa mới bắt đầu không dám nói lời thật. Nhưng là làm mẹ giọng lạnh xuống sau đó, nàng mới ý thức tới mình gây đại họa. Vì vậy liền đem sự việc đi qua, đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Như là dựa theo lệ cũ, nương thân cần phải sẽ đem nàng xốc lên tới đánh cho một trận. Có thể một lần kia, nương thân lạ thường trầm mặc, qua hồi lâu, nàng mới ôn nhu mở miệng, lần nữa dặn dò. Trải qua một lần dạy bảo sau đó, thân độ Uyển Nhi nơi nào còn dám vận dụng này cùng cấm thuật, dứt khoát trầm mặc miệng, không nhiều lời nữa, đem này bí mật vĩnh viễn chôn giấu trong lòng. Không nghĩ tới hôm nay đến đây, cảm nhận được liền vô hình khí tức quen thuộc. Nghe xong nàng giải thích sau đó, đám người vừa sợ vừa nghi. Đứng ở một bên Diệp Lạc Nhi, lúc này vậy chen lời. Thân độ Uyển Nhi tu võ đạo, ta trước kia tựa hồ cũng có nghe thấy. Đó là thiên quỷ chi đạo. Diệp thần cũng không phải là thái thượng thế giới người, vì vậy chưa từng biết được thiên quỷ biết là hạng tồn tại. Bất quá Diệp Lạc Nhi cùng thân độ Uyển Nhi kém không nhiều, giống vậy ở thái thượng thế giới nán lại hồi lâu, còn có thiên nữ trợ giúp, đối với lần này tự có kết quả cuối cùng. Thiên quỷ chi đạo, đến gần quỷ vực bên bờ, dung hợp trong đó quỷ xâm khí, đổi được vô cùng là khủng bố. Có lẽ ngươi là bị quỷ vực trong đó ác ma cho dây dưa. Đối phương chọc mù cặp mắt của ngươi, lại không có thể đi vào ngươi linh hồn. Diệp Lạc Nhi chậm rãi nói. Cái loại này quỷ nàng đã từng vậy gặp qua một cái. Đó là ở cực Hàn Đông, thái thượng thế giới vắng lặng vùng, thì có thần bí sinh vật sinh tồn. Hoặc giả là như vậy đi, bất quá từ sau đó, ta liền lại cũng không có động tới này cùng pháp thuật, cho đến tới nơi này. Chẳng lẽ đây là nhân quả? Vẫn là nói, cái này từ vừa mới bắt đầu liền quyết định. Thân đồ gia tộc, nhất định phải và luân hồi dính. Không dự định tiếp tục suy nghĩ nhiều, thân đồ Uyển Nhi nhắm hai mắt lại, ý thức chìm vào đầu óc. Trận kia dày đặc quỷ khí, càng ngày càng gần. Bóng tối lòng đất kẽ hở, im hơi lặng tiếng, mười phần yên tĩnh. Nham tầng nơi ranh giới, tựa hồ còn có giọt nước nhỏ xuống. Hắn từng nghe nương thân nói qua, cái này mời thần thuật đến từ U Minh địa ngục, mang trong lòng ngạt niệm người. Ở nơi đó hấp dẫn quỷ hồn. Thời điểm đó nàng quá nhỏ không hiểu từ pháp, không có ý thức được trong đó có tu la hồn đạo quấy phá. Hơn nữa sương mù nồng nặc thiên đánh đều bị che giấu, lại là không thể nào ra tay. Sau đó cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bỗng nhiên lúc này, thần độ Uyển Nhi chắp hai tay, tâm niệm vừa động. Nàng nơi kết trái trận ấn chính là mời thần quyết, có thể suy diễn nhân quả, diễn hóa bá tánh chi đạo. Hơn năm qua, nàng cũng không từng vận dụng phương pháp này. Không biết lần này có thể chống đỡ bao lâu. Thân độ Uyển Nhi nhẹ giọng líu díu, thuật lại trước nương thân dạy cho nàng mời thần quyết. Một khắc sau, chỗ này kẽ hở trong đó đột nhiên truyền đến thê lương tiếng gầm gừ. Như khóc như kể, nhọn chói tai. Tôn Dạ Dung cùng Diệp Lạc Nhi vậy vận dụng riêng mình thủ đoạn, tạo thành trận pháp phòng ngự. Diệp thần cho gọi ra nguyện vọng thiên tinh. Trần bia, bọc quanh thân, hoàng kim chiến giáp bao trùm mở, sau đó hắn mở ra luân hồi thiên nhãn. Ở nơi này luân màu máu mộ quang quét sạch dưới, hắn gặp được ly kỳ quỷ dị cảnh tượng. Vách đá phần đáy chỗ sâu, trên thực tế sương mù trùng trùng, không có chút nào bất kỳ sức sống có thể nói. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ là hiểm cảnh? Cũng hoặc là nói, có người lấy luân hồi bố trí, dẫn mình tiến vào trong đó. Nếu thật sự là như thế, đối phương cấp bậc tất nhiên so vũ hoàng cổ đế mạnh hơn. Bất quá, Diệp thần vậy không tin sẽ như vậy, mấy người bọn họ xuyên qua những thứ này sương mù dày đặc, tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc hắn ở một vùng núi điên gặp được một cái mơ hồ bóng người. Người nọ đứng chắp tay, khí cùng hiên ngang, vẫn đứng ở một chồng chết người xương trắng cùng máu thịt trên, ngửa đầu nhìn cái gì, vừa thấy liền biết thực lực chưa đủ.
Người này lại là ai? Diệp Thần bước động bước chân, vừa định tiến lên, nhưng sau khi đi mấy bước, hắn liền dừng lại. Sương mù nồng nặc, bóng đen vần quanh, Diệp Thần nhìn sang, tựa hồ trong sâu thẳm, vậy kiểu đồ là thật. Thân độ Uyển Nhi ngâm tụng khẩu quyết, niệm chú tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng lúc đó, chung quanh bọn họ tiếng gió cũng là bỗng nhiên cạo vang, càng ngày càng kịch liệt. Đây là cái gì? Tôn Dạ Dòng có chút giật mình, đứng ở nàng vị trí, có thể thấy bên cạnh bộ phận cảnh tượng. Trong truyền thuyết quỷ lãnh vực phải xuất hiện sao? Diệp Thần tâm niệm chuyển động, rồi sau đó lấy ra nguyện vọng thiên tinh, tinh thần chấm, mông lung ánh sao trải tung mở ra, hội tụ thành một cái thông thiên đường, leo lên phía trên. Ánh sao chỗ đi qua, hắc phụ tiêu tán, ánh sáng phơi bày. Lóe lên ánh sao chiếu sáng không ngừng, xuyên qua toàn bộ hắc ám nứt ra cốc, là bọn họ mang tới quang minh. Trừ cái này ra, còn có từng cái năm màu rực rỡ cá chép, phảng phất là từ hồ tiên bên trong nhảy ra, vô cùng là sống động giống như thật. Đuôi cá liền vung, nhảy lên giữa không trung, màu sắc rực rỡ lưu quang tràn ra, để cho người trước mắt thán phục. Thiên tiên cá chép sao, mang tới quang minh. Các nàng thấy một màn này, nhất thời vui mừng. Trước mắt sóng gợn nhẹ nhàng hỗn loạn, ngoài ra dấu có huyền cơ. Rất rõ ràng, nơi này là một nơi thế giới nhỏ, có động thiên khác. Thân độ Uyển Nhi tiếng gió gào thét bên tai cũng đã biến mất, đâm đầu vào quỷ quái tựa hồ so với gây sợ hãi sợ, vì vậy lui lùi về. Chúng ta vào xem một chút đi. Diệp Thần cũng không có bị tốt đẹp thế đi làm mờ đầu óc. Làm hắn xuyên qua vậy bóng tối sương mù, đi tới nơi này chỗ thế giới nhỏ lúc đó, mới phát hiện nơi này nhưng thật ra là một nơi vô cùng là chất phác địa phương. Dõi mắt nhìn lại, kém không nhiều có mấy chục ngàn số người. Bọn họ sinh tồn ở nơi này chỗ, quá cách xa trần thế huyên náo vậy đào nguyên sinh hoạt. Mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, nam canh nữ chức, tự cấp tự túc. Diệp Thần lấy mắt nhìn xuống người góc độ, nhìn bọn họ. Những người này thật cùng tu la hồn đạo hữu quan sao? Nhìn qua bất quá chỉ là nhân loại bình thường mà thôi. Bất quá làm Diệp Thần đem thị giác kéo gần, thấy những người đó diện mạo lúc đó, nhưng trong lòng kinh sợ như vậy. Bởi vì những người đó căn bản cũng không phải là người, mà là cái xác biết đi, bọn họ cũng đã chết, nhưng vẫn tái diễn lúc còn sống động tác. Cày ruộng cuốc đất, gieo hạt, dệt vải, thậm chí ăn cơm. Hoàng hôn chiều tà, tà dương ánh chiếu, xuyên thấu qua cửa sổ gỗ chiếu ở trước mặt, bất quá là một chén chén đất vàng thôi. Mặt trời ngã về tây, đoạn trường nhân tại chân trời. Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn ánh mắt tiếp tục trông về phía xa, rốt cuộc ở một tòa núi cao chỗ phát hiện quấn quanh hắc khí, như có như không lấy một ngọn núi cốc làm chủ. Diệp Thần nơi muốn tìm tu la hồn nói, hẳn liền ở chỗ này. Hắn thu hồi tâm thần, mà lúc này, đi tới đường đã bị đả thông. Tất cả hắc ám cùng sương mù dày đặc, đều bị hai đạo tinh quang liên hiệp xuyên phá, mà Diệp Thần các người vậy bắt được cất giấu trong đó thiên cơ động tĩnh. Thân độ Uyển Nhi mở hai mắt ra. Trong mắt thành tựu xuất sắc phun trào. Quả nhiên là như vậy, ta đoán không lầm. Nàng tự lẩm bẩm, giống như là phát hiện cái gì, sau đó liền để cho Diệp Thần mấy người đuổi theo. Bọn họ trên không trung cấp tốc qua lại, vượt qua mảng lớn đồng ruộng cùng dãy núi, cuối cùng đi tới vậy vùng núi trước. Tu la hồn đạo liền ở trong đó. Ta coi như là biết, nơi này vì sao bị sương mù dày đặc bao trùm, nhưng bỏ ra tầng này hắc ám. Bên trong nhưng lại là sinh cơ bừng bừng. Thân độ Uyển Nhi nhìn tòa kia đen thui đỉnh núi, mở miệng nói. Lúc đầu căn cứ nàng giải thích, cái này phiến quỷ hồn tụ tập địa điểm quả nhiên không đơn giản. Tu la hồn đạo giấu ở trong đó, ngăn cách ngoại giới tất cả sinh cơ, nhìn như là đem nguyên mảnh đất mang biến thành tĩnh mịch đất hoang vu. Nhưng trong thực tế, nhưng là đem tất cả sinh cơ đều tụ tập ở nội bộ. Cái này cũng có thể giải thích tại sao người ở bên trong rõ ràng đều chết hết, vẫn còn xem người thường vậy duy trì lúc còn sống sinh hoạt làm tức, chút nào chưa từng phát hiện mình đã là tử thi. Cái này cùng tu la hồn đạo quang minh hắc ám đồng thời thuộc tính có liên quan, nhiều hơn chính là bởi vì luân hồi thánh hồn thiên đại lộ lực lượng quá mức mạnh mẽ, chia ra tới kèm pháp bảo, không thể đoán. Tôn Dạ Dòng và Diệp Lạc Nhi đối với này cùng dị tượng, cũng là cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Hai người trước đây cũng không có tiếp xúc qua cái loại này tồn tại, hơn nữa vậy không như vậy rõ ràng luân hồi thánh hồn thiên rốt cuộc là vật gì.
mặc dù nghe được Thân Độ Uyển Nhi giảng giải, nhưng trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ. Diệp Thần cười một tiếng, giải thích một khối này mảnh vỡ thuộc về Luân Hồi Thánh Hồn Trời, năm đó bởi vì tất cả loại nguyên nhân, Luân Hồi Thánh Hồn Thiên phân chia thành 6 khối mảnh vỡ, mà mỗi một khối mảnh vỡ cũng có mình đặc biệt năng lực. Một khối này Tu La Hồn nói, chính là hắc ám cùng quang minh kết hợp với nhau, từ bên ngoài xem là không chết, từ bên trong xem chính là vĩnh sinh. Tôn Dạ Dòng đến từ huyền biển, đối với bên ngoài sự việc cũng không phải là hết sức rõ ràng, giờ phút này nàng không nhịn được hỏi, ta thật giống như chưa từng ở trên cổ tịch thấy qua Luân Hồi Thánh Hồn Thiên tên chữ. Nàng nói cũng là sự thật, 33 thiên thái thượng thần khí danh chấn thiên hạ, để cho tất cả người đổ xô vào. Tương đối mà nói, Luân Hồi Thánh Hồn Thiên che giấu ở trong hư không, cũng không tiến vào này cùng hạng. Hơn nữa năm đó Hồng Quân Lão Tổ ở sáng tạo 33 thiên seri thần khí, pháp bảo thần thông lúc đó, không biết là vô tình hay là cố ý, cũng không đem Luân Hồi Thánh Hồn Thiên liệt vào trong đó. Nhưng là từ chân thực hạng mà nói, Luân Hồi Thánh Hồn Thiên chính là nhất minh mông bằng bạc, uy lực vô cùng tồn tại. Vô luận là Thập Đại Thiên Châu, Bốn Đại Thiên Ao, Hồng Hoang Cửu Môn, vẫn là Hồng Quân Thất Bảo, Chín Tầng Trời Thần Thuật Vân. Vân Chư Thiên Chí Bảo Thần Thông, đều là tổ hợp seri. Mỗi một loạt làm chung thần khí, có lẽ có phân chia cao thấp, có thể tuyệt đối không cách nào chạy khỏi sở định nghĩa phạm vi. Nhưng là Diệp Thần biết, hơn nữa hết sức rõ ràng, Luân Hồi Thánh Hồn Thiên là cái này thế gian độc nhất vô nhị tồn tại. Không chỉ có độc nhất vô nhị, hơn nữa chỉ ta chí tôn, chí cao vô thượng. Tỷ như hắn mang theo người bầu trời Hoàng Tuyền Đồ, là Luân Hồi Thánh Hồn Thiên diễn sanh vật, cũng là Luân Hồi kèm pháp bảo. Từ Luân Hồi huyết mạch ra đời bắt đầu, bầu trời Hoàng Tuyền Đồ chính là có chủ vật, trừ Luân Hồi chi chủ, những người khác đều không thể nắm trong tay vật này. Luân Hồi Thánh Hồn Trời, chính là linh hồn thuộc tính pháp bảo, cùng hắn pháp bảo của hắn thần khí, có trên bản chất khác biệt. Hoàn chỉnh Luân Hồi Thánh Hồn Trời, đại biểu linh hồn trình độ cao nhất. Diệp Thần sở dĩ phí hết tâm tư, phải đem Luân Hồi Thánh Hồn Thiên mảnh vỡ thu thập đủ, chính là vì luyện chế cường đại nhất linh hồn lực lượng. Đến lúc đó, Luân Hồi linh hồn đem sẽ trở thành là cõi đời này cường đại nhất tồn tại, bất tử bất diệt, vĩnh trú trường sinh. Tôn Dạ Dòng nghe lời nói này, lớn bị rung động. Bất quá ở chỗ này trước, nàng đã thấy qua quá nhiều thần tích, đều là từ Diệp Thần trong tay sinh ra, vì vậy cũng không lâu lắm, nàng vậy bình tĩnh lại. Diệp Lạc Nhi sau đó một mực liền ở Thái Thượng Thiên Nữ thuộc hạ huấn luyện, những năm gần đây kiến thức rộng, tầm mắt rộng rãi, hôm nay đối với Luân Hồi Thánh Hồn Thiên cũng có nơi biết rõ. Ở chỗ này trong quá trình, nàng một mực nghe Diệp Thần nói, mắt to nháy mắt à nháy mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần, động một cái cũng không động. Diệp Thần dĩ nhiên phát hiện, con bé này xem đợi ánh mắt mình, trong lòng có chút ấm áp. Bọn họ cũng nhận ra cái loại này cấm kỵ vậy tồn tại, trong lòng nhất thời có kinh ngạc, lại có mừng rỡ. Nguyên mảnh hư vô không gian đều ở đây Tu La Hồn Đạo nắm trong tay dưới, lãnh thổ bát ngát, vạn dặm bao la, cảnh tượng khá là kỳ lạ. Những nông phu kia tuy nói đã tử vong, nhưng như cũ cất giữ người đặc thù, đối với mình chết không biết chút nào. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, lúc này là tử vong cùng sức sống cùng tồn tại. Đầy trời hắc khí lơ lửng không chừng, quanh quẩn ở sinh tử bên bờ giới hạn. Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng có chút thán phục. Ban đầu hắn vậy thấy qua tình huống tương tự, đó là Giang Trần Tử vì sống lại cựu Nhật chi chủ mà chế tạo một khối loài người quỷ hồn cùng tồn tại chi địa. Chỉ bất quá quay đầu lại, sống lại cũng chỉ là một thiên đại cười nhạo, thẳng đến bây giờ còn xa xa không kỳ, bằng vào hắn sức lực của một người, căn bản không cách nào hoàn thành. Muốn đạt được khối này Tu La Hồn nói, Diệp Thần nhất định phải vận dụng trong cơ thể luân hồi lực lượng, khởi động Luân Hồi Thánh Hồn Trời, mới có thể khiến cho có chút cảm thụ. Diệp Thần vận khí tại thân, khẽ quát một tiếng, nhanh chóng mở ra hư linh thần mạch. Đạo này thần mạch qua lại tới, lặng yên không tiếng động nghiền nát hắc ám hư không. Hư không phong tỏa cũng không đối Diệp Thần tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn vốn là cầm Luân Hồi Thánh Hồn Thiên lực lượng, hơn nữa đã đem hắn vận chuyển tới Lô Hỏa Thuần Thanh bước. Vì vậy liền ở dưới con mắt mọi người, Diệp Thần đem hư bia ngăn ở trước mặt, tạo thành một cái hư không lối đi. Cái lối đi này thẳng tới dãy núi kia chỗ sâu, cũng không kinh động người bất kỳ. Hắn đế tạo ra được một phiến mờ ảo độc lập không gian, che giấu ngoại giới hết thảy cảm giác. Cái này,
Cái này cũng có thể. Thân Độ Uyển Nhi sửng sốt một chút. Cho dù nàng ở Thái Thượng thế giới tu luyện nhiều năm, vậy không có thấy qua như vậy hợp ý mưu lợi thủ đoạn. Nhưng Diệp Thần hết lần này tới lần khác lấy loại thủ đoạn này, chấn nhiếp Dũng Động dòng nước ngầm. Tiếp theo phải làm, chính là lấy ra Tu La Hồn Đảo. Các ngươi trước ở bên ngoài chờ ta, ta vào đi một chuyến, lập tức tới ngay. Vừa nói Diệp Thần nhanh chóng tiến vào vậy cái hư không lối đi, cùng lúc đó hắn vận chuyển lên hư linh thần mạch, cùng chung quanh đây không gian hơi thở hòa làm một thể. Luân hồi lực lượng phụ ở hư bia bên trên, hắn xây dựng đi ra ngoài khép kín lối đi, vô cùng thâm thúy, kèm có u hắc hơi thở lưu chuyển ra. Chỉ một lát sau thời gian, Diệp Thần bóng người liền chui vào trong đó, biến mất không gặp. Ở đó sinh cơ bừng bừng vây quanh dưới, cái này phiến hư không lối đi lại dần dần xu hướng tại vô hình. Xem được bên ngoài đám người một hồi thán phục. Tu La Hồn Đạo sức sống tất cả đều tập trung ở bên trong bộ, lộ ra giống như ngôi sao sáng chói. Cái này đạo hơi thở, tựa như cùng chư thiên tương liên. Rất nhanh Diệp Thần liền phát hiện Tu La Hồn Đạo mảnh vỡ. Hắn cực độ ngạc nhiên mừng rỡ, mới vừa dự định đưa tay ra cầm, nhưng phát hiện một cổ vô hình trở ngại, để cho mình không cách nào tiến về trước. Chẳng lẽ ta không lấy được? Diệp Thần sử dụng luân hồi thiên kiếm, vừa mới chuẩn bị động thủ, cỏ nhỏ đột nhiên chui ra. Hắn nhìn một cái trước mặt không gian, hơi rung, không gian lại có thể lúc này văng tung tóe. Diệp Thần vui mừng, nhìn một cái cỏ nhỏ, ngươi lại giúp ta một lần. Nói xong, Diệp Thần liền năm ngón tay nắm chặt, vậy Tu La Hồn Đạo mảnh vỡ liền xuất hiện ở trong tay. Bất quá hắn không có lựa chọn luyện hóa, bởi vì một loại cảm giác xấu xuất hiện. Có người ở tìm bọn họ. Mà hắn biến mất không lâu sau, đám người đợi ở chỗ này, ngồi xếp bằng mà làm, nhưng chợt gian cảm nhận được liền một hồi động trời bàng bạc lực lượng, tựa như xuyên thủng vô tận hư không. Mấy người rối rít ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt hoảng sợ. Bởi vì có mấy tia ma đạo hơi thở từ vực ngoại chui vào, thật giống như đang dò xét mảnh thiên địa này. Thân Độ Uyển Nhi nheo mắt lại, nhìn về phía bên kia, ánh mắt đổi được thâm thúy. Chợt nàng hạ thấp giọng, hướng mấy người nói, không nên động dùng bất kỳ linh lực. Hiện tại đang có người đang dò xét tung tích của chúng ta, ngàn vạn lần chớ bị phát hiện. Vừa nói Thân Độ Uyển Nhi di động thân hình, chậm rãi hướng Diệp Thần xây dựng hư không lối đi đi tới. Mấy người bọn họ toàn bộ lặng lẽ di động, tỉnh bơ, trốn tới hư không lối đi phía dưới. Cả tòa hư không lối đi, đã cùng bầu trời hòa làm một thể, cho dù là đến từ ngoại giới lực lượng, cũng không cách nào dò tra rõ. Mấy người tránh ở phía dưới, liền cũng không dám thở mạnh một tí. Rốt cuộc, vậy đập vào mặt đầy trời ma khí, chậm rãi thối lui, mảnh thiên địa này khôi phục yên lặng. Đó là vật gì, cụ bị hơi thở vậy quá đáng sợ. Tôn Dạ dòng dài thở phào một cái, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nàng ở huyền biển bên trong, chưa bao giờ cảm thụ qua kinh khủng như vậy khí thế. Mà Diệp Lạc Nhi cùng Thân Độ Uyển Nhi, thần sắc đổi được ngưng trọng, mặt đẹp hiếm thấy nghiêm túc, tựa như đang đối mặt nào đó trận nguy cơ sinh tử. Mới vừa cái đó sinh linh uy áp, người nhận ra sao? Thân Độ Uyển Nhi mở miệng nói. Những lời này là đang hỏi Diệp Lạc Nhi. Mà Diệp Lạc Nhi đôi mi thanh tú hơi nhăn, trầm tư hồi lâu sau đó, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt ngay tức thì biến đổi. Là nghịch thiên tinh thú, vạn khư thần điện lại có thể đem nó cho thả ra rồi. Diệp Lạc Nhi đi theo Thái Thượng Thiên Nữ bên người lúc đó, đã từng gặp qua không thiếu vạn khư thần điện kỳ chân dị chủng, cái này nghịch thiên tinh thú liền là một cái trong số đó. Vạn khư thần điện nội tình thâm hậu, mấy tòa thần cung trong đó nơi chứa bảo bối không đếm xuể. Tùy tiện cầm ra như nhau, vứt xuống hạ giới, đều có thể đưa tới tranh đoạt cuồng chiều. Ở toàn bộ chư thiên vạn giới, vạn khư thần điện cũng thì không cách nào vượt qua đồ vật khổng lồ. Mà đây nghịch thiên tinh thú, chính là vạn khư thần điện chân tàng một trong những lá bài tẩy. Này cùng tinh thú, đản sanh vu so hồng hoang càng lâu đời niên đại, đến gần hỗn độn sơ khai, thiên địa sơ ích. Hơn nữa những năm gần đây, một mực ở lịch sử sông dài biến đổi trong quá trình. Đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Nghịch thiên tinh thú dựa vào hấp thu tinh mang mà sống, luyện hóa hỗn độn, thành tựu thân bất tử. Nhưng nó cùng thông thường tinh thú không cùng, hắn đối với tinh thần lực lượng có tuyệt đối nắm trong tay, hơn nữa cảm giác phạm vi cùng ngôi sao chói lọi giống nhau. Tinh thần ánh sáng đến mức,
nghịch thiên tinh thú cũng có thể cảm giác. Vì vậy những năm gần đây, Vạn Khư Thần Điện lao thẳng đến hắn nuôi ở Linh Sơn trong đó, nghỉ ngơi dưỡng sức, gìn giữ thực lực, để cầu tương lai thiên địa đại biến lúc đó, bọn họ có thể chính xác lợi dụng nghịch thiên tinh thú thực lực, tới tiến hành kỳ tập. Nhưng là hiện tại, Vạn Khư Thần Điện nhưng trước thời hạn mở ra Linh Sơn phong tỏa, phái ra nghịch thiên tinh thú. Như vậy có thể gặp, Vũ Hoàng Cổ Đế lần này là thật sự nổi giận, thế tất yếu đem Diệp Thần tìm được, hơn nữa một lần hành động tiêu diệt. Mà trừ nghịch thiên tinh thú hơi thở ra, mấy nữ còn cảm nhận được liền ngập trời ma ý, nếu như các nàng đoán được không sai, như vậy sinh vật, đến từ hắc ám cấm hải đáy biển. An nghỉ tại đáy biển khủng bố tồn tại, giống vậy bất tử bất diệt gần như vĩnh sinh, một lần ngủ ly bì, chính là hơn mấy chục triệu năm. Hiện tại cũng không chỉ là Vũ Hoàng Cổ Đế xuống vốn gốc, liền ma tổ vô thiên cũng không tiếc giá cao. Thân độ uyển nhi một trái tim, nặng đến đáy cốc. Đối mặt như vậy bao vây, các nàng căn bản cũng chưa có mấy thành chắc chắn có thể xông ra. Huống chi Diệp Thần hiện tại còn tiến vào chỗ tòa này hắc núi chỗ sâu, đoạn lấy Thu La Hồn nói. Nếu như có thể thành công đem thu lấy, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu là thất bại, chỉ sợ đó là một con đường chết. Thân độ uyển nhi hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần đổi được kiên định, vô luận như thế nào, nàng đều không thể để cho Diệp Thần chết ở chỗ này. Diệp Lạc Nhi ánh mắt giống vậy đoạn tuyệt. Các nàng bầu bạn Diệp Thần đi qua chưa gặp nhiều trắc trở, trải qua mưa gió lay động, lúc này lại sao sẽ dễ dàng buông tha. Tôn Dạ Dòng cũng là nắm chặt trong tay Thanh Liên Thần Kiếm. Hết thảy đều không nói bên trong. Trận chiến này sống hay chết, đều là không biết, các nàng chỉ có thể hết sức mà là. Ngay tại bầu không khí khẩn trương lúc đó, Diệp Thần đột nhiên vọt ra. Thân độ uyển nhi kích động hỏi, nhanh như vậy, ngươi thất bại. Diệp Thần lắc đầu một cái, cười một tiếng, có người giúp ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế dễ dàng. Mặc dù nụ cười biến mất, hắn nhìn mọi người một cái, ánh mắt tỏ ý, lập tức đi. Nhưng là, nghịch thiên tinh thú ở bên ngoài tìm kiếm. Có người đột nhiên nói. Diệp Thần con ngươi híp lại, ngay tại hắn suy tư phương án lúc đó, một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Diệp Thần. Có phải hay không lại phải ta hỗ trợ? Diệp Thần ngẩn ra, đây là Linh Nhi thanh âm. Linh Nhi lại có thể ở thời khắc mấu chốt thức tỉnh. Linh Nhi nhìn một cái mấy người, duỗi người, nhìn một cái phía trên, nghịch thiên tinh thú thì như thế nào, ta mang các người đi. Một khắc sau, hư không chập chờn, cuồng bạo hư không quy luật tựa như tràn ngập ở phương thế giới này. Trước mắt mọi người tối sầm, một giây kế tiếp, liền là xuất hiện ở một phiến mặt đất bên trên. Diệp Thần mở mắt ra, nhìn một cái Linh Nhi, phát hiện đối phương đã cực độ suy yếu. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, Linh Nhi chính là biến mất, chỉ để lại một câu, ta nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần, ngươi có thể đừng chết. Đám người thở dài một hơi, giống như sống sót sau tai nạn. Diệp Thần, tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì? Thân độ uyển nhi mở miệng nói. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, suy nghĩ một chút. Vẫn là nói, các ngươi về trước tiểu hoàng vậy, ta còn có một chút sự việc phải xử lý. Khí thế tuyệt cảnh nguyền rủa và sau lưng xăm, quan hệ đến mình sống chết. Hắn trước hết giải quyết. Hơn nữa, lần này, hắn chẳng muốn để cho ba phụ nữ vậy cuốn vào đi vào. Thân độ uyển nhi đoán được cái gì, mới vừa muốn nói chuyện, Tôn Dạ Dòng và Diệp Lạc Nhi liền kéo lại thân độ uyển nhi tay, được. Thân độ uyển nhi nhất thời rõ ràng. Nàng nhìn một cái Diệp Thần, nói, cho ngươi 7 ngày. Sau đó, ba phụ nữ liền biến dạng hư không đi, chỉ còn lại Diệp Thần một người. Diệp Thần đưa mắt nhìn ba phụ nữ rời đi, phải mau sớm đem sát thí đại đế đưa về khí thế tuyệt cảnh. Nếu không mình bàn cờ này không có thắng, sẽ bị khí thế tuyệt cảnh cho hại. Nhưng dưới mắt, có một vấn đề, cái này cái gọi là sát thí đại đế ở nơi nào? Diệp Thần vận dụng luân hồi thiên nhãn. Nhưng lại không có chút nào thu hoạch. Dẫu sao khí thế tuyệt cảnh khốn qua người, cũng đều là lúc ấy thiên đạo cũng không có lựa chọn chu diệt tồn tại. Bất quá Diệp Thần rất nhanh nghĩ tới một người. Tôn Lão. Tôn Lão thành tựu tôn linh thiên tộc tồn tại, xem bói và khám phá thiên cơ, hoặc giả là hôm nay vực ngoại mạnh nhất tồn tại. Tôn Lão tất nhiên có thể trợ giúp mình tìm được cái này sát thí đại đế. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, biến dạng hư không. Hướng một phương hướng đi. Rất nhanh,
Diệp Thần liền đi tới một nơi hoàn cảnh thanh u chi địa. Hắn có thể xác định, Tôn lão ở nơi này. Ngay lập tức tới giữa, Tôn lão bên trong căn phòng thoáng qua một chút chập chờn. Thằng nhóc, ngươi là tới hỏi dò vậy khí thế tuyệt cảnh chuyện chứ? Tôn lão tựa hồ đã sớm liệu được cái gì, màu vàng kim trong hồ lô, rượu mạnh lại uống mấy hớp, lại nói, sát thí đại đế, nhưng mà ngươi phải tìm người. Diệp Thần không khỏi im lặng, hắn chuyến này trở về mục đích, cụ già rất hiển nhiên đã sớm biết được. Tôn linh thiên tộc, quả thật là thủ đoạn nghịch thiên. Khí thế tuyệt cảnh. Diệp Thần cũng là đem khí thế tuyệt cảnh rất nhiều chi tiết nói liên tục. Tôn lão hồ lô rượu chưa từng rời tay, luôn luôn khẽ dơ lên nhấp mấy hớp ít rượu, khác thường phải, tối nay rượu ngon, không cảm mãnh liệt ý. Người đi theo ta. Cụ già híp hai tròng mắt đứng dậy, gọi Diệp Thần một tiếng, thẳng hướng bên ngoài thành đi. Đưa tay không thấy được năm ngón bí mật trong rừng, cho dù là hàng đêm lưu quang tướng sáng trong ánh trăng, đều là chưa từng thấm ra phân nửa sáng. Tôn lão ngồi xếp bằng, khí tức quanh người liếm hết sức, tựa như cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp, lọt vào tai tiếng đều là nửa đêm côn trùng kêu vang. Không lâu lắm, xuyên thấu qua phiến mảnh rừng lá ngước mắt nhìn lại, Diệp Thần chỉ gặp trên 9 tầng trời đấu chuyển tinh di, hạt tròn rơi xuống minh tinh thần lại trào động lực. Ngồi xếp bằng cụ già đóng chặt hai tròng mắt chỗ, mí mắt hơi chớp động, quanh thân khẽ run, tựa hồ đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Cùng lúc đó, một nơi không biết tên không gian bên trong. Đại đế, tin đồn luân hồi chi chủ đoạt được luân hồi thiên kiếm, thực lực đại tăng, liền vũ hoàng cổ đế đều không cách nào bắt lại người này, dưới mắt nên làm thế nào cho phải. Chỗ tối, như ẩn như hiện thon dài lớn chân trắng thoáng một cái, kỳ chủ mị âm hưởng dậy, chính là Chu Hân U. Rất hiển nhiên, sát thí đại đế ban đầu rút đi một màn kia, nàng cũng vậy nhìn rõ ràng, mặc dù không biết cái bên trong nguyên do. Nhưng làm là đại đế đại nhân tín nhiệm nhất thuộc hạ, giờ phút này cũng là không khỏi lo lắng nói. Huống chi, bọn họ một mực ở chú ý luân hồi thiên kiếm tin tức. Luân hồi thiên kiếm ở rất nhiều thế lực cao cấp bao vây tiểu trừ dưới tình huống, như cũng bị luân hồi chi chủ đạt được, cái này bên trong ẩn chứa đồ thực ra quá nhiều. Luân hồi chi chủ, khí vận vô địch. Mà đây khí vận khủng bố, hiển nhiên vậy ảnh hưởng đến sát thí đại đế. Nếu là vị kia cần phải xuất thế, cho dù là ta cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn núp, thủ hộ giả lực đã tan hết, đợi đến thần quan xuất thế lúc đó, cái này khí thế tuyệt cảnh đều đưa tiêu diệt, đến lúc đó tự nhiên có thể hoàn toàn thoát khốn. Sát thí đại đế thanh âm bình thản nói, từ loại nào đó trình độ mà nói, luân hồi chi chủ nhúng tay mặc dù nhiễu loạn như cũ độ tiến triển, nhưng là hơn nữa tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bởi vì thần quan xuất thế, không người có thể cản. Vù vù. Một đạo yếu ớt thần niệm mang dò qua, liền Chu Hân U đều là chưa từng phát hiện, thậm chí liền yên tĩnh không gian, đều là chưa từng trải qua từng tia rung động. Nếu không phải ở vậy tiểu tử trong tay đoạt được phân nửa kim ấn lực, liền ta đều phải bị che mắt đi. Tức giận thanh âm phút chốc vang lên, liền ngai vàng dưới Chu U Hân đều là mặt đầy mờ mịt, chỉ nghe được sát thí đại đế tiếp tục nói, ta vốn định thả các ngươi một con ngựa, làm sao ngươi nếu không phải là tự tìm đường chết. Chu Hân U kinh ngạc hỏi, đại đế, nhưng mà xảy ra vấn đề gì? Thiên tinh thuật, sát thí đại đế tự lẩm bẩm, liền thần bí kia nhất tộc cũng đối Diệp Thần xem trọng có thừa, không tiếc lấy giá thật lớn tới theo dõi hắn cường giả loại này. Ta tự nhiên không mời được Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên cái loại này cấp bậc, nhưng âm ma thánh điện cái tên kia, cũng là thời điểm xuất quan, nếu ngươi có người giúp, bổn tôn tự nhiên vậy được hơi chuẩn bị lễ mọn khoản đãi khách quý. Một bộ quần áo đen sát thí đại đế đứng dậy, yếu ớt cười một tiếng, hướng về phía Chu Hân U mở miệng nói, chuẩn bị xong, lập tức muốn có khách quý tới cửa. Oanh! Ngay tại Diệp Thần ngửa mặt trông lên 9 tầng trời tinh thần bay lên lúc đó, một vòng màu máu nghiêng tháng treo thật cao, ánh chiếu ở thương khung dưới, chính là vô tận nghiêm nghị ý. Xa ở ngoài ngàn dặm núi non trùng điệp một góc, màu máu trường bào nhìn xuống mặt đất, xem có thể đạt được chỗ. Muôn vàn sinh linh rối rít tiêu vẫn, để lại cho cả tòa thế gian, chỉ có một tia huyết sắc. Người tới, thanh âm khàn khàn hướng về phía hư không khẽ nói, chẳng biết lúc nào, màu máu tiêu tán, thấu lượng nghiêng tháng dưới, một bộ quần áo đen bóng người đứng yên. Chúc mừng, người lại đột phá, phỏng đoán lại qua 100 năm, người đã có tư cách ngồi lên ta vị trí. Âm ma thánh tổ đối với trước mắt người thần bí,
cái gọi là âm ma thánh điện phó điện chủ, rõ ràng có mấy phần không cùng, mặc dù lời nói bên trong lãnh đạm, nhưng là có mấy phần kính nhi viễn chi ý. Mặc dù hắn thực lực cực kỳ khủng bố, có thể tên trước mắt xem ra, so với trước đó cũng là mạnh mẽ không thiếu. Ta đổi chủ ý, tuyệt sát luân hồi chi chủ. Không cùng âm ma thánh tổ trả lời, hắc y nhân thần bí chính là mở miệng lần nữa, cái này một lời, làm được âm ma thánh tổ cũng là hơi có mấy phần kinh ngạc, thanh âm khàn khàn hỏi nói, nhưng mà bởi vì luân hồi chi chủ lấy được luân hồi thiên kiếm, người sợ hắn càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng luân hồi chi chủ lần này, nhưng mà liền ma tổ vô thiên và vũ hoàng cổ đế phân thân liên thủ đều không cách nào chu diệt, người kế hoạch là cái gì? Cái thằng nhóc này biết chút không nên hắn hiểu bí mật, hơn nữa rất nhanh liền sẽ giết đến cửa, người theo ta, đem đánh chết. Người thần bí giọng không cho phép nghi ngờ. Âm ma thánh tổ không nói, nghiêng tháng ánh chiếu ở hắn nhìn như rừng rưng vậy gò má bên trên, lau một cái quỷ bí nụ cười từ khóe miệng vạch qua. Đạt được người trước mắt gật đầu đồng ý, ngày này rốt cục thì đến. Hình ảnh quay về. Ngay tại Diệp Thần kinh ngạc trên 9 tầng trời huyết nguyệt dị tượng đồng thời, dị biến nổi lên. Một tiếng vang thật lớn vang vọng ở bí mật trong rừng, một bóng người giống như đạn đại bác vậy bắn ra mấy chục dặm, đem dọc đường hình dạng bề mặt trái đất dễ như bỡn vậy biến dạng. Tôn lão! Diệp Thần một tiếng thét kinh hãi, nhưng không được cái khác, vội vàng mượn hư bia, vượt qua không gian trở ngại, đem cụ già thân hình ổn định, một trường nhẹ nhàng nhờ ở tôn lão trên lưng, tan mất toàn bộ lực đạo. Cái này cầm xương, thật là không còn dùng được rồi. Yếu ớt cười tiếng vang lên, Diệp Thần rõ ràng cảm ứng được, cụ già hơi thở rõ ràng uể oải không chỉ gấp mấy lần, mà đây loại kỳ dị cảm giác, nhưng là không liên quan tu vi. Sinh mệnh lực trôi qua. Cùng khi đó Linh Nhi sử dụng thủ đoạn nghịch thiên vậy, hao tổn là tâm thần. Tôn lão. Diệp Thần tạm thời im miệng, hốc mắt có chút đỏ thắm, trước mặt cụ già ngược lại là thản nhiên như thường, vỗ vỗ quanh thân nâng lên bụi đất, còng lưng thân thể đứng dậy, bình tĩnh nói. Diệp tiểu tử, người không cần để trong lòng, lão phu cái này cả người tu vi, cũng đã chấm dứt, làm sao đại thế tiệm khởi, ta một người không có sức xoay chuyển trời đất. Cụ già hí mắt, màu vàng kim hồ lô rượu không rời tay, tiếp liền mấy hớp rượu ngon xuống bụng, tiếp tục mở miệng nói, lần đầu gặp nhau, bất quá là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, hiện tại liền lão phu đều là không theo kịp rồi. Có thể đoạt được luân hồi thiên kiếm, hơn nữa ở vũ hoàng cổ đế và vô thiên liên thủ hạ. Yên ổn rời đi, ngươi tất nhiên là người thứ nhất. Ngươi và đời trước luân hồi chi chủ không giống nhau, ta ở ngươi trên mình thấy được hy vọng, ngày khác ta nếu là có nơi sơ suất. Tôn linh tộc, chính là giao cho ngươi che chở. Cụ già mắt cười trúng chim ý, không cùng Diệp Thần đáp lại, chính là cắt đứt hắn, người đã già, gặp không được những tình cảnh này, không nói không nói. Diệp Thần nghe vậy, âm thầm nắm chặt hai quả đấm, đoạn đường này tới, hắn nhận tôn lão quá nhiều tình. Nếu không phải cụ già nhiều lần tương trợ, sợ rằng sớm đã là thân tử đạo tiêu. Thiên tinh thuật, có thể nghịch chuyển âm dương, suy diễn luân hồi, thằng nhóc ngươi lần này, sợ rằng được đối mặt một tràng ác chiến. Tôn lão dừng một chút, mở miệng nói. Cái này sát thí đại đế, chính là khí thế tuyệt cảnh niêm phong một tôn đại ma, tu vi sâu không lường được. Thần bí kia đồng xanh hắc quan dị biến, khí thế tuyệt cảnh ra một vài vấn đề, bị hắn thừa cơ chui. Tránh thoát khí thế tuyệt cảnh trói buộc mà chạy. Nhưng làm sao khí thế tuyệt cảnh lực áp chế, cho dù là thoát khỏi niêm phong, hắn bổn tôn chân thân, vậy thì không cách nào rời đi khí thế tuyệt cảnh, một mực dạo chơi ở tuyệt cảnh vòng ngoài. Chỉ có thủ hộ giả kim ấn lực gia trì, mới có thể tự do mới vào khí thế tuyệt cảnh. Cụ già đem mình suy diễn đến hết thảy, toàn bộ cho biết liền Diệp Thần. Diệp Thần lúc này mới rõ ràng, khó trách lúc trước giao thủ mình cùng Linh Nhi bị một phương diện nghiền ép, nếu không phải sát thí đại đế mơ ước mình thủ hộ giả kim ấn lực, trong nháy mắt là được làm hắn vẫn diệt. Thì ra là như vậy, vậy vòng ngoài cánh đồng hoang vu, là hắn bổn tôn chân thân biến thành, khó khăn quái. Diệp Thần nói tiếp, sát thí đại đế một mực ở vòng ngoài bố trí, như ta lấy được thủ hộ giả kim ấn lực, hắn chính là có thể thiết kế phục giết, đem ta cướp lấy, thuận lý thành trương rời đi khí thế tuyệt cảnh. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới phải, ta vì chấn áp vậy đồng xanh hắc quan, hút khô tất cả truyền thừa lực củng cố 8 sợi thông thiên liên, nhưng hắn không cách nào làm sao thông thiên liên lực lượng, cho nên mới lựa chọn rút đi. Cứ như vậy, hết thảy liền nói xuôi được. Ở ngươi trên mình,
còn có một chút yếu ớt kim ấn lực tồn tại, nhưng giúp hắn thoát khốn, đã là vô vọng. Huống chi, vậy đồng xanh thần quan một khi xuất thế, khí thế tuyệt cảnh đem không đánh tự thua, đến lúc đó chân áp tại này tà ma đều đưa thoát khốn, bao gồm sát thí đại đế. Tôn lão giải thích, nói như vậy, tên này rất có thể che giấu hành tung, chờ đợi thoát khốn. Diệp thần trầm ngâm hồi lâu, nhưng chợt trước mắt sáng lên, nếu tên này không dự định đối với ta ra tay, vậy liền thuyết minh hắn đối với ta cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Thừa thắng truy kích, có lẽ có thể đem phong ấn. Diệp thần lúc này truy hỏi nói, tôn lão, tên kia thực lực. Đổi ý một cái nghĩ đến vòng ngoài trên cánh đồng hoang vu, sát thí đại đế vậy vô thượng uy thế, hắn chính là nhức đầu không thôi. Cái này lần trước cùng thông thiên liên giao phong, đã trải qua tổn thương, huống chi, hôm nay ngươi dùng võ đạo luân hồi đồ lực ăn thông khí thế tuyệt cảnh, một khi hắn chân thân hiện ra, còn sẽ gặp phải tuyệt cảnh thiên địa lực chân áp. Trọng yếu hơn chính là, ngươi đang đoạt được luân hồi thiên kiếm trong một trận đánh, hẳn lớn lên không ít đi. Tôn lão đáp lại. Nói như vậy, dưới mắt chính là đánh bất ngờ thời điểm. Diệp thần đã quyết định chủ ý, một bên tôn lão suy tính chốc lát, vẫn là nói, sợ rằng đối phương vậy bố trí, đến lúc đó ngươi chư nhiều thủ đoạn đều không cách nào vận dụng, cái này sẽ là một tràng ngạnh chiến, có thể so đối mặt vũ hoàng cổ đế và vô thiên phân thân còn phải gian nan, là bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lão phu tùy ngươi cùng đi trước. Như nếu không phải khí thế tuyệt cảnh cho ngươi nguyền rủa, ta không hy vọng ngươi dính cái tên đó nhân quả. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, cực độ phức tạp. Nhưng cố nhiên khó khăn, hắn vậy phải thử nghiệm. Một ngày sau, tốc, vô tận bạch sa lật bay, hai người tầm mắt đều là mơ hồ mấy phần, một người già một trẻ tại thiên tinh thuật dưới sự chỉ dẫn, hướng cánh đồng hoang vu chỗ sâu chạy thật nhanh. Đại đế, khách nhân đã đến. Chu Hân U thanh âm vang vọng ở u ám trên đại điện. Một đỏ tối sầm hai đạo đánh cờ bóng người một lần. Đến ngươi. Sát thí đại đế đứng ở bên cạnh, nhìn dưới mắt tàn cuộc, đối diện hai cây tái nhợt ngón tay chấp cờ, nhưng là từ đầu đến cuối chưa từng đặt cờ. Âm ma thánh tổ ánh mắt che lấp, đối với giai nhân mị hoặc cũng là làm như không nghe, chấp tử tay, nhưng là dùng sức mím một cái. Rào rào. Vốn nên rơi vị con cờ tán làm một đoàn bụi bẩm tuột xuống tại trên bàn cờ. Màu máu trường bào chợt đứng lên nói, không sai, nên ta. Sát thí đại đế bằng bạc dưới mặt nạ không thấy rõ vẻ mặt, chỉ là cười ha ha một tiếng, cũng là mở miệng nói, đi thôi, không thể để cho quý khách đợi lâu, cơ bản đạo đãi khách, vẫn là phải thủ. Tối sầm một đỏ hai bóng người lần lượt đi, Chu Hân U nhìn hai người rời đi hình bóng, hướng ngược lại đi. Diệp thần cùng tôn lão thân hình không ngừng đi sâu vào, mờ mịt bạch xa chỗ cuối. Một tòa u ám khoáng đạt cung điện cùng cả tòa thế giới màu trắng, hoàn toàn xa lạ. Đây là, xương thú làm bằng cung điện. Diệp thần con người híp lại, cách đó không xa cung điện, sơ sắc tiêu điều hơi thở tràn ngập, xem ra cái này vòng ngoài chi địa, đã sớm bị từng bước xâm chiếm nhiều năm. Dẫu sao trước kia thủ hộ giả ở sinh linh kia cửa sau xảy ra biến cố rơi vào ngủ say, mới để cho tà ma ở chỗ này như vậy càn rỡ. Thái chân cảnh. Trăm già cảnh cấp yêu thú khác, bị toàn bộ chém chết, tháo xương làm lương, như vậy diệt tuyệt nhân tính bút tích. Tôn lão cũng là trong mắt trải qua một chút lãnh ý. Hai vị không xa ngàn dặm tới đây, có gì sao? Mờ mịt bạch xa bên trong, một bóng người nhô lên, ngưng tụ thành một cái thân xác, một bộ quần áo đen bên trên, mong mỏng cát khải nhập vào người. Dĩ nhiên là đưa ngươi trở lại ngươi nên đợi địa phương. Cái này trên cánh đồng hoang vu viên viên bạch sa, đều là sát thí đại đế lực lượng biến thành, bị phát hiện cũng là ở khó tránh khỏi sự việc. Đối mặt trước mắt hắc y nhân, tôn lão trong tay hồ lô kim quang tách ra ra, liên thiên màn lửa từ trên 9 tầng trời rủ xuống, nhiệt độ kinh khủng phải đem biển cát hòa tan. Không biết tự lượng sức mình. Sát thí đại đế một tiếng khinh thường hừ lạnh, chợt chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, văng lên vạn trượng biển cát đem màn lửa chôn vùi. Suy, nhiệt độ cao nóng rực hơi nước ngay tức thì bay lên, che đi ba người tầm mắt, ngay tại sát thí đại đế bắt Diệp thần bóng người để gặp, trước mắt một đạo kiếm ý bỗng nhiên sáng lên. Diệp thần tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở sát thí đại đế sau lưng, chặn ngang chính là chém xuống. Mặc dù không có vận dụng chỉ thủy kiếm nói, nhưng một kiếm này, võ đạo ý vận và thực lực cực kỳ khủng bố. Có thể, kết quả lại là...
giống như là một kiếm vung ở không khí bên trong, sâu đậm cảm giác vô lực làm được Diệp Thần lúc này người nhẹ nhàng trở lui. Bá! Ở sát thí đại đế bên người, một đạo mong mỏng cắt tường thay hắn đỡ được Diệp Thần một kiếm, chờ tán lạc xuống. Quả nhiên, cái này bị thương, lúc trước liền chỉ nước một kiếm đều khó phá vỡ cắt phòng bị ngự, hôm nay đã không phải là như vậy kiên cố. Diệp Thần dò xét tính nhất kích, có thể tin chắc phải, sát thí đại đế lúc trước cùng Thông Thiên Liên đánh một trận, bị thương không thể nghi ngờ. Diệp tiểu tử, không thể khinh thường, tên này thực lực không thể khinh thường. Tôn lão lúc này nhắc nhở. Khặc khặc. Sát thí đại đế tiếng cười âm lãnh vang vọng ở vô tận trên cánh đồng hoang vu, luân hồi chi chủ, người thật sự rất thông minh, bất quá nhưng là tự cho mình là thông minh. Bổn tôn cho dù là chỉ dùng một ngón tay, như thường ung dung cầm nặn ngươi. Vừa dứt lời, sát thí đại đế nhẹ nhàng gõ một cái hưởng chỉ, theo thanh thúy thanh âm nâng lên, Diệp Thần cùng tôn lão dưới chân biển cát giống như là có sinh mạng vậy, chào động lực. Ừ, tôn lão lúc này lăng không lên, một mình đạp ở sán màu vàng kim hồ lô bên trên, nhìn xuống phía dưới nhưng là xa thấy Diệp Thần phương hướng, dị biến nổi lên. Diệp Thần đứng dậy ngay tức thì, từng cái cát trưởng từ lòng đất đưa ra, vững vàng bắt được Diệp Thần mắt cá chân, làm hắn nhúc nhích không được. Mặc dù còn dư lại không có mấy, nhưng có còn hơn không, kim ấn lực, ta cầm đi. Diệp Thần sau lưng, một giọng nói đột nhiên vang lên, kẹp theo cát khải một quyền chính là hướng Diệp Thần sau lưng đập tới. Diệp Thần giơ kiếm hướng trời. Vạn đạo ánh sáng nhất thời xuyên phá liền tầng mây, hóa thành một vòng mặt trời gay gắt, cuồn cuộn rơi. Hư không mở mãnh liệt, mặt đất sụp đổ, cái này một phiến sa mạc, dường như muốn hoàn toàn lâm vào là phế tích. Long Uyên Thiên Kiếm, mặt trời xích hoàng chém. Có thể một kiếm này vẫn chưa hoàn toàn chém ra, Diệp Thần liền phát hiện linh lực của mình ở nhín thời giờ. Tôn lão vội vàng nhắc nhở, người muốn vận dụng võ đạo luân hồi đồ. Võ đạo luân hồi đồ có khí thế tuyệt cảnh lực lượng. Chỉ có lực lượng này mới có thể chống lại. Diệp Thần đột nhiên thanh tỉnh. Võ đạo luân hồi đồ, phong. Giờ khắc này, Diệp Thần chán tới giữa không gặp chút nào vẻ bối rối. Quanh thân dâng lên vô tận cắt kim loại lực, đem xít sao quấn quanh tại nơi mắt cá chân cắt trưởng diệt tán, chợt hai cánh tay bảo vệ tại trước ngực, lấy trần bia lực lượng miễn cưỡng chống được sát thí đại đế một quyền. Rắc rắc, một tiếng rên, Diệp Thần thân hình bị to lớn lực đạo đánh ra, mờ mịt biển cát tới giữa, giống như là lau một cái lưu quang phá vỡ thương khung. Diệp tiểu tử, cách đó không xa tôn lão vội vàng một tiếng thét kinh hãi. Sát thí đại đế động tác thật là sắp đến liền mắt thường cũng thì không cách nào bắt, chỉ là một đạo tàn ảnh lướt qua, sát thí đại đế chính là đã xuất hiện Diệp Thần giống như đạn đại bác vậy bắn ra thân hình sau đó, lại là một trưởng làm bộ vỗ xuống. Hừ! Sát thí đại đế hừ lạnh một tiếng, một trưởng này, lấy Diệp Thần cảnh giới tu vi, quả quyết là kháng không dưới. Hắn cũng sẽ không giống Vũ Hoàng Cổ Đế và Vô Thiên như nhau, ở mảnh thiên địa này bị hạn chế. Hơn nữa chỗ này, hội tụ hắn đạo, là hắn địa bàn. Luân hồi huyết mạch, kim ấn lực, là của ta. Trong lòng bàn tay tựa như đã là chạm tới Diệp Thần sau lưng chỗ chuyển tới tim đập, vậy ấm áp huyết mạch luật động, đem ở mình trong nhất niệm hóa thành bụi bặm. Sát thí đại đế bằng bạc dưới mặt nạ khóe miệng đã nâng lên lau một cái tà mị nụ cười, cho dù là không dùng tới căn nguyên lực tránh khí thế tuyệt cảnh thiên địa lực áp chế dưới tình huống, bản chính là cường giả hắn. Cũng không là Diệp Thần cái này cùng còn chưa bước vào trăm giả cảnh tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể so sánh được. Vèo. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên chớp mắt, Diệp Thần vậy gần trong gang tấc bóng người đột nhiên biến mất tại trước mắt. Một trường vững chắc khác ở toát ra sàn ánh sáng màu vàng hồ lô bên trên, hắn uy năng ngay tức thì bạo tản ra, chín tầng trời tới giữa, chấm kim mang hóa thành giọt mưa chóc ra, quay về tán tại mờ mịt biển cát dưới, lại không gặp mũi nhọn hơi thở lưu chuyển. Ca, màu vàng kim mưa mang rơi xuống, một cổ nồng nặc rượu ngon từ miệng hồ lô chỗ phun ra, dù là hồ thân đã giống như là đồ sứ em bé rơi xuống đất vậy rạn nứt, thế nhưng nồng nặc mùi vị vẫn như cũ là làm người ta cảm giác sâu sắc nghẹt thở. Là cái lão già đó dở trò quỷ. Sát thí đại đế trong mắt bên trong thoáng qua một chút che lấp vẻ, lúc trước vậy bản hẳn kết Diệp Thần có thể chết người một trường, bị tôn lão lấy hồ lô thâu thiên hoán nhật, lúc này mới miễn đi Diệp Thần tử kiếp. Càn khôn vô cực, tôn lão chắp tay hành lễ, giữa chán chén lớn mồ hôi hột rơi xuống, vốn cũng không sở trường không gian chi lực hắn,
cưỡng ép thúc giục bổn mệnh pháp bảo sán hồ lô vàng, lợi dụng trong đó càn khôn lực giúp Diệp Thần thoát thân. Phần thiên, cụ già tay áo vung tay lên, sát thí đại đế bất ngờ không kịp đề phòng tới giữa, trước mặt màu vàng hồ lô bên trong phún ra ngoài rượu ngon đột nhiên giấy lên vô tận nghiệp hỏa, hắn uy năng kinh khủng, đem dị thế tuyệt cảnh vòng ngoài không gian đều là sống sinh lửa đốt mặc. Đáng chết, sát thí đại đế chỉ là vội vàng gian lắc mình, bị một chút lửa mang treo lên quanh thân, toàn cho dù là ngay tức thì ở hắn quần áo đen bên trên, giấy lên ngất trời mang. Diệp Thần nhìn cách đó không xa bóng người ngay tức thì đốt thành một đoàn quả cầu lửa, vô hình nghiệp hỏa kể cả không gian cùng với sát thí đại đế bổn tôn, trong phút chốc tan thành mây khói. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần không khỏi được trợn to hai tròng mắt. Mạnh mẽ như vậy lửa pháp tắc, trừ ở luân hồi mộ địa bên trong hỗn độn viêm đế, tôn lão một tay khống chế lửa thuật, vực ngoại có thể nói tuyệt điên. Luân hồi mộ địa ở giữa hỗn độn viêm đế tựa hồ vậy cảm giác được ngoại giới biến hóa. Lẩm bẩm nói, tên này hỏa đạo, không tệ. Vô hình nghiệp hỏa, không cháy hết mọi thứ sức sống, là tuyệt sẽ không tắt. Rất hiển nhiên, tôn lão đối với mình hỏa chi đạo lực, có tuyệt đối tự tin, cho dù là ban đầu lực bính âm ma thánh tổ, người sau cũng là đem nửa cái tánh mạng giao ra, mới vừa thoát khỏi hắn càn khôn bên trong. Như vậy thứ nhất, có lẽ, ngay tại Diệp Thần mặt lộ vẻ vui mừng, lấy là bắt vào tay để gặp. Ở giữa thiên địa nhưng là vang lên lần nữa vậy đạo âm chắc chắc tiếng cười. Khặc khặc, không tệ thủ đoạn, nhưng làm sao cái loại này lực lượng, chúng ta không sợ. Từng đạo cát chảy lần nữa tại trên cánh đồng hoang vu dâng lên, dưới chân vô tận bạch sa viên viên phun trào, xếp thành vô số đạo sát thí đại đế bóng người, biển cát bên trên, trăm bóng người phát ra lạnh lùng tiếng cười, nhiếp nhân tâm phách. Không tốt, tên này cho dù bị thương, dẫu sao đã từng chính là cường giả đỉnh phong, xem ra quy luật lực không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương. Tôn lão cũng là lần đầu lộ ra vẻ kinh sợ, vốn cho là bằng vào khí thế tuyệt cảnh thiên địa lực áp chế, lúc trước dấu vết lực đã đem hắn đánh cho bị thương, có thể thuận lợi đem lần nữa phong ấn, hôm nay xem ra, thế cục không ổn. Vẫn là lạc đà gầy lớn so với ngựa. Chúng ta không làm gì được cái này, nhưng hắn giống vậy vậy không làm gì được chúng ta. Diệp Thần trong lòng thoáng qua một chút không cam lòng, trước mắt sát thí đại đế mặc dù nhìn như vô địch, nhưng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, bằng bạc mặt nạ dưới, cần phải cũng là tương đương cố hết sức mới đúng. Lần đầu tiên cùng Linh Nhi liên thủ, hai người hoàn toàn bị nghiền ép, hôm nay tên này nhìn như cường thế, bất quá là bên ngoài mạnh trong rỗng thôi. Luân hồi chiều tà chém. Luân hồi lực lượng, không màu vô hình, nhưng lưu hậu thế lúc đó, đưa tới một vòng rực rỡ kim ngày. Xích hà tách thả ra, kiếm quang trùng điệp, vô cùng sát khí, đem thế giới này toàn bộ bao vây. Cái này luân hồi chiều tà chém là mặt trời xích hoàng chém kéo dài, do mặt trời mới mọc, đến hoàng hôn chiều tà, trong đó trải qua nhật nguyệt biến ảo, thiên địa lưu chuyển, hàm chứa cực hạn nghĩa sâu xa. Mà đây chiều tà lực lượng, trộn luân hồi, cuồn cuộn lên, giống như một con sông lớn, bên nặng tây bản, không gì sánh kịp. Vô số đạo cát thân nổ tung giải tán bắn tung tóe tiếng vang lên, liền liền tôn lão cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Diệp Thần một kiếm oai, hắn tự hỏi không cản được. Khó trách thằng nhóc này cũng như này sức lực, đã trưởng thành đến như vậy trình độ sao. Kiếm khí quang hàn cửu tiêu, vậy một chút phá khai thiên địa kiếm mang bể tàn một khắc cuối cùng, liền tôn lão đều là không khỏi không thừa nhận, cho dù là thiên cung chi địa như mặt trời ban chưa kiếm thần thiên tuyết tâm. Vậy tuyệt không khả năng đạt tới loại trình độ này. Oanh! Vết kiếm dưới sự tàn phá, hết thảy quy tịch. Còn không kết thúc. Tôn lão bốn phía điều tra, mờ mịt biển cát bên trên, lại cũng không cảm ứng được sát thí đại đế hơi thở. Diệp Thần nhưng là chắc chắn, lúc trước một kiếm kia mặc dù khủng bố, có không không hơi thở, nhưng nếu là chém chết sát thí đại đế, tuyệt không khả năng. Khặc khặc! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một đạo âm lãnh hài hước tiếng vang lên lần nữa, chẳng biết lúc nào, trong hư không, sát thí đại đế bóng người đứng yên. Ngươi thật đúng là sẽ lấy lòng ta đâu, luân hồi chi chủ. Âm chắc chắc thanh âm giai điệu vô cùng quỷ dị, lúc trước đạo kiếm quang kia, sát thí đại đế lựa chọn ngạnh hám. Rắc rắc, một bộ quần áo đen bên trên, mong mỏng cát khải vỡ thành một phiến phiến, giống như hoa tuyết vậy rơi xuống, sát thí đại đế quanh thân. Đạo đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm xông ra màu máu,
nhưng giới hạn tại thân xác trình độ này nhẹ chế mà thôi. Vẫn là không được. Dù là đối mặt nhất là yếu ớt sát thí đại đế, hắn cùng Tôn lão hai người liên thủ đều là lộ vẻ được như vậy nghèo rất mồng tơi. Diệp thần trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút đoạn tuyệt, đây tuyệt đối là sau cùng một lần cơ hội, nếu không phải có thể bắt được, đem lại không mong Niêm Phong cái này cùng tà ma. Tới đi, tận tình lấy lòng ta đi. Sát thí đại đế thong thả, thậm chí bằng bạc mặt nạ dưới, xông ra từng tia vẻ say mê. Diệp tiểu tử, không thể lại lấy khí thế tuyệt cảnh lực chân áp. Tôn lão xem thấu Diệp thần ý tưởng, hắn muốn lần nữa dẫn động thông thiên liên lực, Niêm Phong sát thí đại đế. Tên này từ vừa mới bắt đầu chính là ở dẫn dụ ngươi sử dụng khí thế tuyệt cảnh lực, một khi khí thế tuyệt cảnh và thông thiên liên xuất thế, hắn liền sẽ thời gian đầu tiên bỏ chạy, thủ hộ giả kim ấn lực, dùng một lần liền sẽ tiêu hao một phần, chỉ sẽ để cho vậy quan tài sớm hơn xuất thế. Tôn lão ánh mắt như đuốc, nhìn sát thí đại đế, sát ý hiện ra hết. Một khi vậy quan tài bằng đồng xanh xuất thế, hắn liền chân chính tự do. Diệp thần đáy lòng xông ra một chút sâu đậm không cam lòng, khí thế tuyệt cảnh thiên địa áp chế không cách nào thúc giục, trước mắt cái này, căn bản không cách nào đem đánh tan. Tỉnh táo một chút, cái này khí thế tuyệt cảnh vòng ngoài, bản chính là địa bàn của hắn, có cái này vô tận cát biển bằng thân, căn bản không làm gì được. Dẫn hắn đi ra ngoài, ta lấy càn khôn thế giới đem nhốt, ở bên trong hồ lô phong ấn thần hồn. Tôn lão hướng về phía Diệp thần âm thầm truyền âm nói. Dưới mắt ở đối phương sân nhà tác chiến, rằng có tiếp nữa, không khác nào tự tìm đường chết. Được. Diệp thần nghe vậy, đáy mắt nảy sinh một chút ý rút lui. Sát thí đại đế rõ ràng bắt được Diệp thần ý đồ, chợt bằng bạc dưới mặt nạ vẻ châm chọc sâu hơn. Làm sao, cái này liền muốn đi. Bổn tôn lần trước bỏ qua cho ngươi một cái mạng nhỏ, ngươi lấy là lần này, còn có thể nhận ngươi như vậy rút đi. Vũ Hoàng cổ đế và vô thiên không cách nào hạ xuống chân thân đối ngươi ra tay. Nhưng ta có thể, mảnh thiên địa này, chính là ta chân thân. Sát thí đại đế tiến lên, làm bộ liền cường hoành hơn đánh ra. Lần này, Diệp thần tay cầm luân hồi thiên kiếm, mới vừa dự định ra tay, Tôn lão liền ngăn cản nói, không nên động dùng kiếm này. Kiếm này nhân quả cực lớn, hơn nữa và luân hồi làm bạn, một khi vận dụng, luân hồi chi đạo và khí thế tuyệt cảnh chi đạo sẽ mâu thuẫn. Như thì không cách nào chém chết sát thí đại đế, giá phải trả sẽ thảm liệt hơn. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, thở dài một tiếng, thu hồi luân hồi thiên kiếm. Cái này khí thế tuyệt cảnh chạy ra khỏi gia hỏa, khắp nơi hạn chế. Hắn tình nguyện đối kháng Vũ Hoàng cổ đế và vô thiên phân thân. Bất quá hắn cũng biết, nếu như thành công, đối hắn chỗ tốt sẽ là cực lớn. Long Uyên thiên kiếm, mặt trời xích hoàng chém. Diệp thần tay cầm Long Uyên thiên kiếm, khẽ quát một tiếng, vô cùng khí thế nhất thời bộc phát ra, cho dù là cái này phiến sa mạc, vậy sinh ra chấn động, lay động không dứt. Vô tận mặt trời quy tắc, đan vào ánh trăng, ở chỗ này lưu chuyển. Sát thí đại đế tạm lánh mũi nhọn, Diệp thần cùng Tôn lão thân hình nhưng là lựa chọn thời gian đầu tiên ở kiếm quang dưới sự che chở, bỏ chạy. Có ý tứ, vậy thì xem, ai mới là mèo đi. Khóe miệng vạch qua nụ cười quỷ dị, nhìn biến dạng chân trời chạy trốn Diệp thần hai người, sát thí đại đế thong thả, hướng cửa không gian bên ngoài dậm chân đi. Vèo! Một già một trẻ thân hình từ cửa không gian ra bước ra, sóng biển hơi thở đối diện nhào tới, dưới chân chính là vô tận biển sâu. Cửa không gian một bên kia, uy áp kinh khủng theo sát phía sau. Chỉ một cái đột nhiên lộ ra, kích thích vạn trượng sóng biển trực bức cửu tiêu. Nguyện vọng thiên tinh! Trần Bia, bảo vệ. Trong tay thiên kiếm hoành tại trước ngực, nguyện vọng thiên tinh đem mình cùng Tôn lão xít sao che chở, khép mở lực lượng ông minh, một tiếng long ngâm rung động hoàn vũ, lấy Diệp thần làm trung tâm dưới chân biển sâu bên trong, một đạo Trần Bia lực vần quanh bay lên, lấy phơi bảy vòng trung dung mạo, chống đỡ sát thí đại đế chỉ một cái. Trần Bia và nguyện vọng thiên tinh bảo vệ lực hóa long, càng cường đại hơn. Chỉ một cái bể sinh linh. Cửa không gian sau lưng bóng người giết tới, chỉ là một chỉ điểm ra, liền đem cái này ngăn trở cho đánh nát. Hai ngón tay vung bá tánh. Một bộ bóng người hiện ra, theo sát thí đại đế một tiếng quát chói tai, cây thứ hai đầu ngón tay lóe lên ánh sáng, điểm ở Diệp thần trước người. Trong phút chốc long linh tán làm một đoàn hơi nước quy về yên lặng,
Diệp Thần tuyệt đối phòng ngự cũng là trong nháy mắt bị phá ra, còn sót lại mấy đạo kiếm cương vần quanh, quật cường chống cự. Ba ngón tay. Trong hư không thô bạo bóng người làm bộ liền muốn thứ ba ngón tay điểm ra, đột nhiên thân hình một hồi run rẩy. Ho. Một ngụm máu tươi ho ra, tựa hồ thân xác không chịu nổi sát chiêu khủng bố uy năng, ở một chớp mắt kia, làm người ta hít thở khó khăn uy áp chợt tiêu tán ở vô hình. Xem ra chúng ta suy đoán là chính xác, cái này một khi rời đi cánh đồng hoang vu, liền có cản tay. Diệp Thần hướng về phía Tôn lão nhẹ giọng nói. Quả nhiên như vậy, khí thế tuyệt cảnh. Sát thí đại đế tựa hồ chứng thực trong lòng phỏng đoán, vẻ mặt mặc dù không duyệt, nhưng hiển nhiên, một khi lấy phân thân lực cưỡng ép rời đi khí thế tuyệt cảnh, tu vi liền sẽ giảm bớt nhiều. Mặc dù không thoải mái, nhưng giữa lông mày, nhưng là không gặp chút nào vẻ hốt hoảng. Ta nóng thân kết thúc, còn dư lại liền giao cho các ngươi. Một bộ quần áo đen sát thí đại đế nhẹ nhàng nhún vai một cái, đầy mặt không có vấn đề, hướng về phía hư không mở miệng nói. Diệp Thần cùng Tôn lão chưa tới kịp thở dốc, sóng miếc để, từng đạo ánh sáng tách thả ra ra. Cái này, lại kể cả liền ngoại giới. Mấy đạo không gian vòng xoáy từ biển sâu để bay lên, phải biết, Diệp Thần mình chính là có thủ hộ giả kim ấn chỉ dẫn, mới vừa tìm được khí thế tuyệt cảnh vị trí. Sát thí đại đế chẳng biết lúc nào, ở cánh đồng hoang vu chỗ sâu, lại là thành lập thông hướng ngoại giới không gian vòng xoáy. Gay gâu, cái này đã sớm cùng ngoại giới có liên lạc, trúng kế. Diệp Thần nhìn lại Tôn lão một mắt, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hiện tại mới phát hiện, chậm. Thanh âm khàn khàn ở Diệp Thần cùng Tôn lão bên tai vang lên, cái này quen thuộc giọng, làm được hai người ngay tức thì mồ hôi lạnh lưu. Âm ma thánh tổ. Ở sát thí đại đế cách đó không xa, một đạo màu máu trường bào ở gió biển thổi phất dưới vù vù vang dội, hai người có góc thế, đem Diệp Thần cùng Tôn lão vây khốn. Lão già kia, thiên tinh thuật, người còn rất non, dám can đảm theo dõi bổn tôn, hôm nay lưu ngươi không được. Sát thí đại đế chậm chạp mở miệng, giọng uy nghiêm, trong đó sát ý không ngừng bay lên. Cái gì, ngươi lại? Tôn lão lúc này mới ý thức được, mình dẫn lấy là hào thiên tinh suy diễn thuật, lại bị người cảm giác được. Đế uy, không thể khinh nhờn. Theo sát thí đại đế một tiếng quát lạnh, dòng dã 10 bóng người từ đáy biển vòng xoáy bên trong bay lên, cầm đầu, chính là vậy uyển chuyển dáng người Chu Hân U. Diệp Thần con ngươi híp lại, lần này, hoàn toàn thua ngã nhào. Diệp tiểu tử, lần này tình huống không ổn, thiên tinh thuật lại là bị hắn trước thời hạn phát hiện, liền ta cũng mới lưu không đạt tới. Tình cảnh trước mắt, sợ rằng so với ngày đó đoạt luân hồi thiên kiếm còn phải gian nan. Tôn lão sắc mặt xanh mét, hướng về phía Diệp Thần truyền âm nói. Tình huống dưới mắt, phá vòng vây đều được vọng tưởng. Tôn lão, tên này không biết bao lâu trước, chính là đã mở ra không gian vòng xoáy, có thể cưỡng ép hạ xuống cũng can dự một giới này. Khó trách khí thế tuyệt cảnh muốn hắn mau sớm đem sát thí đại đế hoàn toàn niêm phong, dựa theo tình huống như vậy phát triển, sợ rằng phải không được bao lâu, tên này đến lượt hoàn toàn thoát khốn. Cái này 10 người, nếu là ở mới vừa xuất thủ, sợ rằng so hiện tại còn kinh khủng hơn, nhưng bọn họ lựa chọn ẩn núp. Nhìn lấy Chu Hân U cầm đầu ước chừng 10 người, hai người đều là cả kinh. Lúc trước khí thế tuyệt cảnh bên trong bọn họ chưa từng ra tay, chỉ sợ sẽ là đề phòng ngươi lấy thủ hộ giả kim ấn lực cá chết lưới rách, chúng ta chính giữa kẻ địch ý muốn. Khó trách lúc trước ở đó khí thế tuyệt cảnh bên trong, sát thí đại đế từ đầu đến cuối một bộ đùa bỡn dung mạo cùng bọn họ giao thủ. Diệp Thần, ngươi có biết hay không, ta ngày đêm đều ở đây muốn, máu ngươi là tư vị gì? 10 tôn cường giả vây trận, sát thí đại đế ở một bên vòng ngực đứng, âm ma thánh tổ thanh âm khàn khàn tựa như thẩm phán kiếm, treo ở hai đầu người bên trên. Kinh khủng màu máu hơi thở ngay tức thì tràn ngập, liền Diệp Thần tầm mắt, đều là che đậy đi. Tôn lão kinh hô thành tiếng, cái này âm ma thánh tổ hơi thở rốt cuộc lại cường đại mấy phần. Trước có chó sói sau có hổ, hai tôn sát thần ý định giết người phong tỏa, thập phương cường giả áp trận, lần này, Diệp Thần cùng Tôn lão hai người, chắp cánh khó thoát. Lực bính chỉ có một con đường chết. Diệp Thần hướng về phía Tôn lão truyền thanh nói. Những người này, sợ rằng không thể rời đi cái này phiến mênh mông quá lâu hoặc là quá xa. Tôn lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, chợt mở miệng nói, lúc trước thiên cung chi địa nhân tộc liên minh mới nhậm chức nghi thức bên trên,
âm ma thánh điện cái lão gia hỏa này đã từng hiện thân phá rối. À, Diệp Thần chân mày cau lại. Hắn đoạn thời gian này đều bận rộn luân hồi thiên kiếm và huyền biển chuyện, ngược lại là không có đóng tim thiên cung chi địa và thất lạc thời không tình trạng. Xem ra âm ma thánh tổ vẫn không có nhàn rỗi. Tôn lão tiếp tục truyền âm nói, khi đó âm ma thánh tổ muốn động thủ, nhưng là bị một cái người thần bí ra tay ngăn trở. Nhìn dáng dấp, chỉ sợ sẽ là trước mắt cái này sát thí đại đế. Tên này ngăn cách ta thiên tinh suy diễn thuật, lại là bày ra lớn như vậy cục vây quét, Diệp tiểu tử, bọn họ thật đúng là để mắt ngươi sao? Chỉ sợ là ngươi đang đoạt lấy thiên kiếm trong quá trình, đưa tới vũ hoàng cổ đế và vô thiên phân thân, để cho bọn họ không thể coi thường. Cũng đúng, luân hồi chi chủ, như kích thích luân hồi huyết mạch và luân hồi thiên kiếm, chém chết vũ hoàng cổ đế, cũng bất quá là thời gian thôi. Diệp Thần cười khổ một hồi, nói Tôn lão, tất cả lúc này, ngài liền đừng mang ta ra đùa giỡn. Tôn lão vẻ mặt một lần, truyền âm nói, lúc trước cái tên kia đã từng trận lại ta và Thiên Tuyết Tâm ra tay, cùng âm ma thánh tổ cùng bỏ chạy. Khi đó hắn, mặc dù làm chúng ta hoảng sợ, nhưng cũng không phải là không thể địch. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói tiếp, ngươi nói là, những thứ này khí thế tuyệt cảnh trấn áp xuống tà ma, rời đi quá xa tu vi vậy sẽ bị ảnh hưởng. Chính phải. Diệp Thần mắt lộ ra vẻ trầm tư, nói có thể âm ma thánh tổ cái này cũng không phải là đến từ khí thế tuyệt cảnh, mà là vực ngoại cực kỳ cường đại tồn tại. Tôn lão vậy là một bộ vẻ ngưng trọng, nói tìm cơ hội sẽ rời đi, làm tiếp dự định đi. Diệp Thần trong tay Long Uyên Thiên Kiếm lột, dưới mắt thập phương phong tỏa, chỉ có thể đi trước rút lui. Lên. Lại là một đạo chỉ nước một kiếm. Kinh khủng không không hơi thở chợt nổi lên, âm ma thánh tổ cùng sát thí đại đế không lọt thần sắc, hắn bên người 10 người nhưng là đột nhiên ngưng thần. Khí thế tuyệt cảnh ra, chỉ có thái chân cảnh, tiểu tử này kiếm đạo, có cổ quái. Chu Hân U cũng là thu liễm mấy phần mỹ ý, lúc trước khí thế tuyệt cảnh vùng lân cận, nàng nhưng mà mắt thấy Diệp Thần tất cả chiến đấu, đối mặt cái này cầm mang long tộc hơi thở thiên kiếm, không thể không thận trọng, nhất là hôm nay tu vi rơi xuống lúc. Cái gì? Mắt gặp Diệp Thần kiếm mang cũng không có công kích các nàng, mà là hướng dưới chân vô tận vực sâu đi. Giảo hoạt tiểu tử, Chu Hân U thấy vậy, khóe miệng nâng lên một chút nụ cười tự tin, cùng lúc đó, vạn trượng sóng lớn tung lên. Tàn phá bừa bãi sóng lớn đem mấy người ngay tức thì chiếm đoạt, Diệp Thần cùng Tôn lão thân hình ngay tức thì chạy trốn xa đi. Không biết tự lượng sức mình. Chu Hân U một tiếng quát lạnh, 10 vị cường giả chỉ là trong lòng bàn tay khép mở. Dị tượng nổi lên. Dẫn đầu lao ra Diệp Thần một đầu hung hăng đụng vào chặn một cái vô hình vách không gian bên trên, bị bắn trở về. Không gian kết giới. Mấu chốt cái này không gian chi lực tựa hồ có một chút khí tức cổ xưa. Diệp Thần chợt giơ kiếm liền muốn hủy diệt kết giới này không gian, nhưng khác một đôi mắt lom lom đã lâu con ngươi, lại sao có thể sẽ cho Diệp Thần cơ hội. Phệ hồn chi đạo, bể hồn móng. Trước mắt chỉ là thoáng qua một chút tinh mang, ba đạo ác liệt sát phạt hơi thở không kịp ngăn cản, cũng đã từ Diệp Thần trên lồng ngực vạch qua. Thử rồi. Máu thịt lên tiếng đáp lại tách ra, Diệp Thần nơi lồng ngực, ba đạo sâu thấy tới xương vết cào phân bố. Nếu không phải hắn có luân hồi thần thân thể, vậy trăm giả cảnh đều đủ để hóa là xương máu. Diệp tiểu tử. Âm ma thánh tổ tốc độ, sắp đến hai người cũng phản ứng không kịp nữa, chỉ là ngay lập tức tới giữa. Diệp Thần thân xác chính là bị phá ra. Tốc độ thật nhanh. Diệp Thần con người đông lại một cái, hư linh thần mạch mở. Hắn ánh mắt từng cái quét qua âm ma thánh tổ các người. Hắn trong mắt, chiến ý cháy, ba cây thiên kiếm kỳ xoát xoát vọt ra, treo ở sau lưng. Theo hơi thở dâng lên, chiều dài chợt tăng, giống như ba cây kình thiên cự trụ, sừng sững ở trong hư không. Đối mặt màu máu bóng người đuổi giết, Diệp Thần bắt đầu phản kích. Thiên kiếm hội tụ, diệt. Hơi thở cuồng bạo cuộn sạch chung quanh, hắn và âm ma thánh tổ các người không biết đối chiêu liền bao nhiêu lần, hư không mơ hồ văng tung tóe. Diệp Thần lựa chọn đè ở phía trước nhất, nhưng cuối cùng người ít không đánh lại đông, phun ra một ngụm máu tươi, ba cây thiên kiếm đồng thời đánh ra, thừa nhận cực lớn áp lực, mà hắn cả người trên dưới hồng quang nhảy, máu sôi trào, cơ hồ là đem tiềm lực thúc sục lên tới trình độ cao nhất. Luân hồi chi chủ. Người đoạt đi bản thuộc về ta âm ma thiên thạch và võ đạo luân hồi đồ, hôm nay, ta muốn ngươi chết.
Âm ma thánh tổ ác liệt sát phạt thế công từng chiêu có thể chết người, Diệp Thần nắm trong tay ba cây thiên kiếm lột, làm sao vẫn là bị áp chế đi. Lúc trước một phen đại chiến, hắn đã tiêu hao to lớn, hôm nay đối mặt âm ma thánh tổ, dù là có ba chuôi thiên kiếm, cũng không cách nào lau sạch tu vi trên khó mà vượt qua hồng câu, chỉ có thể là miễn cưỡng chống cự. Vèo! Lại là mấy đạo tia máu thoáng qua, Diệp Thần quanh thân, từ trên xuống dưới mấy trăm đạo đáng sợ dữ tợn vết thương. Liên thiên hỏa mạc. Một bên Tôn lão vậy không chút nào ngồi chờ chết ý, cả người thủ đoạn dốc hết, chỉ là phá vỡ vậy không gian kết giới. Nhưng Chu Hân U các người há lại là hạng người phàm tục. Mười đôi một, chỉ là chốc lát, Tôn lão chính là thua trận, hắn tình huống, so với Diệp Thần còn nguy hiểm hơn. Tôn lão, theo ta trốn vào võ đạo luân hồi đồ không gian tránh một cái làm tiếp dự định, như vậy quyết chiến, không chống nổi nửa giờ người ta liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nghĩ tới lúc trước cùng Viêm Tôn Đại Đế đánh một trận lúc đó, Diệp Thần trốn vào mình một khối thế giới nhỏ bên trong, nếu không phải Long Uyên Thiên Kiếm bại lộ hơi thở, kẻ địch hẳn khó mà truy tìm đến mới là. Võ đạo luân hồi đồ. Tâm niệm vừa động, chưa tới kịp thay đổi thực hành, ở hắn sau lưng, một cái bàn tay thon dài chính là đã nhẹ nhàng đè ở Diệp Thần đầu vai. Luân hồi chi chủ, ngươi lấy là ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Màu máu trường bào vù vù vang dội. Kỳ chủ cùng Diệp Thần cách không nhìn nhau, rất hiển nhiên, hắn đối với Diệp Thần lá bài tẩy, liền như lòng bàn tay. Sát thí đại đế chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở Diệp Thần bên người, tay phải nhẹ nhàng phúc tại Diệp Thần đầu vai, bằng bạc mặt nạ nhẹ nhàng dán vào hắn nơi gò má, nhẹ giọng nói. Không gian quy tắc, mặc dù ta không sở trường, nhưng người thủ hộ giả kim ấn lực, nhưng mà có một phần chia ở trên người ta, người không trốn thoát. Nói xong. Sau lưng sát thí đại đế lấy trưởng làm kiếm, thẳng đâm về phía Diệp Thần sau lưng. Vèo! Đinh! Giống nhau một màn lần nữa diễn ra, sát thí đại đế nhất kích lần nữa đâm vào Tôn lão sán hổ lô vàng bên trên, càn khôn hổ lô lực lượng, đổi thành liền nó cùng Diệp Thần phương vị. Ngươi thật chọc giận ta! Sát thí đại đế xoay người, nhìn một người già một trẻ, giờ phút này Diệp Thần trên thân hình, không có một nơi hoàn hảo địa phương, vết máu đã sớm thấm ướt áo quần. Tích tích máu loãng dung nhập vào dưới chân sóng biếc, trăm trượng đỏ thẫm lan tràn. Nhưng nếu như cẩn thận xem, nhất định sẽ phát hiện Diệp Thần thương thế lấy mắt thường tốc độ đang khôi phục. Đây cũng là luân hồi khu. Một bên Tôn lão cùng Diệp Thần so sánh, tình huống giống vậy cũng không khá hơn chút nào, hơi thở uể oải, đường đường cường giả, liền duy trì phi hành trạng thái đều là toàn thân chỉ không ngừng run rẩy, bụng một cái thấu lượng lỗ máu mịch mịch phun trào. Luân hồi chi chủ. Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, Tôn linh tộc liền giao cho ngươi. Cụ già hướng về phía Diệp Thần truyền âm, chợt mặt mũi tái nhợt bên trên, cưỡng ép gạt bỏ một cái nụ cười khó coi. Tôn lão, ngươi! Diệp Thần dự cảm được cái gì, mới vừa muốn mở miệng, nhưng là thấy trước mặt thân thể của lão nhân còng lưng lần nữa thẳng tắp, một tiếng quát to. Tôn linh thần nói, lửa pháp tắc, đốt! Nháy mắt tới giữa, sát thí đại đế, âm ma thánh tổ. Cùng với quắc mắt mắt lạnh nhìn xem hai người thập phương cường giả, quanh thân đều là giấy lên một chút vô hình nghiệp hỏa. Chu Hân U ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ bối rối vẻ, mới vừa nàng nhưng mà gặp qua cái này không màu nghiệp hỏa uy lực kinh khủng. Sát thí đại đế không sợ, nhưng cũng không đại biểu các nàng những người này vậy giống vậy không có sao. Cái này lão là thứ gì thời điểm? Thập phương nửa cường giả sợ hãi tới giữa, nghiệp hỏa đã dâng lên một chút vầng sáng. Lão già giấu thật tốt sâu, lúc trước Diệp Thần một kiếm kia, lão già kia là vào lúc đó đem mồi lửa ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Thật là sâu tính toán, thật là khủng khiếp khống chế lửa lực. Âm ma thánh tổ không khỏi được một tiếng líu díu, hắn nhớ lại ngày xưa Tôn linh thiên tộc lão già vì che chở Diệp Thần, không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn là địch, cuối cùng làm được từ mình thiếu chút nữa tiêu vẫn ở đó càn khôn thế giới cảnh tượng. Vân, che chở, càn khôn thế giới. Phản ứng lại âm ma thánh tổ hô quát một tiếng, không tốt, cái này lão đông xét liền một tay. Khắp người vết máu, đã sớm đem áo vải trên mấy khối miếng vá nhuộm thành một màu, quanh thân huyết tinh khí đậm đà Tôn lão nhưng là lúc này cười lớn một tiếng, ha ha ha, trễ rồi. Luân hồi chi chủ, nhớ phải đáp ứng lão phu sự việc. Tôn lão để lại cho Diệp Thần, là vậy đầy ắp nụ cười mặt mũi, lão người hét lớn một tiếng. Dính liền mồi lửa. Vậy thì tất cả vào đi. Càn khôn thế giới.
Bên hông màu vàng hồ lô trải qua mấy phen đại chiến, đã sớm vết rách ban vải, nhưng ở cụ già Triệu Hoán dưới, vẫn là tách ra ra vô cùng kim mang, trong nháy mắt đem trừ Diệp Thần ra toàn bộ người, toàn bộ hút vào hồ lô bên trong. Lại là cái này một màn quen thuộc, lão bởi vì che chở Diệp Thần, cuối cùng lựa chọn lấy thân làm mồi câu. Tôn lão! Diệp Thần vành mắt sắp nứt, từng tiếng gầm lên rung động hoàn vũ, dưới chân lấy Diệp Thần tự thân là trung tâm, từng tầng một sóng lớn vòng mở tan đi tại phương xa. Chiến trường ngoài vạn dặm, chấn nhỏ biên giới bến cảng chỗ, một ngày này che khuất bầu trời sóng lớn một tầng tiếp một tầng, tựa như phải đem thế giới này ăn sống nuốt tươi. Tôn lão! Tỉnh hồn lại Diệp Thần ánh mắt bên trong thoáng qua vô tận lửa giận, trong tay hắn hội tụ luân hồi thiên kiếm. Luân hồi hơi thở lúc này bùng nổ. Hắn muốn vì tôn lão báo thù. Nhưng vào lúc này, hỗn độn viêm đế mở miệng nói, vậy tôn linh thiên tộc người, để cho chúng ta bội phục vạn phần. Một khắc cuối cùng, ta tựa như cảm thấy đối phương lửa giận trong lòng nói. Nếu như ta không đoán sai, hắn ban đầu liền đoán được sẽ là cái kết quả này. Nhưng hắn dứt khoát lựa chọn cùng ngươi cùng nhau, bởi vì đây là ngươi vận mệnh bên trong đã định trước một đạo cướp. Đời người phập phồng, người trốn khỏi Vũ Hoàng Cổ Đế và Vô Thiên Phân Thân bố trí, định trước sẽ thất bại. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là rút lui, lần này ngươi thương thế rất nặng. Ta tin tưởng, tôn linh thiên tộc vị kia vậy không như vậy dễ chết. Diệp Thần nghe được hỗn độn viêm đế lời nói, suy tính chốc lát, con người đột nhiên nhìn về Bắc Phương, thân hình chớp mắt thẳng hướng phương xa vội vã đi. Cùng lúc đó, một mảnh hỗn độn chi địa. Âm ma thánh tổ nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy. Tự thành thiên địa, trời cùng đất tương liên, mơ hồ biên giới, bảy màu sặc sỡ vẻ khắp nơi. Ha ha ha, thiên địa càn khôn, các ngươi hôm nay liền cùng lão phu cùng ở lại chỗ này đi. Tôn lão cười to một tiếng, hơi thở dẫn dắt dưới, phủ tạng đều là cùng theo máu thịt cùng từ miệng bên trong khạc ra, quanh thân cuồng bạo khí thế bộc phát mạnh mẽ, cả tòa thiên địa càn khôn nơi chế tạo thế giới, cũng là một hồi đất rung núi chuyển. Hỗn độn chi địa, thiên địa chưa phân, nhỏ như vậy thế giới vậy dám đem ra hiện mắt. Sát thí đại đế lắc đầu một cái, đối với lần này 10 phần khinh thường, người như vậy tự tìm đường chết cũng phải tác thành vậy tiểu tử. Nguyên mảnh hỗn độn bên trong không gian, từng đạo màu tím sấm sét cuồn cuộn, quen thuộc tình cảnh ở âm ma thánh tổ trước mắt lại xuất hiện, nhưng mà mình sớm đã không phải là ban đầu cái đó đối mặt cái này lôi kiếp thượng cần toàn lực đánh một trận tồn tại. Sinh lôi sát. Từng đạo sấm sét màu tím trên không đánh xuống, cả tòa bên trong không gian tràn đầy xen lẫn không ngừng sấm sét, hắn dày đặc trình độ, giống như mưa như chút nước mưa to. Âm ma thánh tổ chưa từng né tránh, mặc cho màu tím sấm sét đập ở mình trên thân thể, không đau không ngứa. Lão già này, ta không muốn động thủ dính nhân quả. Tựa hồ là vô cùng là kiêng kỵ tôn linh thiên tộc truyền thuyết, âm ma thánh tổ vẫn là cùng lần trước vậy, không có thống hạ sát thủ dự định. Khắc khắc, chúng sanh úy bởi vì, chúng thần úy quả, ta ban đầu cả thiên đạo đều không cách nào phai mờ, không sợ. Sát thí đại đế thô bạo vô cùng nghiêm túc quát một tiếng, chợt nhẹ nhàng giơ lên tay phải nhẹ nhàng nắm chặt. Chỉ gặp tôn lão càn khôn thế giới bên trong, cuối chân trời chỗ, một hạt cát trần rớt xuống. Một cát, có thể lấp biển, di sơn, ngất trời, diệt thế. Sát thí đại đế tay áo vung tay lên. Một tràng cát mưa mưa như chút nước mà rơi xuống, đem thế giới hỗn độn không gian, hoàn toàn đánh nát. Giống như sợi bông giấy gặp nước, trong nháy mắt, thế giới hỗn độn bị ăn mòn hầu như không còn. Cái này, âm ma thánh tổ kiêng kỵ nhìn trước mắt sát thí đại đế, mặc dù tên này chân thân bị phong cấm ở khí thế tuyệt cảnh, nhưng chỉ dựa vào cái này một cái tích chữ đời phân thân, giơ tay gian chính là hòa tan ban đầu mình mất sức lực lớn mới vừa đánh vỡ thế giới hỗn độn. Máu nghê thường, tay áo vung tay lên, màu máu hộ thuẫn mở, cũng may sát thí đại đế cát mưa đối với người mình cũng không sát phạt lực tồn tại, chỉ là trong chớp mắt, vậy sán màu vàng kim hồ lô chính là bị hoàn toàn hòa tan ở nơi này thế gian. Ho, mênh mông tỏ rõ, một bóng người rớt xuống lại lơ lửng lên, chính là tôn lão. Cụ già khó có thể tin nhìn trong giơ tay nhấc chân liền đem mình chí bảo nóng chảy sát thí đại đế, mặc dù không cam. Nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ yên tâm. Bởi vì giờ khắc này hắn, đã không cảm giác được Diệp Thần hơi thở, nói cách khác, Diệp Thần đã an toàn. Sát thí đại đế đóng chặt hai tròng mắt cũng là chậm rãi mở ra, nói, đáng tiếc,
bị vậy luân hồi chi chủ trốn. Chúng ta như vậy chuyên tâm bố trí, còn bị luân hồi chi chủ chạy, cái này luân hồi chi chủ khí vận thật đáng sợ. Âm ma thánh tổ không nói một lời nhìn trước mặt sát thí đại đế, lần này, hắn hiếm thấy không có nổi giận. Sát thí đại đế lãnh đạm ánh mắt tựa như muốn thẩm phán thiên hạ bá tánh, bên người thập phương cường giả đều là dùng mình đứng, đi theo chủ tử mình nhiều năm như vậy, nhất là Chu Hân U nhưng mà rõ ràng, đây là muốn bùng nổ khúc nhạc dạo. Đầu ngón tay một chút vầng sáng trắng chậm rãi sáng lên, sát thí đại đế bằng bạc dưới mặt nạ không thấy rõ thần tình. Chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng phía dưới, vậy hấp hối trên người ông già. Căn nguyên chí bảo càn khôn hồ lô bị hòa tan, cụ già quanh thân tu vi đã qua một nửa, lại cũng tung không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Chờ một chút, dừng tay. Thanh âm khàn khàn vang vọng ở chỉ có gió biển gào thét sóng biếc bên trên, màu máu trường bào đứng gần, xoay người nhìn về sát thí đại đế. Sát thí đại đế giống vậy chăm chú nhìn về âm ma thánh tổ, rất hiển nhiên. Diệp thần bỏ chạy làm được hắn khá là khó chịu, giống vậy, bị người cắt đứt lại là khó chịu. Hắn không thể chết được. Âm ma thánh tổ mở miệng nói. Thập phương cường giả đều là thấp mi, khóe mắt len lén nâng lên phân nửa, nhìn cái này trên hư không, dám can đảm chống đối chủ tử mình tồn tại, không người dám thay hắn nói chuyện. Chu Hân U một viên bịch bịch run lẩy bẩy tim lại là dâng tới cổ họng mà, dư quang quét qua màu máu trường bào một góc, trong lòng nổi lên một chút khó hiểu ý. À, sát thí đại đế xoay người, đầu ngón tay chậm rãi đưa về phía trước mặt âm ma thánh tổ, lên giọng, rất nhiều một bộ không nhịn được mùi vị. Hắn chết, luân hồi chi chủ cũng sẽ không trở lại nữa. Thanh âm khàn khàn theo phiêu diêu màu máu trường bào ở màu xanh trên mặt biển lột, lúc trước đánh một trận, đậm đà mùi máu tanh truyền ra vạn dặm, vùng lân cận bầy cá ngửi mùi vị, phân ủng tới. Ý ngươi là, sát thí đại đế để tay xuống chỉ, bình tĩnh hỏi. Phía dưới bầy cá đã bắt đầu cắn xé, tam thực cụ già bộ phận thân xác, hai người lời nói tới giữa, một cái cánh tay phải đã chỉ còn lại trắng ngần xương trắng, liền trước gân cốt thịt vụn, đều là bị bầy cá quét sạch. Cứ việc tôn lão muốn chống cự, nhưng làm sao sớm đã là nỏ hết đà hắn, chỉ có thể là phát ra vô tận gào thét. Cầm lão này bắt lại, ép Diệp thần hiện thân. Luân hồi chi chủ một ngày chưa trừ diệt, đối với ta cùng mà nói đều là uy hiếp. Huống chi. Hắn trên người có người thứ ta muốn hắn âm ma thiên thạch và võ đạo luân hồi đồ, mà đồ còn dư lại, bao gồm khí thế tuyệt cảnh cũng cho ngươi. Âm ma thánh tổ ánh mắt híp một cái, thanh âm khàn khàn bên trong, một chút sát ý hiện ra, không biết là hướng về phía Diệp thần, vẫn là trước mắt cụ già. Có ý tứ. Sát thí đại đế thừa nhận âm ma thánh tổ ý tưởng, chợt cách không một chảo, cắt đứt bầy cá tận hưởng thức ăn ngon sung sướng thời khắc, trong nháy mắt. Vô số mỏ nhọn răng nanh nhọn người cá nhảy lên mặt nước, hướng sát thí đại đế tấn công tới. Chu Hân U thấy vậy, tay áo vung tay lên, đem chu vi ngàn dặm bên trong sinh linh toàn bộ vặn cổ, ấm áp chảy máu ngay tức thì nhiễm đỏ xanh biếc sóng lớn. Lão gia, cùng ta là địch, là ngươi nhất không rõ chí quyết định. Sát thí đại đế lấy trưởng hóa kiếm, đâm thẳng nhập cụ già sau lưng bên trong, nhập vào cơ thể mà qua, sâu nhập thân thể hai ngón tay vặn nhẹ nhàng. Đem cụ già xương cột sống ngay tức thì bấm một cái hai đoạn. À, à, đau tê tâm liệt phế tiếng kêu làm được dưới chân máu đỏ sóng lớn đều là ngay tức thì sôi trào. Giao cho ngươi. Đem cụ già giống như chó chết vậy tùy ý ném cho âm ma thánh tổ, một bộ quần áo đen chậm rãi tán làm một hồi khinh yên rồi biến mất, vậy lãnh nhược băng xương con ngươi từ đầu chí cuối đều là nhìn chằm chằm huyết sắc kia trường bào. Có luân hồi chi chủ tung tích thời gian đầu tiên liên lạc ta. Theo sát thí đại đế rời đi, Chu Hân U ánh mắt phức tạp nhìn một mắt trên hư không, môi mỏng mấy độ khải hợp, cuối cùng nhưng là chưa từng mở miệng, mang theo cùng thập phương cường giả, trốn vào không gian vòng xoáy bên trong, theo chủ đi. Hình ảnh quay về. Ở hư không cực nhanh mà đi Diệp thần, vốn chuẩn bị chạy tới Bắc Mãng tổ địa tìm Nhâm Phi Phàm. Chuyện này, Nhâm Phi Phàm nếu như ra tay, có lẽ mới có thể có chuyển cơ. Dưới mắt thương thế hắn quá nặng. Bỗng nhiên, một cổ cực hạn đau đớn tấn công tới. Hắn biết, đây là sau lưng xăm ảnh hưởng. Lại là khí thế tuyệt cảnh. Khí thế tuyệt cảnh, người kết quả muốn hại ta tới trình độ nào? Diệp thần mới vừa nói xong, hắn chính là phun ra một búng máu, cả người hôn mê đi. Thân thể cũng là cực nhanh rơi xuống. Ngay tại lúc này,
một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang bao quanh Diệp Thần, thoáng qua tới giữa, chính là biến mất không gặp. Hai tiếng sau đó, nơi này là, đến khi Diệp Thần tỉnh lại lần nữa, nhưng là phát hiện chẳng biết lúc nào, quanh thân thương thế đã là toàn bộ khép lại, mà mình giờ phút này đang, chín đỉnh bên trên. Võ đạo luân hồi đồ liên thông liền khí thế tuyệt cảnh bên trong chín đỉnh, mình trước khi hôn mê khí thế tuyệt cảnh dị động, chẳng lẽ là... Người tỉnh, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, Diệp Thần nhìn chăm chăm nhìn xem dưới, chẳng biết lúc nào, chỗ chân núi, trời đất quay cuồng rừng cách đó không xa, thủ hộ giả mộ bia trước, mái tóc dài bù xù người đàn ông trung niên đứng yên. Ngươi là người phương nào? Diệp Thần một cái xoay mình giơ cao, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt người đàn ông, mặc dù cũng không sát ý, thế nhưng không rõ hơi thở nhưng là làm được Diệp Thần thần sắc run lên. Chẳng lẽ là luân hồi mộ địa lại hồi phục một vị đại năng? Không đúng, hỗn độn sáu thần đế, còn có ba vị mặc dù còn không xuất hiện, nhưng chắc có hỗn độn hơi thở. Người này, kiên quyết không có. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến cái gì? Nơi này là khí thế tuyệt cảnh. Khí thế tuyệt cảnh vậy trấn áp một con tà ma. Chẳng lẽ người này là vậy tà ma một trong? Người cũng là trấn áp tại nơi này tà ma. Người đàn ông trung niên cười ha ha một tiếng, tà ma. Ngươi nếu như vậy cho rằng, đó chính là đi. Hồn điền tôn vương Tiêu Ngục, ngươi có thể từng nghe nói. Mái tóc dài bù xù, một bộ áo gai áo xanh người đàn ông trung niên hỏi một tiếng, nhưng chợt lại là tự diễu nói, sẽ không có người nhớ chứ. Diệp Thần vẫn như cũ là duy trì cảnh giác, khí thế tuyệt cảnh kinh khủng thiên địa uy áp hướng người đàn ông trung niên Tiêu Ngục tới. Giỏi một cái thủ hộ giả. Tiêu Ngục trong mắt thoáng qua một chút vẻ phức tạp, lấy quanh thân lực chống cự thiên địa đè, lại là chút nào không rơi hạ phong. Đứa nhỏ, người tuy là khí thế tuyệt cảnh thủ hộ giả, nhưng lúc trước rút sạch truyền thừa lực uẩn dưỡng thông thiên liên, tự thân vốn là yếu ớt kim ấn lực lại bị sát thí trộm đi mấy phần, xác thực nói, lấy người trước mắt trạng thái, khí thế tuyệt cảnh bên trong mấy người, người đã chấn không đè ép được. Bao gồm ta, Tiêu Ngục thô bạo nói, người không cần nghi ngờ. Lúc trước ngươi tất cả biểu hiện, ta đều thấy ở trong mắt, bất quá thượng đang bế quan, không rảnh cố kỵ thôi. Tiêu Ngục ngay tức thì tránh thoát Diệp Thần trói buộc, nhưng khác thường nhưng là cũng không có hướng về phía hắn thống hạ sát thủ, mà là đi tới tiền nhậm thủ hộ giả trước mộ, tay phải nhẹ nhàng ở trên bia vuốt ve mấy phen. Ngươi kêu Diệp Thần đúng không? Sát thí đại đế ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng thành tựu trao đổi điều kiện, ngươi vậy phải giúp ta làm một chuyện. Diệp Thần bị Tiêu Ngục gắng gượng tránh thoát liền trói buộc, bên trong đan điền lại là một hồi cuồn cuộn, Diệp Thần huyết tính ở trên, lúc này cự tuyệt nói. Tuyệt không khả năng. Tiêu Ngục nhướng mày một cái, ngươi còn không có nghe ta nói hoàn. Có cái gì có thể nói, Viêm Tôn, sát thí, các ngươi như vậy tà ma, không chỉ muốn thoát khốn thấy mặt trời lần nữa. Ta Diệp Thần trấn thủ khí thế tuyệt cảnh một ngày, trừ phi đạp ta thi thể đi qua, nếu không không bàn nữa. Thiên địa lực lại lộ vẻ, ở bên ngoài không làm gì được sát thí đại đế thì thôi, ở chín đỉnh bên trong, thủ hộ giả kim ấn lại khó mà dung chuyển trước mặt nam tử, rất có thể cái này gọi là Tiêu Ngục gia hỏa, quả thật so sát thí đại đế cường đại hơn. Ngươi hiểu lầm, ngươi giúp ta tìm được một người, ta liền giúp ngươi thoát khốn này cục. Tiêu Ngục trầm giọng nói, tìm người, đây cũng là làm được Diệp Thần sửng sốt một chút, thật giống như trước mắt cái này. Từ vừa mới bắt đầu liền không có rõ ràng đối mình sát ý, chẳng lẽ và sát thí đại đế không giống nhau? Không sai, ta năm đó có một nữ, kỳ danh Thiêu Thấm, ta mặc dù phong khốn nơi đây vạn năm, nhưng ngày xưa lưu lại luân hồi dấu vết sẽ không tán, tìm được nàng, ta nguyện giúp ngươi giải quyết sát thí. Ngươi có thể đem nó coi là một khoản giao dịch, hơn nữa, dù là ta là tà ma, hôm nay ngươi hiện tại cũng cần ta trợ giúp. Tiêu Ngục nhìn một mắt rơi vào quấn quýt Diệp Thần. Giọng lãnh đạm. Vừa nghĩ tới Tôn lão liều chết bảo vệ tình cảnh, Diệp Thần hít sâu một hơi, được, khoản giao dịch này, ta ứng. Đem Thiêu Thấm mang đến cùng ta vừa gặp, sau sự việc, ta có thể hết sức giúp ngươi. Trước mặt cái này tự xưng là hồn điển tôn vương nam tử mái tóc dài bù xù, giọng bên trong không hiện lộ bất kỳ sơ hở nào, thậm chí vậy vô tự con mắt, đều là chưa từng nhìn về Diệp Thần phân nửa. Cái này ngươi cầm đi, có thể làm chỉ dẫn. Một quả hắc chữ tiêu màu vàng lệnh bài bắn thẳng về phía Diệp Thần trong tay. Giọt máu hòa hợp.
Tiêu Mục vốn là hư phù bóng người liếc mắt một cái thủ hộ giả mộ bia, chính là tán làm một đoàn khinh yên im hơi lặng tiếng rồi biến mất. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, suy tư mấy giây, liền rời đi nơi này, trở lại ngoại giới. Mới vừa võ đạo luân hồi đồ chín đỉnh bên trên, tên là Tiêu Mục nam tử một lời một hành động, còn đang Diệp Thần đầu óc bên trong không ngừng vạch qua. Khí thế tuyệt cảnh bên trong Niêm Phong tồn tại, phần lớn đều là ngày xưa cự phách, cái này hồn điển tôn vương Tiêu Mục, lại là không biết hắn sâu xa chỗ, thay hắn tìm con cái, mò kim đáy biển, nói dễ vậy sao? Vừa mới tới ngoại giới, Diệp Thần đột nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc chập chờn. Đây là hư bia lực lượng. Một giây kế tiếp, hư không biến dạng, một đạo bóng người nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện. Linh Nhi, ngươi tại sao lại tỉnh? Trước đây Linh Nhi giúp mình hóa giải nghịch thiên tinh thú theo dõi, đưa đi mình và thân Đỗ Uyển Nhi mấy người, vốn cho là lần này Linh Nhi lại phải hôn mê hồi lâu, không nghĩ tới, nhanh như vậy chính là xuất hiện lần nữa. Này, ngươi tên này lại có thể tổn thương lại như vậy. Linh Nhi thân hình chớp mắt, từ Diệp Thần trước mắt tụ một chút thiên địa linh khí lại xuất hiện, trắng bệch mặt đẹp mà so với như thác tóc trắng còn sâu hơn mấy phần, có thể gặp hắn lúc trước vậy lần đại chiến, cũng là thần hồn hao tổn nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Vốn là ý muốn bất mãn Linh Nhi đang muốn mở miệng lầm bầm than phiền, nhưng là gặp đến thời khắc này Diệp Thần cái này lảo đảo muốn ngã thảm dạng, vẻ mặt ngay tức thì ngưng trọng. Diệp Thần giọng đè nén bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Đều do ta, nếu không phải lỗ mãng như vậy làm việc, tôn lão cũng sẽ không rơi vào gian người trong tay, hôm nay bị hạn chế bởi vậy Tiêu Ngục. Linh Nhi biết rõ nguyên nhân hậu quả sau đó, mới vừa lên tiếng mở miệng an ủi, trăm bí mật cố hữu một sơ, huống chi, hắn đang chọn tại ngươi sóng vai thời điểm, liền đã làm xong quyết định. Hơn nữa, địch nhân mục tiêu là ngươi, bọn họ sẽ không dễ dàng hạ sát thủ, chúng ta còn có cơ hội. Linh Nhi hai tay thua lập, ánh mắt híp một cái, tựa hồ ở trí nhớ chỗ sâu lục soát chút lúc xưa trí nhớ, một hồi lâu sau lắc đầu một cái, trầm giọng nói. Vực ngoại cái này cùng vị diện, ta đối với hắn nắm trong tay tin tức, vậy giới hạn tại vậy nhất là đỉnh cấp mấy người, cái này hồn điển tôn vương. Tiêu Ngục, Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong lấy ra một quả màu vàng đen lệnh bài, mặc dù nhìn như thần bí, nhưng là không có bất kỳ dị thường chập chờn. Vật này, Linh Nhi thuận thế nhận lấy chữ tiêu lệnh bài, đem tiện tay ném nhập hư không, thiên cung đất phân tiêu bên trong, bảy màu sấm ngay tức thì tràn ngập. Kinh khủng khí tức hủy diệt muốn đem vạn vật rèn thành cho tẫn. Ẩn. Linh Nhi nhướng mày một cái, tay trái thời gian, tay phải không gian, hai tướng lực hòa vào nhau, đem vậy lệnh bài màu đen nháy mắt tức thì phong ấn. Một khắc sau, tinh không vạn dặm, dị tượng tan đi. Xa ở ngoài ngàn dặm thiên cung thần giáo, Thiên Tuyết Tâm thấy trên 9 tầng trời dị tượng, trong lòng mơ hồ thoáng qua một chút bất an. Sư tôn, xảy ra chuyện, tôn lão hắn. Ngô Ngọc Chi thân hình hỏa tốc chạy tới, theo tông môn đáng tin tuyến báo, phát hiện âm ma thánh tổ tung tích. Mấy giờ sau đó, chỗ này, sẽ có tiêu thấm rơi xuống sao? Đổi một bộ sạch sẽ áo quần, Diệp Thần cùng Linh Nhi hỏa tốc ra bắc, vượt qua vạn thần núi tuyết đỉnh, đã cách thiên cung chi địa nhà Nam Vực, cách qua thiên uyên. Cũng chỉ có chúng ta cái loại này tồn tại, mới có thể có thực lực vượt biên giới, lệnh bài kia bên trên có loại nào đó cấm kỵ không cho theo dõi. Nếu không phải huyết mạch lực, dính tất xanh sự bưng, chỉ có cái này một chút yếu ớt lực lượng, chỉ hướng một chỗ. Bất quá chỗ đó và thái thượng thế giới tại không gian bên trên khoảng cách quá gần, mặc dù không cách nào vượt qua vách không gian chướng đến thái thượng thế giới, nhưng thái thượng thế giới cường giả, thí dụ như Vũ Hoàng Cổ Đế vẫn có thể cảm giác được một ít thứ. Người tận lực dùng một phần nhỏ 9 tầng trời thần thuật và luân hồi thiên kiếm, nếu không Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện cái gì, lại hạ xuống một đạo phân thân, người có thể không ăn nổi bao đi. Nhắc nhở hoàn, Linh Nhi cùng Diệp Thần hai người liền tiếp tục đi đường, chỉ là một nén nhang thời gian, liền đã tới lệnh bài kia nơi chỉ dẫn địa giới. Chỗ này, Diệp Thần ngửi được giữa trời đất lại có một chút đạo lực quy tắc lưu chuyển, nhìn cách đó không xa vậy ngàn trượng lớn cửa thành, lần đầu tiên có loại vào thành ảo giác. Cận Thái Chi Thành, đã đến gần Thái Thượng Thế Giới, chính là mấy thành một trong. Cái này Tiêu gia nếu là ở này, sợ rằng bên trong tộc có cường giả chân chính chấn giữ. Linh Nhi híp đôi mắt một cái, trầm giọng nói. Giống như là quá thần vậy. Diệp Thần không khỏi cười khanh khách, toàn bộ thiên cung chi địa, quá thần xuất thế đã kinh động thiên hạ tu giả, hơn nữa khí thế tuyệt cảnh tới nay,
chính hắn trải qua thảm chiến tuy nhiều, dù là có cường giả xuất thế, nhưng đều là tàn hồn và phân thân thôi. Xem quá thần như vậy chân chính tích chữ đời thần linh, một khi ra tay nhưng mà diệt thế tồn tại. Đều là một ít lánh đời lão gia thôi, không tới nơi tới chốn tộc tồn vong để gặp, là sẽ không hiện thế, nhưng dù vậy, vậy so thiên cung đất thế lực cường đại hơn vô số lần. Linh Nhi liếc mắt nhìn một mắt Diệp Thần, xem ra muốn tìm cái này Tiêu Thấm, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Lúc trước thánh cổ di tích, chúng ta vậy vì vậy làm quen Thiên Tuyết Tâm, mà đây Tiêu Thấm thân phận, có thể so Thiên Tuyết Tâm mạnh hơn. Vậy nhóm cường giả khẳng định bố trí có thủ đoạn, cái này Tiêu Thấm nếu là ở này, vậy Tiêu gia thế lực chỉ sợ không phải chúng ta có thể tùy tiện tới gần. Diệp Thần vừa nghĩ tới chín đỉnh bên trên, Tiêu Ngục lực kháng thủ hộ giả kim ấn uy áp lực, hắn chính là một hồi nhức đầu. Đi thôi, chúng ta vào thành đi tìm hiểu hỏi dò, nói không chừng liễu ám hoa minh đâu. Linh Nhi thân hình dẫn đầu hướng vậy sương mù tràn ngập xuống thành lớn đi. Cận Thái Chi thành bên trong. Một vị nhìn như cực kỳ trẻ tuổi dịu dàng nam tử nằm ở vạn kim lâu phòng khách chính trên bàn đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị người một cái từ trên cái băng ghế lôi xuống, không phòng bị chút nào bóng người đột nhiên rớt xuống, đập rơi xuống đất ngay tức thì tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình đem vậy mảnh khảnh bóng người nâng lên, hắn mắt buồn ngủ mông lung xoa xoa con mắt, duỗi người. Người cầm nơi này làm Tiêu gia phủ đệ. Nam tử ngẩng đầu xem cầm mình lay tỉnh người, Cận Thái Chi thành vạn kim lâu chủ nhân Tiền Vạn Quan. Đừng xem tên chữ tràn đầy tài khí, nhưng là Tiền Vạn Quan tự mình đúng là tinh mắt mày kiếm, cao rất lỗ mũi hạ một tấm môi mỏng, nắm trong tay Cận Thái Chi thành lớn nhất mạng lưới tình báo, phú khả địch quốc gia hỏa, dĩ nhiên là tất cả thế lực muốn nịnh bợ đối tượng. Hắn hận nhất người khác kêu hắn tên đầy đủ, tất cả mọi người đều kêu hắn một tiếng ông chủ Tiền. Nam tử từ ngẩng đầu, giữa lông mày mấy phần thanh tú vẻ, nhìn trước mặt tinh mắt nhỏ gánh nam tử, tai tóc mai một đỏ. Phủi phủi trên mình đất hướng về phía Tiền Vạn Quan nói, chút tiền, chỉ có ở ngươi nơi này, mới có thể ngủ an giấc. Im miệng, ta nói chỉ có thể gọi là ông chủ Tiền. Tiền Vạn Quan nổi giận. Chút tiền, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Nam tử nói rất nghiêm túc. Đem người này lôi ra ném. Tựa hồ đối với chút tiền tiếng xưng hô này phá lệ bất mãn, Tiền Vạn Quan thẳng mở miệng nói. Phòng khách chính cái này một mục nhìn lại tất cả đều sáng tỏ bên trong không gian, thoáng qua bốn đạo không gian rung động, chỗ tối bóng người không còn kịp nữa động thủ, dịu dàng nam tử chỉ là bốn phía nhìn vòng quanh, ngay tức thì đổ máu hư không. Ta thật quá mệt mỏi, lười được động thủ. Nam tử thanh âm mệt mỏi vang lên. Tiền Vạn Quan rất ít thấy tên này bộ dáng như vậy, nghe được hắn như vậy giọng, tim liền mềm nhũn ra, kim các là bị tốt, người đi ngủ một giấc đi. Tối nay. Tiêu gia phân phòng, bất luận phát sinh chuyện gì, người ngươi không cho phép ra tay, hơn nữa, phủ thành chủ cùng với các phe thế lực khác, cũng không cho nhận được bất kỳ gió thổi cỏ lay. Ngày mai ánh sáng mặt trời dâng lên, hết thảy cứ theo lẽ thường là được. Nam tử lười biếng đẩy ra phòng khách chính cửa sổ, nhìn sau đường phố lạnh tanh đường hẻm, cách không dậm chân xuống. Trở lại thư phòng, cầm lên sổ sách Tiền Vạn Quan, làm sao cũng không coi nổi, biết hắn có mấy năm dài. Thời gian mặc dù sống chung thời gian không nhiều, nhưng hắn cho tới bây giờ không có biểu hiện như vậy lực không theo tim. Rốt cuộc là cái gì để cho hắn như vậy, Tiền Vạn Quan rất là tò mò, nhưng là nếu như tên kia không muốn nói, coi như giết hắn vậy sẽ không nói. Muốn biết chỉ có dựa vào mình. Tiền Vạn Quan gọi tới mình người làm, phân phó nói, cha một chút, Tiêu Thấm con bé này rốt cuộc muốn làm cái gì. Vạn Kim lâu ám võng phân bố Cận Thái Chi thành. Muốn biết những thứ này vẫn là rất nhanh. Tiền Vạn Quan đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía trên bầu trời đồ sộ ngày, ánh mặt trời chói mắt dùng được từ mình nheo mắt lại nhẹ nhàng nói, nữ giả nam trang cũng phải che giấu hành tung tới gặp ta, người rốt cuộc lúc nào mới có thể đi ở dưới ánh mặt trời. Người xác định, mới vừa rồi nơi này có người giao thủ. Một cái trong trẻo lạnh lùng sau đường phố bên trên, Diệp Thần cùng Linh Nhi hai người đứng lặng. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng vậy mạnh mẽ không gian chi lực, sợ rằng tu vi không thua chi ta. Ngay tại Linh Nhi lời nói tới giữa, trên đỉnh đầu của hai người phương, một mặt cho thanh tú nam tử từ trên hư không, chậm rãi dậm chân xuống. Đây là... Linh Nhi ngay tức thì đem Diệp Thần bảo vệ ở sau lưng, cảnh giác nhìn người đến, có thể tiện tay như vậy đem không gian chi lực tập trung quanh thân, người này không gian thành tựu không thấp, hơn nữa còn là không kém thiên quân cường giả.
mặc dù nhìn như trẻ tuổi, nhưng tu luyện chỉ ít đến gần vạn năm. Chỉ cần hắn muốn, có thể ngay tức thì đem không gian hóa thành lợi kiếm, đối hai người ra tay. Dĩ nhiên Diệp Thần nếu như vận dụng lá bài tẩy, cũng là có thể hoàn toàn chống lại. Dẫu sao hắn là luân hồi chi chủ, lại nắm giữ 9 tầng trời thần thuật và chỉ nước một kiếm. Bất quá nơi này và thái thượng thế giới không gian cực kỳ gần, Linh Nhi đã nhiều lần nhấn mạnh, ít vận dụng như vậy võ đạo. Đây đối với Diệp Thần thực lực mà nói, là suy yếu không thiếu. Nhưng thanh tú nam tử tựa hồ đối với hai người không có hứng thú gì, chỉ là liếc mắt một cái, chính là hướng trước mặt sâu ngõ hẻm bên trong đi. Xin hỏi tiền bối, Tiêu gia đi như thế nào? Diệp Thần nhìn thấu nam tử cũng không sát ý, ôm trước may mắn tâm lý hỏi. À, vực ngoại 4 đại vực người, lại có thể tìm được cận thái chi thành. Thanh tú nam tử quay đầu lại, nhìn Diệp Thần cùng Linh Nhi hai người, nhẹ giọng hỏi nói, nếu như cái này cận thái chi thành người địa phương, sẽ không hỏi vấn đề nhàm chán như vậy. Các ngươi hỏi cái nào Tiêu gia? Nam tử truy hỏi nói, Diệp Thần thẳng đáp lại, dĩ nhiên là mạnh nhất nhà kia. Cận thái chi thành, bắc nhất một góc. Bất quá các ngươi nếu như tự tiện xông vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quanh thân không có bất kỳ khí tức gì, thanh tú nam tử chỉ là lưu lại một lời, liền thẳng hướng sâu ngõ hẻm bên trong đi tới. Diệp Thần hai người còn muốn nói gì nhiều, trước mắt cường giả thần bí, sớm đã biến mất không thấy bóng dáng. Bắc một góc. Cùng lúc đó, cận thái chi thành, Tiêu phủ. Một vị tiên phong đạo cốt ông già nửa nằm ở tản da màu vàng nhạt dịu dàng hơi thở trên ghế xích đu, nhắm mắt ngưng thần, cụ già luôn luôn đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ một câu thôi trong ngực vậy chỉ màu đen tuyền linh thú, chọc được lười biếng đứa nhỏ cái đuôi lay động lay động. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, đầu này linh thú và tiểu hắc có một ít tương tự. Bất quá chỉ là có chút tương tự, thể hình nhỏ quá nhiều, hơn nữa đối phương đã hoàn toàn không có tiểu hắc loại khí tức đó, càng không có bất kỳ tu vi. Nhưng giá trị tất nhiên kinh người. Bên cạnh trên băng đá ngồi một vị mặc màu xám xanh trường sam, tóc tự nhiên bù xù trên bờ vai nam tử, hắn một tay nhờ tai, một tay nhẹ nhàng ở trên bàn đá gõ, năm ngón tay ánh sáng lưu chuyển, ánh mắt cũng là nhắm, nhếch miệng lên, tựa hồ ở xem bói trước cái gì. Ngay tại lúc này, một vị mặc trường sam màu xanh nhạt, tay cầm quạt lông thanh niên từ trên bầu trời biến dạng tới, gần xem ngũ quan bình thường không có gì lạ, nhưng cho người một loại ấm văn nho nhã cảm giác. Thanh niên chân rơi trên mặt đất, một chút thanh âm cũng không có. Hư không mơ hồ chập chờn. Trường sam màu xanh nhạt nam tử đi tới ông già bên người, cúi người xuống nhẹ nhàng nói, ra ra, mới vừa tiêu thấm đi vạn kim lâu. Ông lão chân mày nhỏ vi túc một tí lại giãn ra, lạnh lùng nói, thư sinh, Tiêu gia chủ xem bộ dáng là làm ra nhượng bộ, tối nay Tiêu thị tách ra, cả nhà diệt hết, nhất là nàng xem trọng cái đó đứa nhỏ. Thư sinh chìm đắm vẻ mặt đột nhiên giãn ra, giữa lông mày thoáng qua một chút sát ý, nhưng là cười lên tiếng, được, quyền nghe Tiêu trưởng lão an bài, không, hẳn là Tiêu gia chủ. Tay cầm quạt lông nam tử nhìn cụ già, mi mắt trong lòng cười, da trắng nõn không rảnh, lộ ra ngoài răng lại trắng lại ngay ngắn. Dẫu sao Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Túc cùng Tiêu gia gia chủ Tiêu Thấm vòng thứ nhất đánh cờ bên trong, gia gia mình coi như là đại hoạch toàn thắng. Sách mà, Tiêu Thấm nhìn chúng tách ra tiêu diệt, như vậy hạ một đời Tiêu gia người thừa kế, chỉ có thể là ngươi, có vương gia tương trợ, thánh thiên thần hỏa vậy có thể thuận lợi đoạt. Cụ già Tiêu Túc hướng về phía tay cầm quạt lông nam tử nhẹ giọng dặn dò, chợt liếc mắt nhìn về một bên thư sinh, mở miệng nói. Xin ngươi nhắn dùm vương gia chủ. Sau khi chuyện thành công, ta chấp trưởng Tiêu gia, các ngươi mong muốn, ta Tiêu Túc, hai tay dâng lên. Nam tử khom người, xoay người rời đi. Tiêu Sách quạt lông khép mở bên cười vừa nói, Tiêu Thấm sao Tiêu Thấm. Bàn cờ này, người phải thua không thể nghi ngờ. Hình ảnh quay về, Diệp Thần bên này. Diệp Thần, vậy màu đỏ thấm cửa, có cực mạnh uy áp. Diệp Thần cùng Linh Nhi một đường hướng bắc. Ở nơi này cận thái chi thành thành lớn bên trong bắc nhất một góc chỗ cuối, hai phiến đóng chặt màu đỏ thẫm trên cửa, kỳ lân thần tộc đồ đằng trông rất sống động, hung thú con mắt bị khéo léo tuyệt vời tượng khắc ấn, chỉ là liếc một cái, liền thân là luân hồi chi chủ Diệp Thần đều là cảm thấy một hồi lòng rung động. Bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao? Diệp Thần trực tiếp dùng hết thiên tiên cá chép sao, đem khí vận, phúc vận và quy luật toàn bộ hấp thu tới đây,
có thể chống đỡ hết thảy uy áp tấn công. Ngay tức thì hóa giải. Tiêu gia thủ phủ, người nhàn rỗi lập tức tản đi. Giữa lúc Diệp Thần cùng Linh Nhi hai người kinh ngạc để gặp, thâm trạch màu đỏ trên cửa đồ đằng Kỳ Lân tròng mắt vừa chuyển, quát lên. Diệp Thần chợt ôm quyền, trầm giọng nói, tại hạ Diệp Thần, đặc biệt tới thăm Tiêu gia Tiêu Thấm. Hừ, Diệp Thần, Tiêu thị gia chủ, không tiếp khách. Kỳ Lân một tiếng hừ lạnh, khinh thường nói. Thấy Diệp Thần cùng hai người thờ ơ, đồ đằng Kỳ Lân lần nữa khiển trách, các ngươi như không rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Trong nháy mắt sát ý vang lên, Diệp Thần ngước mắt nhìn lại, chẳng biết lúc nào, mình cùng Linh Nhi đã sớm thân ở Tiêu gia sát phạt trong đại trận, cửu tiêu bên trên, bất ngờ là mây máu ngưng dậy, mây sâu không biết chỗ, Kỳ Lân đầu thú ấp úng vô tận mất đi hơi thở. Phạm Thiên thần công, trận tự quyết, tốn, đổi, cách, nghịch chuyển ấn, cho ta. Diệp Thần vốn dự định dùng trận tự quyết phá vỡ trận pháp, một giây kế tiếp, Linh Nhi chính là kéo kéo Diệp Thần. Diệp Thần ngay tức thì bừng tỉnh. Nếu như vận dụng Phạm Thiên thần công, sợ rằng Thái Thượng Thế Giới Vũ Hoàng Cổ Đế tất nhiên thời gian đầu tiên phát hiện. Đến lúc đó lại hạ xuống một đạo phân thân, nơi đây đối Thái Thượng Thế Giới cường giả hạn chế cũng không có luân hồi thiên kiếm ra đời vậy mạnh mẽ. Diệp Thần nếu thật phải đối mặt Vũ Hoàng Cổ Đế phân thân, sợ rằng hiến tế luân hồi thiên kiếm, mới có thể chạy ra khỏi thăng thiên. Kéo kẹt. Ngay tại Diệp Thần cần phải triệu hoán Long Uyên Thiên Kiếm chống lại để gặp, vậy màu đỏ thấm cửa một tiếng vọng về, một vị áo xanh thư sinh chậm rãi đi ra. À, Tiêu gia có khách. Thư sinh mặt cười trúng chim ý, mở miệng nói. Nghe tiếng, Tiêu gia sát trận tản đi, Kỳ Lân đầu thú liếm hết sức sát ý, tựa hồ bán thư sinh một phần mặt mỏng, con mèo, con chó, muốn gặp gia chủ. Thư sinh vô tình hay hữu ý dư quang liếc mắt một cái Diệp Thần. Chưa từng lời nói, chợt xoay người rời đi. Linh Nhi, mượn hư bia lực lượng, đuổi theo cái này. Diệp Thần thấy sát trận rút đi, lúc này lựa chọn rút đi, hắn mơ hồ cảm giác được thư sinh này có vấn đề, nho nhã khí chất hạ, sát tâm nháy mắt dậy, nhất là mới vừa vậy Kỳ Lân thú nói tới Tiêu Thấm lúc đó. Trực giác nói cho hắn, tên này có bí mật. Hai tiếng sau đó, Tiêu thị tách ra. Cùng tông gia bất đồng chính là... Giống vậy màu đỏ thẫm nơi cửa chính, cũng không đồ đằng thú bảo vệ. Thư sinh bước ra một bước, hắn nhẹ nhàng ngửi một cái không khí mùi vị, thần sắc lộ vẻ qua một chút nghiền ngẫm, sụp đổ Tiêu gia. Trong tay tháp nhỏ thoáng qua một chút thanh mang, khai thiên tế tại một đường, đem cả tòa tách gia đình viện, đều là toàn bộ bao phủ đi. Oanh! Thư sinh dựng thân tại hư không, ở nơi này tòa bị hoàn toàn ngăn cách thế giới bên trong, chỉ là một trường ngang nhiên vung ra. Dưới chân trong phút chốc bị san thành bình địa, ngói vụn tới giữa, từng trận mùi máu tanh vọt lên, trong ngủ say Tiêu thị tách ra đám người, chính là hồn quay về cửu tiêu. Chỉ có mấy đạo khí tức mạnh mẽ bạo khởi, che chở một đứa bé từ trong bụi bặm nhô lên. Xem ra Tiêu lão gia tử nói uy hiếp, chính là ngươi. Thư sinh tàn nhẫn cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy cưỡng bảo bên trong đứa bé, hắn cũng không rõ ràng, vì sao toàn bộ Tiêu gia sẽ bởi vì cái này đứa nhỏ. Hoàn toàn xé rách mặt. Tách ra, còn có mấy cái thiên quân chấn giữ, đáng tiếc, cho dù là Tiêu Thấm, cũng không giữ được các ngươi. Linh lung hiện tượng thiên văn. Một tòa tháp nhỏ từ bụi bặm bên trong lóe lên chói mắt ánh sáng, cả tòa thế giới cùng đổi được hư ảo. Diệp Thần nhìn yên tĩnh vô cùng đường phố, hắn cùng Linh Nhi dựng thân tại màu đỏ thấm trước cửa, hết thảy như thường. Không đúng. Linh Nhi đóng chặt hai tròng mắt. Hai tay cách không lộ ra, nhẹ nhàng đụng chạm ở màu đỏ thấm cửa hành lang bên trên, chợt cả kinh. Cái tên kia, cắt không gian, hắn ở một giới khác tàn sát Tiêu thị tộc nhân, tựa hồ còn đề cập đến liền Tiêu Thấm. Diệp Thần cả kinh, thư sinh này từ Tiêu phủ ra, giờ phút này nhưng ở tàn sát tách ra người, hết thảy các thứ này chẳng lẽ cùng Tiêu Thấm có liên quan. Bất luận như thế nào, cái đầu mối này không thể ngừng. Có thể hay không mượn hư bia lực lượng và ta lực lượng đem cái này không gian bình phong che chở đánh vỡ. Diệp Thần quyết định thật nhanh nói. Linh Nhi ngưng trọng gật đầu, giữa trường khép mở, một đạo cửa không gian chậm rãi phơi bày chữ thập kẽ hở dấu vết hào phóng mở. Cưỡng ép hủy diệt không gian bình phong che chở. Diệp Thần trong tay Long Uyên Thiên Kiếm nhất tránh. Long Uyên Thiên Kiếm, mặt trời xích hoàng chém. Giờ khắc này, huyết long lao ra, lẩn quẩn bay ra. Trực kích bầu trời mênh mông, chấn thiên khiếu. Ở đó huyết long gào thét sau lưng,
vô số tầng mây trận tản ra, một vòng màu vàng mặt trời gay gắt chậm rãi mở ra chói mắt cực kỳ, cùng vậy không gian dung hợp vào một chỗ. Bạo ngược vô cùng lực lượng ngay tức thì đem cả tòa Cận Thái Chi Thành cường giả kinh động, trên 9 tầng trời một đạo màu máu kiếm mang đem dưới bóng đêm thành lớn thắp sáng. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Chuyện gì xảy ra, có người can dự. Tông gia bên trong Tiêu Thấm, thời gian đầu tiên cảm nhận được liền tách ra phương vị truyền tới chập chờn, đây hoàn toàn làm rối loạn nàng toàn bộ an bài. Tay phải thuận thế vạch qua một đạo rung động, trước mặt không gian giống như là đậu hũ vậy bị mổ ra tới, liền vậy bạo ngược vô cùng gió bão chảy loạn, ở nàng trước mắt, cũng giống như ngoan ngoãn con cừu nhỏ, Tiêu Thấm thẳng chui thân mà vào. Ừ, ghế xích đu trên ông già ngay tức thì thức tỉnh, mặt mũi gian thoáng qua một chút không vui. Xem ra ngươi dự định là cùng lão phu hoàn toàn xé rách mặt. Trong thành vô số cường giả rối rít tới đông đủ, thiên quân cấp bậc cự phách bất ngờ không chỉ một tôn. Thật là to gan, dám coi Cận Thái Chi Thành quy củ tại không để ý, tự tìm cái chết. Tiền vạn quan thời gian đầu tiên cảm nhận được liền dị động, nhưng Tiêu Thấm có nói trước, không được kinh động người bất kỳ, hắn cũng là thầm chấp nhận người trước, bên cạnh cường giả lúc này mới lên tiếng nói. Đã lau sạch sẽ, Tiêu thị tách ra tối nay đêm sẽ không còn tồn tại. Còn nữa, Tiêu Thấm cần phải chọn vậy đứa bé truyền thừa Tiêu gia tổ mạch, lúc này mới đưa tới đại trưởng lão mơ ước, hôm nay Tiêu Thấm thế nhỏ, bị phát hiện, cũng không khỏi không thỏa hiệp. Tiền vạn quan nhưng là khẽ cười một tiếng, Tiêu gia lão bất tử, muốn để cho hắn vậy không ra hồn tôn nhi truyền thừa tổ mạch, Tiêu Thấm khác nghịch mới chủ, hắn làm sao có thể đồng ý. Bất quá, nhìn như mặc dù Tiêu Thấm thất thế, nhưng ta luôn cảm giác bàn cờ này, sẽ có kết quả không tưởng được. Bên cạnh cường giả nhưng là nhướng mày một cái, cắt đứt chủ tử nhà mình nói, có người ở trong thành ra tay, sợ rằng muốn xảy ra chuyện. Hình ảnh quay về. Thời khắc này người đầu Tiêu Diệp Thần, căn bản không biết được mình toàn lực một kiếm sẽ mang đến hơn phiền toái lớn, ở nơi này thành lớn bên trong, thế lực khắp nơi lẫn nhau ngăn được, cho dù là thủ oán ngút trời, vậy tuyệt không người dám can đảm ở trong thành ngay trước mọi người ra tay. Oanh! Long Uyên Thiên Kiếm kết hợp huyết long lực lượng, ngay tức thì phá hủy tiểu tháp không gian, theo nhau tới chính là thư sinh vậy bạo ngược vô cùng khí tức hủy diệt. Các ngươi là muốn phá hủy Cận Thái Chi Thành. Mấy đạo thanh âm già nua vang lên, thành lớn bốn cái phương vị, đồng thời sáng lên vẻ kinh dị, kinh khủng quy luật lực giờ khắc này miễn cưỡng đem thời không gian ngưng kết. Trước mắt nổ dư âm lại nữa tiến thêm, liền vậy kích động lên bụi bặm đều là rất miễn cưỡng ngưng trệ một cái ở Diệp Thần cùng Linh Nhi trước mắt. Chân chính thiên quân cường giả ra tay can dự. Diệp Thần cùng Linh Nhi ngay tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng, cái loại này cảm giác đã từng quen biết. Cùng lúc trước quá thần hạ xuống lúc đó, độc nhất vô nhị. Hơn nữa cái này bốn người cũng không phải là giống vậy thiên quân, có thể là hoặc là đến gần thiên quân lão tổ. Bốn tôn hư ảnh đồng loạt ra tay, từ bất đồng phương vị đem đông không gian biến dạng, nháy mắt tức thì, Diệp Thần đám người trước mắt, ngân hà giải minh. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như đưa thân vào vũ trụ bên trong, đầy trời tinh thần dễ như trở bàn tay. Bốn tôn hư ảnh chỉ là tay áo vung tay lên, lúc trước nổ lên cướp sóng ngay tức thì bị đẩy vào mờ mịt ngân hà bên trong, lại cũng không gặp. Vèo. Thần mang chớp mắt rồi biến mất, Diệp Thần cùng Linh Nhi trước mắt hình ảnh vừa chuyển, đưa thân vào vô tận ngói vụn bụi bặm bên trong. Tay cầm tiểu tháp thư sinh oán độc trong mắt chừng mắt một cái Diệp Thần, chợt một cái hưởng chỉ gõ qua, theo không gian tháp nhỏ chạy trốn xa đi. Diệp Thần, chúng ta mau rút lui lui. Nếu không thì thật cuốn vào trong đó. Rất hiển nhiên, bọn họ đã bị theo dõi, chọc ra liền lớn như vậy cái giỏ, mới vừa muốn rời đi, sau lưng không gian bị vén lên, một đạo bóng đẹp đi trước lộ ra. Các ngươi, người tới chính là tinh thông không gian thành tựu Tiêu Thấm, thấy Diệp Thần cùng Linh Nhi, đầu tiên là sửng sốt một chút, làm bộ liền muốn bắt giữ. Diệp Thần cùng Linh Nhi nhưng là đối với người sau lưng ảnh đến, không có chút nào phát hiện. Diệp Thần hướng về phía Linh Nhi nhỏ giọng nói lầm bầm. Cái này đáng chết hồn điển tôn vương Tiêu Ngục một chút vậy không đáng tin cậy, còn tìm cái gì Tiêu Thấm, mình hậu nhân cũng mau chết hết. Sau lưng Tiêu Thấm nghe vậy, thân hình cự chiến, chính là trong một cái chớp mắt này sơ hở, lộ hơi thở. Người nào? Linh Nhi thời gian đầu tiên xoay người, thấy một bộ làm sợi bông trường sam, như thác mái tóc thúc tại sau ót cô gái, rõ ràng sửng sốt một chút. Cô gái tuyệt mỹ vẻ mặt phức tạp,
chợt nhẹ nhàng vẫy tay, các ngươi đi trước, ta tới che chở. Diệp thần phòng bị nhìn tới trước mặt người, mình nhưng mà liền hắn lúc nào nhỏ giọng tới đều là chưa từng phát hiện, cho đến cô gái mở miệng. Ta chính là các ngươi muốn tìm Tiêu Thấm, bên ngoài thành chờ ta. Diệp thần vừa muốn mở miệng, nhưng là nghe được bên tai một tiếng nổ vang, Tiêu Thấm không khỏi được hai người giải thích, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Diệp thần hai người lại là biến mất ở tại chỗ. Vèo, vèo, vèo. Ba cái bóng người người nhẹ nhàng đứng, trong đó Vương gia gia chủ Vương Đằng ánh mắt che lấp, mở miệng nói. Tiêu gia chủ tới thật mau, nhưng mà nhìn thấy gì? Vương Đằng tự nhiên biết rõ nguyên do trong đó, nhưng ngại vì ngoài ra hai gia tộc lớn, đành phải lạnh giọng nói. Tiêu gia ta phân thị gặp tập kích, bị người xấu chạy khỏi, thượng không biết hắn tung tích, kinh động các vị, quả thật xin lỗi. Tề gia gia chủ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, mở miệng nói, dám can đảm có người ở cận Thái Chi Thành ra tay. Chẳng lẽ là Thái Thượng Thế Giới người đến? Thái Thượng Thế Giới và cận Thái Chi Thành không gian bị đánh vỡ. Ta nghe trước đây không lâu, mà Tổ Vô Thiên và Vũ Hoàng Cổ Đế phân thân ở Hắc Ám Cấm Hải liên thủ chu diệt Luân Hồi Chi Chủ, ngăn trở Luân Hồi Chi Chủ đoạt được Luân Hồi Thiên Kiếm, nhưng là thất bại chấm dứt, chẳng lẽ Vũ Hoàng tức giận, dự định đối với chúng ta ra tay? Chu mỗi gia chủ thần sắc run lên, nếu không phải chúng ta trong tộc đời trước ra tay, một kích này sợ rằng phải làm nửa tòa cận Thái Chi Thành chôn theo, phải nghiêm tra. Đa tạ các vị treo tim, lần này Tiêu gia ta gặp tập kích, từ sẽ minh xem kỹ, cho các vị một câu trả lời. Tiêu Thấm nói thẳng, Vương Đằng nhưng là cười một tiếng, nói, dẫu sao Tiêu gia chủ vạn năm tới cũng một môn tâm tư đang bế quan tu luyện, ra đời không lâu, này cùng tình huống cũng thuộc về đột nhiên, có thể hiểu. Vương gia chủ ý là, ta không xứng chấp trưởng Tiêu gia. Tiêu Thấm cũng là không tị hiềm chút nào, lúc này đáp lại. Ha ha ha, Tiêu gia chuyện ta miễn bàn luận, bất quá nếu như Tiêu Túc lão gia tử ở chỗ này, có lẽ tình huống sẽ không như vậy khó chịu. Vương Đằng lắc đầu cười một tiếng, dẫn đầu dậm chân rời đi. Còn lại hai vị gia chủ thấy vậy, cũng là không nhiều lời nữa, rối rít lựa chọn rời đi. Cùng lúc đó, Vương gia phủ đệ. Có người phá rối, bất quá nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Thư sinh nhẹ giọng nói. Là người phương nào nơi là? Vương Đằng ánh mắt đưa ngang một cái, truy hỏi nói, chuyện hôm nay, gây bốn đại cường giả ra tay can dự mới vừa hóa giải, suýt nữa bại lộ làm sao có thể không giận. Chưa từng gặp qua, hẳn không phải là trong thành người, bất quá đối phương kiếm đạo cực kỳ mạnh mẽ. Thư sinh đáp lại, bất quá, hôm nay Tiêu phủ trước. Cái này hai người muốn tìm gặp Tiêu Thấm, bị giết trận quát lui. À, thôi, nói cho Tiêu Túc, tuy có gợn sóng, nhưng hữu kinh vô hiểm, giao dịch tiếp tục. Vương Đằng khoát tay một cái, người đi tìm hiểu nguồn gốc, đem cái này hai người giải quyết. Thư sinh gật đầu rời đi. Cận Thái Chi Thành bên ngoài. Bầu không khí ngưng trọng.